chương 506, Me, 10 bảng Anh, phịch một tiếng, nện trên cái bàn tròn nhỏ. Cả hai người đàn ông cao lớn đứng bên cạnh, kỳ quái quay đầu, nhìn về phía người con gái phương đông xinh đẹp, mặc một chiếc váy thời trang đáng yêu, đội chiếc mũ len màu đỏ đậm, không rõ sừng sốt. Đường khả hình nắm chặt vali hành lý, nhìn mặt mỗi người đàn ông ở phía trước mặt, thở một hơi nặng nề, đè xuống nỗi hoảng sợ, bất an trong lòng, lại chen vào bàn tròn nhỏ nhìn về phía bọn họ đè lồng ngực của mình, nói câu, me. Hơn 10 người đàn ông người Anh Quốc, cùng nhau nghi ngờ nhìn về phía cô, biết cô không hiểu tiếng Anh, nhíu mày cười gọi, yêu. Đường khả hình sắc mặt tái nhợt, nhìn về phía những người đàn ông Anh Quốc đó, tâm trạng mặc dù sợ hãi, nhưng vẫn cố chấp, nhìn về phía bọn họ, lại đè lồng ngực của mình, chỉ chai bia trước mặt, nói, y, y ngắn, drink. Cô nói xong, chạy lại cầm 10 bảng Anh trên cái bàn tròn nhỏ, hai mắt sáng ngời, dường như đã biết trước. What? Chấm hỏi ngoặc kép, mấy người đàn ông Anh quốc nhịn không được cười rộ lên, nhìn về phía người phụ nữ phương đông có chiều cao thấp bé kia, toàn bộ cũng không tin. Ngồi trước mặt một người đàn ông khác đang uống bia, người mặc áo len màu đen, quần jean màu cùng màu, khuôn mặt có những chùm râu, nhìn về phía đường khả hinh, lại có chút hoài nghi, mắt nhíu lại, nói câu, Ariaser. Audio điện tử võ tấn bền Yes, đường khả hình gật đầu nặng nề, nhìn về phía hắn, dơ 10 bảng anh lên, xác định mình có thể lấy được, nói come on. Wow, chấm than ngoặc kép, mấy người đàn ông tất cả đều nhao nhao vỗ tay, ngay cả ông chủ quán bia, cũng hiếu kỳ cười đi đến xem, nhìn về phía cuộc tranh tài này. Ok, chấm than ngoặc kép, người đàn ông này cư nhiên lấy ra 100 bảng nện ở trên bàn, nhìn về phía đường khả hình, lớn tiếng, kêu to I've got hắn đại khái biết người phụ nữ phương đông này, sẽ không biết tiếng Anh, nên dùng câu nói đơn giản nhất, nếu như cô thắng, tiền này đều là của cô. Đường khả hình ánh mắt sáng ngời, nhìn về phía một đống tiền trên bàn, khẳng định cũng tin số tiền kia đủ để chính mình đi Cambridge, cô đột nhiên cười, ngẩng đầu, nhìn nói với hắn, ok. Hay, những người đàn ông người Anh quốc đứng bên cạnh bàn, bắt đầu cười ha ha vỗ tay. Ông chủ quán bia làm trọng tài, đứng ở giữa bàn tròn, nhìn về phía đường khả hinh và người đàn ông bên cạnh, giơ tay kêu to ôn về đức b e g i n g Người đàn ông nhanh chóng nâng ly bia lớn, giơ lên cao ứng ực uống. Đường khả hinh nhìn hắn một cái, cũng nhanh chóng cầm lấy ly bia cực lớn kia, giơ lên cao, dùng hơi đều đều thong thả, từ từ uống ly bia lớn đó. Hô hô hô, bàn bên cạnh, còn có người đi đường xung quanh, tất cả đều nhao nhao tò mò đến gần bàn tròn nhỏ, kỳ quái nhìn về phía một người đàn ông lực lưỡng với chiều cao 1m80 và một người phụ nữ phương đông vóc người thấp bé. Bọn họ nhao nhao lấy làm không công bằng, nhưng vẫn nở nụ cười tò mò. Xung quanh càng lúc càng náo nhiệt. Cuộc so tài uống bia lần này quy tắc là không cho tạm dừng để lấy hơi, phải uống một hơi hết, nếu như hơi có tạm dừng ở trên miệng ly, cũng sẽ thua. Đường khả hình dơ ly bia lên cao, bình tĩnh, yên lặng, dùng kinh nghiệm nhiều năm làm việc ở quán bar của mình, cầm ly bia, Uống bia kia từng ngụm, từng ngụm, trên trán mồ hôi bắt đầu từng chút, từng chút tuôn ra, bao tử cũng căng sắp phình to, nhưng cô vẫn giữ bình tĩnh, đem chính mình coi như không tồn tại, lại từng ngụm, từng ngụm uống cạn ly bia màu vàng nhạt kia. Phía bên kia người đàn ông, sau khi uống vài ngụm lớn, hiện tại uống được phân nửa, đã cảm giác được bao tử đầy hơi đến không chịu được, trên trán cũng toát mồ hôi lạnh. Hai bên người đi đường, vừa nãy còn lớn tiếng tung hô, đến lúc này đều nín thở, yên lặng nhìn về phía hai người đang thong thả uống bia lúc mới bắt đầu người con gái phương đông thua mấy phần hiện tại bên trái người đàn ông trong ly bia còn một phần ba thế nhưng bên phải người con gái bia trong ly cũng dần dần còn một phần ba đang từ từ chậm rãi từng chút vơi đi ông chủ bán bia thoáng cái lấy mắt kính xuống nhìn cô gái phương đông kỳ lạ này đường khả hình vẫn như cũ không nhanh không chậm từng ngụm từng ngụm uống bia lúc nghiêng cảm giác lục phủ ngũ tạng của mình tất cả đều có bia bơi bên trong, trên trán mồ hôi lạnh, một hạt, một hạt nhỏ xuống, lướt qua khuôn mặt, rớt xuống áo len. Đầu đã có chút choáng váng, hai mắt cơ hồ thấy không rõ đồ, thế nhưng bia trên tay từ từ nhẹ dần, cô ép chính mình nhịn xuống một hơi cuối cùng, lại ừng ực, ừng ực uống cạn. Suốt cuộc, mọi người kinh ngạc nhìn cô bé này, đáy ly bia trước mặt trống trơn, thở hổn hển, lo lắng nhìn về phía người đàn ông đối diện, còn dư lại một phần mười, vẫn giữ nguyên vị trí, không uống được nữa. Hay, vô số người nhao nhao giơ ngón tay cái lên, thán phục sự lợi hại của cô bé này. Đường khả hình không kịp nghĩ nhiều, thoáng cái nắm lên trong tay mình 10 bảng anh, lại muốn lấy 100 bảng anh của người đàn ông. Âm, uhm, người đàn ông này cư nhiên lại muốn nuốt lời nhìn về phía đường khả hình. Đường khả hình mắt nóng lên, hung hăng chừng mắt nhìn về phía hắn, vung tay lên muốn đánh hắn. Người đàn ông tay co rụt lại. Đường khả hình gom hết tiền, nhét vào trong túi áo khoác của chính mình, khuôn mặt vui như muốn nở hoa, một bên kéo cái vali thở hổn hển ôm dạ dày khó chịu đi về phía trước, một bên nhìn ánh mắt tán thưởng của mọi người. Đi về phía trước, lập tức nhìn thấy có cái công viên nhỏ, bên cạnh có nhà vệ sinh, cô một trận buồn nôn kéo cái vali nhào tới. Trong phòng vệ sinh, truyền đến từng trận nôn mửa. Hai cái vali để ở bên cạnh, im lặng chờ đợi đường khả hình móc họng đem bia nôn ra gần hết mới chạy như bay ra ngoài nhào tới bồn rửa tay trên bàn dùng nước bỏ vào trong miệng lại rửa cái mặt làm cho mình tỉnh táo hơn nhưng là cả người vẫn như cũ còn là rất hoa mắt liền vọt vào trong phòng vệ sinh ngồi ở trên bồn cầu vẻ mặt mơ màng trên trán mồ hôi lạnh vả ra run rẩy từ trong túi áo khoác của chính mình lấy ra một sấp tiền một một số một hai ba bốn năm có người tiến vào Cô phịch một tiếng, cửa đóng lại, ngồi ở trên bồn cầu, lại thần sắc khẩn trương đếm, tổng cộng 50 bảng Anh. Cô không thể tưởng tượng được dơ bảng cân Anh trong tay lên, trong mắt xem 50 bảng Anh đến nổi muốn rơi ra, trên mặt hớn hở, vui vẻ như nở hoa, ha một tiếng, tinh thần phấn chấn cười rộ lên, nói trời ạ, à, trời ạ, à, 100 bảng Anh, ha 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 ha. Cô vừa cười vừa đem tiền trong tay, đặt tại trên mặt, cười đến run rẩy, cười đến thần kinh không bình thường lại một bên đếm tiền một bên hưng phấn mắt lóe sáng nói chị hiện tại không đi cambridge chị mới vừa bị ủy khuất trước muốn đi xem sông thêm xem london ai xem đồng hồ big ben xem quốc hội xem hoàng cung xem nữ vương xem hoàng tử william xem vợ hoàng tử william ha 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 vẻ mặt hưng phấn cô lại đem tiền đặt trên mặt hài lòng đắc ý kêu to ai nha bà nội của ta thì ra đến anh quốc lại có thể kiếm tiền dễ như vậy ha 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 ha, 100 bảng, một bảng bằng 10 khối, 10 bảng bằng 100 khối, 100 bảng bằng một nghìn khối. Ha ha ha, đã hơi say rồi. Đường khả Hinh nóng tới đầu đầy mồ hôi, uống đến bộ mặt đỏ bừng, vui vẻ đem 100 bảng cẩn thận giấu trong túi áo khoác để trong ba lô, khóa thật chặt, rồi mới kéo hành lý đi. Một bên kéo, một bên hưng phấn nói, chị đây hiện tại muốn ngồi xe hai tầng. Ngồi xe tầng cao kia, mua bánh hot dog, ha ha ha. Cô lại một trận hưng phấn kéo hành lý, đi ra đến cửa nhà vệ sinh để ý thấy chúng lại được thiết kế giống con bọ cánh cứng, dần dần phát hiện, đúng là thành phố của nghệ thuật kiến trúc, thật là coi trọng đến từng chi tiết nhỏ. Đường khả hình kéo hành lý, vui vẻ và hưng phấn vừa muốn bước xuống bãi cỏ mềm mại đi về phía trước, lại nhìn thấy mấy người đàn ông đứng trước mặt, mỗi người thân hình cao to, trên mặt nhiều dâu, hai mắt sâu, lộ ra dấu vết của sự tức giận, cô sửng sốt, nhìn tướng mạo của bọn chúng, phát hiện có chút hung ác, không giống người Anh quốc, ánh mắt sáng ngời. "You, Manny, give me." Dẫn đầu một người đàn ông, cùng người đàn ông uống bia với mình lúc nãy có chút giống nhau. Đường Khả hình nắm chặt hành lý, ánh mắt run lên, cọ một đôi chân nhỏ, nhìn bọn họ ánh mắt hung ác, dần dần muốn tới gần biểu tình, lòng của cô phát lạnh, đột nhiên ánh mắt sáng ngời, chỉ về hướng phía trước, dường như được cứu nói, "A. À, Oleg." Oh, Mấy người đàn ông có chút kinh hoàng quay mặt sang liếc mắt nhìn phía sau không khí vắng vẻ, chỉ có bồ câu trắng bay qua, bọn họ một trận tức giận quay mặt sang, đã nhìn thấy người con gái phía trước, kéo mạnh hành lý nặng nề kia, nhắm về phía trước mà chạy, mấy người bọn họ quát to một tiếng xít, cũng điên cuồng đuổi theo, chạy như bay. Hép, hép, đường khả hình kéo hành lý chạy như bay về phía trước, lại lớn tiếng gọi, hép, hép, vài người anh, đang ngồi ở công viên, nghe thấy tiếng kêu cứu, lập tức cầm lên di động báo cảnh sát. Mấy người đàn ông bỗng nhiên chia ra mấy đường để chặn đánh đường Khả Hinh. Cứu tôi với, đường Khả Hinh thật nhanh kéo hành lý, chạy ra đường nhựa ẩm ướt lúc nãy, cư nhiên thực sự nhìn thấy hai cảnh sát đang hướng công viên bên này để tuần tra, cô lập tức giậm chân phất tay kêu to, Police! Hép! Hép! Hai cảnh sát vừa nghe đường Khả Hinh kêu to, lập tức hướng bên này chạy nhanh tới. Mấy người đàn ông dừng lại một góc ở công viên nhìn thấy đường Khả Hinh đang cùng cảnh sát chỉ vào chính mình muốn nói cái gì đó bọn họ hai mắt chợt lẽ, mang theo vài phần băn khoăn lui về phía sau mấy bước dần dần đi xa cảnh sát lập tức đuổi tới đường khả hình cả người sợ đến hồn phi phách tán kéo vali hành lý bay về phía trước chạy ra bên kia cái hẻm nhỏ nhìn thấy một chiếc xe buýt hai tầng màu đỏ hồng sắp sửa lái đi cô a một tiếng kêu to stop stop tài xế xe buýt nhìn thấy phía trước có một cô gái đang vẫy tay liền cười cười dừng lại Đường Khả Hinh chạy đến đầu đầy mồ hôi, kéo vali hành lý, lại vừa sợ hãi vừa khẩn trương run rẩy nhảy lên xe, nói câu thanh ưu, tài xế xe buýt mỉm cười một chút, liền chậm chạp nổ máy xe, nhìn thẳng phía trước mà chạy đi. Mấy người đàn ông bỗng nhiên từ sau chạy ra, mắt thấy liền muốn đuổi theo. Đường Khả Hinh thoáng cái nhào tới trước cửa sổ, cảm giác tốc độ xe nhanh dần, mấy người đàn ông đuổi không kịp, dừng ở trên đường quát to một tiếng, mặt của cô lại cười, vui như nở hoa một bên thở dốc, một bên kêu to, ai nha, mẹ ơi. Thoải mái quá đi. Xe buýt đỏ hồng thong thả hướng phía trước chạy tới. Đường khả hình đầu đầy mồ hôi kéo hành lý, dọc theo cầu thang nhỏ xoay tròn, đi lên mui xe. Một trận gió lạnh thổi đến, lập tức tinh thần sảng khoái, cô thở hổn hển một hơi, hai tay chống phía trước của ghế xe bên cạnh hàng rào, vẻ mặt vô cùng hào hứng nhìn về phía đường phố Anh Quốc. Tất cả đều ở trong mắt, cửa hàng mọc san sát nhau, nhìn sạch sẽ, ngăn nắp, gọn gàng còn có hương thơm tao nhã. Thỉnh thoảng nhìn thấy tòa nhà phong cách kiến trúc la mã mạnh mẽ, đắc thắng hơn. Trải qua đường phố náo nhiệt, chiếc xe quay một góc, bên cạnh hai bên đường phố yên tĩnh, là một vài căn hộ hình thang và những nhà trọ nhỏ hai tầng, tất cả đều được xây dựng bằng gạch ngói màu đỏ, cửa nhỏ hình vòm màu trắng, tinh xảo mà yêu nhã. Nghe nói người anh yêu hoa, có vô số gia đình trước cửa nhà, đều trồng nhiều loại hoa tươi đẹp, lúc này là đầu mùa xuân, đoán chừng còn chưa có nở nụ. Đường khả hình ngồi tại chỗ sững sốt, nhìn về phía hoàn cảnh lạ lẫm, lộ ra không khí văn hóa sâu sắc, lao thẳng từ đâu mà đến. Có lẽ thế giới trong quá khứ quá nhỏ, so với bây giờ giống như cách cả một đời, chỉ có mình vẫn như cũ chưa có bắt đầu hòa nhập. Nhưng nhìn môi trường xung quanh có một vẻ đẹp, một màu sắc dần dần bay vào cơ thể mình, lại phát hiện tâm hồn đang được mở rộng, từ từ mở rộng. Cô vui vẻ ngẩng đầu, khuôn mặt tươi cười, vươn tay với không chung, từng cơn gió của anh quốc lạnh lẽo, bay vào trong lòng, có phần chua sót, viền mắt hơi đỏ, lại nhanh chóng thu hồi nước mắt, kiên định với mục tiêu trong lòng, mặc dù cô đơn, tịch mịch, nhưng không từ bỏ. Xe buýt chạy thẳng về phía trước. Trên mùi xe có một thiếu nữ xinh đẹp, bóng dáng nho nhỏ, tạo thành một khung cảnh dưới bầu trời của nước khác, ngưng tụ tạo thành một hào quang, sáng chói. chương 507, khiếp sợ. Nếu người ta chán ghét London, cũng chính là chán ghét cuộc sống. Đây là câu nói của một nhà logic học người Anh, Samuel Johnson, được viết trên sách du lịch. Bầu trời dần trong xanh. Đường khả hình đặt hai tay lên tay cầm đằng trước xe buýt hai tầng, tò mò nhìn xuống dưới, hai bên đường phố nhỏ, qua lại nhiều xe taxi màu đen, màu hồng phấn, màu nâu cũ kỹ, những công trình cổ điển choáng ngợp trước mắt du khách, chiếm đa số là những ngôi nhà cổ với lịch sử lâu đời, nhưng vẫn được bảo tồn vô cùng thỏa đáng, những công trình kiến trúc mới xây dựng trên 10 tầng nằm trong các công trình kiến trúc cổ điển, phối hợp vô cùng hài hòa, nhưng vẫn không hề tổn hại đến phong cách của những kiến trúc cổ. Rất nhiều quý ông người anh ăn mặc phong độ, anh Tuấn, hoặc quý bà tao nhã, có thể là những du khách đến từ các nước trên thế giới, bước đi vội vã trên đường phố lớn lộ vẻ yêu nhã mà say mê, thỉnh thoảng cô thấy có chàng trai mặc trang phục cưỡi ngựa, cầm roi ngựa trong tay, nhẹ vỗ lên lưng ngựa, để cho hai con ngựa yêu nhã mà nhẹ nhàng chạy lên phía trước. Nhìn kìa, có xe ngựa có xe ngựa kia, đường khả hình vui vẻ vỗ hai vali bên cạnh, kêu to, mau nhìn kia. Hai vali hành lý, yên ổn dựa vào đó. Đường khả hình vẻ mặt lại bộc lộ chút kích động nhìn xe buýt màu đỏ, chậm chạp chạy về phía trước, một cơn gió nhẹ nhàng khoan khoái thổi tới, mang theo một chút không khí đặc thù, cô sửng sốt, quay đầu lại, phút chốc liền ngẩng đầu, cô lại nhìn. Thấy tòa cao ốc quốc hội thiết kế theo phong cách cô thích nổi tiếng toàn thế giới, tọa lạc phía đường chân trời sáng chói, kia là đồng hồ Big Ben, vào giờ khắc này, đang vang lên những âm thanh chấn động, dường như muốn vang vọng đến tận cung điện thần tiên. Hai mắt cô trừng lớn, kích động lại đứng lên, nhìn thấy cách tòa nhà quốc hội phía xa xa có một vòng đu quay khổng lồ, lần đần ai, tòa lạc sát bên bờ sông thêm, theo thời gian, thong thả xoay tròn, con sông tĩnh lặng lưu chuyển, rất nhiều du khách, ngồi trên thuyền, nhìn về phía công trình xưa, mới hai bên bờ sông, ngăn cản hỗ trợ lẫn nhau, đã từng có người nghi ngờ việc sửa đổi London ai lấy cảm hứng từ những kiến trúc xưa đã từng mê hoặc lòng người thay đổi đường chân trời London thế nhưng thành phố này trước nay chưa từng có dáng vẻ bao bọc nay lại đem vòng đu quay đẹp đẽ này đặt vào giữa quang cảnh khiến người ta mê đắm đường khả hình kích động giơ hai tay nâng chặt khuôn mặt hai mắt thoáng đỏ nhìn về công trình khổng lồ mà mê người kia trong đầu lập tức rõ ràng nhớ tới tiêu đồng nói có cung điện Buckingham ở London viện bảo tàng lớn nước Anh nhà trưng bày bức tranh nàng Mona Lisa, phong cảnh như tranh vẽ, công viên nhiều không đếm xuể, có lẽ chúng ta may mắn có thể đứng ngoài cung điện, nhìn thấy hình dáng nữ hoàng, cô lại không kìm lòng được nhớ đến người kia, anh cùng với vùng đất đầy mê hoặc này, có thể từng tiếp xúc qua với những người đứng đầu hoàng thất. Anh thường xuyên nói chuyện với những vị công chúa cao quý danh tiếng, anh là người đàn ông phương Đông được chào đón nhất ở đây, có lẽ bây giờ anh đang ngồi trong một quán rượu nào đó, nghiêm cần làm việc hoặc là thưởng thức rượu đỏ em đặt chân đến vùng đất của anh, không ngờ lại cánh xa anh như vậy. Đường khả hình sắc mặt có chút u ám ngồi ở nơi đó, đột nhiên mới phát hiện, bước lên lãnh thổ của anh, mới hiểu được thân phận mình khác xa nhau thế nào, đã từng quen biết trong quá khứ, dường như chỉ là một giấc mơ, mấy ngày trước, hai người đứng dưới bóng cây nhìn nhau mỉm cười, có lẽ đã thành quá khứ, có lẽ đã lạc vào nơi to lớn mà đầy mê hoặc này, len lỏi cả vào những kẻ hờ lịch sử. Một loạt tiếng chuông, nhắc nhở đường khả hình đã đến lúc xuống xe, cô lập tức vui vẻ, hưng phấn kéo vali hành lý nặng, bước xuống xe, cô dùng hai mắt mình, tìm. Kiếm đồng hồ Big Ben huyền thoại, muốn nhìn xem nó huy hoàng và vĩ đại đến nhường nào, dốc sức bước lên phía trước, lắng tai nghe một chút khoảnh khắc tiếng chuông nổi tiếng vang lên. Cô một trận hưng phấn nhảy xuống xe, vừa ngẩng đầu nhìn về bốn phía đồng hồ Big Ben, đang ở trước mắt, cô hài lòng kéo hành lý, đúng lúc đang muốn đi về phía trước, lại nhìn thấy người đàn ông cùng thi uống rượu với mình, sắc mặt u ám, đứng trong đám người, nhìn xung quanh, cô chừng mắt, lui về phía sau hai bước, đột nhiên kêu to, vì sao vậy? Không phải là một trăm bảng anh sao? Giọng nói trong veo này, thu hút người đàn ông dẫn đầu nhìn qua, hắn thấy đường khả hình kéo vali, rất sợ hãi đi về phía trước, hắn lập tức nhớ tới cô là cô gái cùng mình thi uống rượu, không nghĩ đến sẽ gặp cô ở đây, hắn nói câu không biết tiếng nước nào, chỉ hướng đường khả hình kêu to mấy tên đàn ông vừa nghe lập tức hướng vào đoàn người đuổi theo đường khả hình. A à, mẹ ơi thế giới này thật không có bữa cơm nào là miễn phí thật vất vả mới đi tới được nơi này các người để cho tôi nhìn chút thôi cũng không được sao? Chấm than ngoặc kép đường khả hình vừa kéo vali hành lý vừa ầm ý la hét hướng vào đoàn người vội vàng trốn tránh kêu to hép hép vô số du khách đang tụ tập ở trạm chờ xe buýt gần đó nghe được âm thanh này. Liền tò mò nhìn qua. Đường khả hình liều mạng kéo vali, chạy tán loạn, chạy thật nhanh về phía trước, mắt thấy sẽ chạy tới trước rừng cây, ai ngờ phía sau đã bị người nào đó mạnh mẽ. Lôi kéo, cô sợ đến mức tê liệt, vừa muốn quát to một tiếng, không ngờ miệng mình bị bịt lại. Ưm, ừ, đường khả hình tròng mắt trừng lên, liều mạng vùng vẫy. Người đàn ông bên cạnh, cắn răng một tay che miệng đường khả hình, nhìn về phía bờ sông bên này du khách qua lại không nhiều lắm liền đem cả người cô kẹp chặt, kéo đến nơi kín đáo. Mấy người đàn ông đi cùng cũng lộ vẻ khó chịu, đi về phía trước. Cứu, ưng. Đoàn người, dốc sức bước nhanh về phía trước, hai cái vali màu xanh và màu hồng phấn cũng bị kịch liệt lôi đi. Tại nơi xinh đẹp này, cũng tiềm ẩn những nguy hiểm, bất luận chúng ta học được cách sinh tồn như thế nào, trước hết vẫn nên hiểu rằng phải bảo vệ tốt bản thân mình. Không bao lâu sau, mấy người đàn ông, liền dọc theo bờ sông, đắc ý cười đi về phía trước. Đường khả hình, bị ném dưới tàng cây, mặt sưng đỏ, mũ bị kéo lệch qua một bên, tóc rối tung, khóe miệng đầy máu, áo khoác bị kéo, toàn bộ tiền bị lấy hết, còn bị đạp một đạp trên bụng, vali bên cạnh, mở ra, quần áo, hộ chiếu đều bị lật tung, không. Có tiền, không có tiền, những người đó còn chưa hả giận, tát một bà tai trên mặt cô, cô bị đánh đến mức tai nghe được tiếng ong ong. Cả người, lại sợ hãi, lại run rẩy trong lòng chua xót lại uất ức, lại khổ sở. Đường khả hình toàn thân đau đớn ngồi dưới đất, muốn chống đỡ thân thể đứng lên, lại đau đến mức không nói thành lời, khuôn mặt nhăn nhó, khóe miệng chảy máu, nhỏ xuống, sắc mặt cô tái nhợt, lại cố gắng lấy tay lau đi vệt máu, tự nhủ bản thân không được phép khóc, không được phép khóc, liều mạng nuốt vào, cương quyết giữ vali, đứng lên, mới phát hiện áo khoác ngoài đã bị xé rách, tiền đã không còn, thực sự không còn gì cả. Cô sửng sốt, mờ mịt nhìn về phía, lần đần ai, xinh đẹp đang xoay tròn, cô cười khổ, mắt ngấn lệ, lại không rơi xuống, chỉ là đau đến mức muốn cười, gục đầu trên vali cười. Rõ ràng bia đã nôn ra rồi, sớm biết tiền bị cướp sạch, sẽ không nôn hết bia ra. Cô cố gắng chống thân thể mệt mỏi, quỳ trên mặt đất, đem tất cả hành lý nhét lại vào trong vali, vừa nhét vừa hít cái mũi đỏ bừng, đem đồ đạc tất cả cất xong, mới phát hiện, trong vali vẫn còn lại ba củ khoai tây luộc mà Tiểu Nhu đã chuẩn bị cho mình, bọc trong cái hộp giữ nhiệt, hai mắt cô ướt đấm, nhìn về ba củ khoai tây trong hộp giữ nhiệt, nhớ tới Tiểu Nhu khéo léo cùng ánh mắt ôn nhu, cô đột nhiên có chút xúc động cười. Đời người vào thời khắc tuyệt vọng nhất, mỗi giây phút tốt đẹp trong quá khứ, đều đáng trân trọng như thế. Đường khả hình hít hít múi, run run rẩy rẩy cầm cái hộp giữ nhiệt lên, kéo hành lý, dựa vào cây bên cạnh, mở hộp giữ nhiệt, từ bên trong lấy ra một củ khoai tây vẫn còn mùi thơm, bóc vỏ, vừa nhìn mặt trời lặn ở London ai, thật tươi đẹp, vừa ăn. Khoai tây thơm ngào ngạt, không còn gì cả, không còn gì cả, cô đột nhiên muốn cười, lại cắn một miếng khoai tây. Đã không còn sợ hãi nữa rồi. Cái gì cũng đều đã trải qua, đã không còn sợ hãi, cô cầm khoai tây lên, lại từng miếng từng miếng cắn, nhai, nuốt. Ở một đất nước xa lạ, lập tức đem quá khứ bi thương Toàn bộ quên đi. Những bi thương mới một lần nữa lại ập đến. Cô gái cô đơn mà bất lực ấy, vừa kéo hành lý rất nặng, vừa thong thả đi về phía trước. Đường Khả Hinh, không việc gì phải sợ, không việc gì phải sợ, từ lúc sinh ra, không phải mùi vị gì mình cũng đã trải qua rồi sao? Không phải người nào cũng từng được nếm trải mùi vị mạo hiểm và kích thích như vậy, giống như lần đó trên thuyền, mình cùng với anh đã trải qua, mạng sống còn chính là bằng chứng tốt nhất cho sự dũng cảm của chúng ta. Không có gì đáng sợ. Cô gái nhỏ lại kéo hành lý, từng bước một đi về phía trước. Bóng dáng cô đơn, đường phố cổ kính tươi sáng, tạo nên sự chênh lệch mạnh mẽ. Từng có rất nhiều bậc thầy nghệ thuật đến với thành phố này, bởi vì nó đã từng trải qua rất nhiều truyền thuyết, hoàng thất tranh quyền, cải cách mạo hiểm, còn có sự thay đổi trong quá trình công nghiệp hóa, khói súng cũng đã từng thiêu đốt khắp thành phố này thế nhưng nó lại lấy sự trầm mặc, mê hoặc lòng người, sau một thời gian dài sửa chữa phục hồi, cũng vì như vậy, cho nên nó tạo nên vô số sắc thái thần bí. Cho dù đối với cô như thế nào đi nữa, đều không sao cả, cô vẫn yêu thành phố này như vậy, vì người kia, ở tại thành phố này. Màn đêm buông xuống, bầu trời bất chợt rơi xuống những hạt mưa nhỏ, lần đần à, ánh đèn của ngươi mê hoặc như vậy, tựa như trái tim linh thiêng của người thiếu nữ, tràn đầy mập mờ, mơ màng, mông lung, mộng ảo. Những giọt mưa ẩm ướt rơi trên đầu phố, giống như tâm hồn của một người hiền hậu. Xe cộ trong thành phố, chạy tán loạn khắp nơi. Không biết đã đi bao lâu rồi. Đường khả hình toàn thân mệt mỏi kéo vali hành lý, đi về phía con đường quanh co, chẳng có mục đích, trong tay cầm hộp giữ nhiệt, bên trong còn có hai củ khoai tây, cô vừa đi về phía trước, hai mắt vừa minh mông nhìn xung quanh con đường xinh đẹp, ánh đèn màu lam, hồng, lục, vàng tỏa ra ánh sáng với màu sắc mê hoặc lòng người, đem kiến trúc cổ chiếu dọi hiện lên như một bức tranh trong mưa, phía trước một cửa hàng đồ cổ nào đó, dừng lại trước một cái đèn màu đen thật lớn, bên trong một con mèo đang nằm. Đồ cổ trong cửa hàng, sáng lên sắc vàng mê người, người ta có thể nhìn thấy thật nhiều hàng mỹ nghệ cũ, được bài trí yêu nhã trong cửa hàng, lộ ra hơi thở hết sức thần bí mà tôn quý. Càng lúc càng có cảm giác, thành phố này, chỗ mê hoặc nhất, chính là ở thứ tình cảm ấm áp tựa như đã gắn bó từ lâu. Một nơi như trong mơ, đẹp như trong tranh vẽ, khi màn đêm buông xuống, cũng không bỏ sót thứ gì. Đường khả hình kéo vali hành lý, dẫm lên mặt đất ẩm ướt, từng bước một đi về phía trước, cuối cùng cũng đi tới một khúc quanh hình trụ, cô đặt hành lý xuống, ngẩng đầu, nhìn về phía bầu trời mưa rơi tí tách, lại bất đắc dĩ cười. Trong cuộc sống những lúc cô đơn như vậy, có thể tự mình mỉm cười một chút, chính là tặng phẩm tốt nhất. Thời gian từng chút từng chút qua đi. Cô gái nhỏ này ngồi ở đây ngây người đã rất lâu, cuối cùng mệt mỏi không chịu nổi, nhắm mắt lại, từ từ tiến vào giấc ngủ. Cô không biết rằng trên đỉnh tòa nhà to lớn này sáng lên chữ cái bằng tiếng Anh light blue. Với trình độ tiếng Anh của cô, hiển nhiên không thể hiểu được nghĩa mấy chữ cái tiếng Anh. Thế nhưng có một chữ cái tiếng Anh, cô chắc chắn hiểu, đó chính là hotel. Một chiếc xe đua Lamborghini thắng gấp trước quán rượu. Nhân viên tiếp tân lập tức tôn kính đi lên phía trước, nhìn về vị khách trong xe mỉm cười. Trang Hạo Nhiên mặc Âu phục màu đen, bên trong thắt cà vạt nhỏ đen, bên ngoài khoác Âu phục hai hàng cúc, ôm lấy người đẹp tóc vàng khiêu gợi, nở nụ cười bước xuống xe, đưa chìa khóa cho nhân viên tiếp tân, vừa muốn đi vào trong đại sảnh quán rượu. "Hi, hi." Giọng nói hai nhân viên làm việc trong quán rượu vang lên, bên cạnh đại sảnh truyền đến. Trang Hạo Nhiên mỉm cười quay đầu. Nhìn thấy nhân viên mặc đồng phục màu đen đứng trước mặt một bóng người nho nhỏ, khẽ đẩy thân thể của cô, vẫn hết sức lễ phép mà tôn kính gọi, "Hi." Cái vali hành lý màu xanh kia. Trang Hạo Nhiên hơi nhíu mày, vô thức nhìn về phía khung cảnh trung tâm, cái vali màu xanh. "Let, go." Người đẹp tóc vàng bên cạnh lại nhìn về phía anh làm núng. Trang Hạo Nhiên mập mờ lại nhìn cô, liền ôm cô đi về phía trước. "A, à, cứu mạng, anh muốn làm gì?" một giọng nói truyền đến. Trang hạo nhiên sắc mặt đột nhiên thay đổi, dừng bước lại, bỗng xoay người, nhíu mày nhìn về phía hình bóng quen thuộc, chớp mắt cho rằng mình tưởng tượng, cảm thấy ý nghĩ này thật sự là không thể nào. Đường khả hình lập tức núp trong góc tường, hai mắt ngấn lệ, ngẩng đầu nhìn về phía hai người kia, sợ hãi run rẩy. Giọng nói này, trang hạo nhiên nhíu mày buông người đẹp tóc vàng bên cạnh ra, giọng nói này biến mất, chậm rãi hướng về phía bóng dáng nho nhỏ màu đỏ kia đi tới. Đường khả hình nghe tiếng bước chân vàng lúc càng gần, bỗng sợ hãi ngẩng đầu, nhìn thấy trang hạo nhiên đã xuất hiện trước mặt mình, cô bỗng nhiên khiếp sợ, nước mắt lăn xuống, cảm giác mình đang nằm mơ. Trang hạo nhiên lập tức ánh mắt sáng lên, đại não như bừng tỉnh, khiếp sợ không nói được lời nào. chương 508, ngược hướng. Đường phố ẩm ướt, đèn đường phủ sắc hồng trên bức tường huyền ảo như thế. Trang Hạo Nhiên hạ kính xe, nghe tiếng mưa rơi tí tách, hai mắt lóe sáng, vẻ mặt bình tĩnh lái xe, mặc dù thỉnh thoảng trước mắt không thể tin nổi. Bên trong xe thật ấm, đường khả hình cúi đầu ôm chặt ba lô của mình, không lên tiếng, bị gọi cho tỉnh ngủ, khiến cánh môi bị thương vừa mới khép lại bị rách chảy máu, cô vội vươn tay lau khô. Đường phố yên tĩnh, Trang Hạo Nhiên nắm chặt tay lái chú ý động tác rất nhỏ đó, quay mặt sang có chút dịu dàng quan tâm, nghiêng mặt nhìn về phía cô, nhẹ giọng hỏi, làm sao vậy? Ngoặc kép, đường khả hình vội vàng lắc đầu. Trang hạo nhiên nhìn cô một cái, mới quay đầu chuyên tâm lái xe. Lamborghini lướt nhanh trên đường. Bởi vì đường phố, tường thành ở London đã tồn tại từ thời La Mã cổ đại nên xe ngựa ngày xưa rất rộng, đôi mắt trang hạo nhiên lóe sáng, thản nhiên nói. Đường khả hình chớp mắt cúi đầu, không lên tiếng. Vì mới vừa trải qua một chặng đường ở đất nước hùng mạnh này, cô phát hiện mình thật nhỏ bé, sinh ra cảm giác lạ lẫm khó hiểu với nơi đây. Trang hạo nhiên im lặng lái xe lướt nhanh trên con đường nhỏ một lúc, rốt cuộc cũng chạy vào con đường dọc theo hoa viên hướng ngôi biệt thự nhỏ độc lập phía trước, cổng hoa lan màu đen bao bọc kiến trúc ngôi nhà màu trắng, đèn xung quanh sáng lên sắc vàng, trước cửa có chậu cây nhỏ xanh biếc. Lamborghini dừng trước cửa, lập tức có hai vệ sĩ mặc đồng phục màu đen đứng thẳng cung kính chào. Trang hạo nhiên bước xuống xe, mở cây dù trong suốt, nhanh chóng đi tới mở cửa xe nhìn Đường Khả Hinh ngồi bên trong. Đường Khả Hinh ôm chặt ba lô, rụt rè ngừng đầu nhìn ngôi biệt thự cổ điển phía trước, trước cửa có hai vệ sĩ, từng trải qua một loạt biến cố, cô cảm thấy sợ hãi, ở nơi đây, tất cả giai cấp đều phân chia rõ ràng. Trang Hạo Nhiên trầm mặc nhìn Đường Khả Hinh, nhẹ khom người đỡ cô xuống. Trang Hạo Nhiên đưa cây dù cho Đường Khả Hinh, cô đành phải bước xuống xe, anh đi đến phía sau xe lấy ra cái vali màu hồng và vali màu xanh mới xác định là vali mình mua đi thôi anh kéo hai cái vali một tay kéo bả vai của cô hơi cúi đầu để cô che cây dù cao hơn đi vào nhà vệ sĩ lần nữa cúi chào không hiểu nhìn đường khả hinh đường khả hinh vội cúi đầu ôm chặt ba lô tựa vào lòng trang hạo nhiên đi qua con đường trắng bạc lên cầu thang tới hành lang trước cửa nhà trang hạo nhiên trầm mặc vươn tay bấm mật mã bên cạnh cửa len keng Đinh mấy tiếng mở cửa, bên trong tràn ra không khí ấm áp. Vào đi thôi, Trang Hạo Nhiên đỡ Đường Khả Hinh vào trong ngôi biệt thự nhỏ được thiết kế theo phong cách của riêng mình, phòng khách nho nhỏ, lót thảm kiểu châu Âu, hoa văn vòng tròn trên sofa, phía trước là màn hình LCD, bên trái là một giá nến, phía dưới là lò sưởi trong tường có ghế dựa nhìn có vẻ rất thoải mái. Đường Khả Hinh nhìn xung quanh phòng khách, hướng cầu thang là phòng bếp cổ điển nho nhỏ màu rám nắng bên cạnh bếp có lò sưởi sát tường và cầu thang xoắn ốc màu trắng hài hòa với bức tranh treo trên tường. Mang phong cách truyền thống. Trang Hạo Nhiên vừa nhìn đường khả hình vừa cởi áo khoác ném lên sofa, cho đến bây giờ anh vẫn không dám tin, cô cư nhiên một mình đến nước anh, bộ dáng nao núng, có chút sợ hãi nhìn về phía cô, nghi hoặc mà lãnh đạm nói, đi vào. Đường khả hình động cũng không dám động. Trang Hạo Nhiên thấy bộ dáng này của cô, bất đắc dĩ đi về phía trước kéo tay cô đến phòng khách bên cạnh ngồi xuống sofa, cởi áo vét cùng cà vạt của mình ra, mở tung cổ áo, nhìn cô đang cúi đầu ngồi trên sofa, bộ dáng thật đáng thương, nhớ tới lúc trước ở tiệc cưới liền im lặng xoay người, ngồi xổm bên lò sưởi, ném một thanh củi vào, ngọn lửa cháy rực, mới chậm chậm nói tại sao đến nước anh hả? Đường khả hình ngồi trên sofa, vẫn như cũ, không dám tin bản thân đã an toàn ngồi ở đây, cúi đầu, yếu ớt nói em phục vụ phòng ăn ở nước Anh hai mắt trang hạo nhiên lóe lên một cái, nhìn về phía lò sưởi đang cháy, liền nhàn nhạt nói, ở nơi nào vậy? Đường khả Hinh cúi đầu, không nói lời nào. Trang hạo nhiên hiểu rõ liền đứng dậy xoay người nhìn bộ dáng cô đang hồn bay phách lạc, ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường, đã 12 giờ, liền hỏi, đã ăn cơm chưa? Đường khả Hinh không lên tiếng, ôm chặt ba lô, bên trong còn hai củ khoai tây. Trang hạo nhiên nhìn chăm chú bộ dáng đường khả Hinh bất đắc dĩ cùng dịu dàng hỏi, em ăn cơm chưa? Hai mắt đường khả hình hơi lay động, mới mềm giọng nói, ăn, ăn rồi. Trang hạo nhiên nhíu mày, nhìn cô nghi ngờ hỏi, ăn cái gì? Đường khả hình nuốt một cái xuống cổ họng, yếu ớt nói, một, một khoai tây. Trang hạo nhiên bất đắc dĩ nhìn cô, thở dài một hơi, mới nói, một khoai tây chống đỡ một ngày. Đường khả hình không muốn kể những việc hôm nay mình đã trải qua ở London, sắc mặt tái nhợt cúi đầu đợi một chút anh chuẩn bị một chút thức ăn cho em trang hạo nhiên nói xong liền sắn tay áo đi vào phòng bếp ách đường khả hình thoáng đứng lên có chút cố kỳ ôm ba lô vẫn cúi đầu khẩn trương nói cố cố di tiểu thư có ở nhà không như vậy thật không tốt cho lắm trang hạo nhiên dừng bước lại nhìn cô bất đắc dĩ nói nếu cô ấy đang ở nhà em muốn anh phải làm sao với em bây giờ anh đưa em ra khách sạn là được em ở một buổi tối em liền đi đường khả hình lập tức cúi đầu, nghiêm túc nói. Đôi mắt trang hạo nhiên xẹt qua một chút bất đắc dĩ cùng đau đớn nhìn về phía cô, thở dài, mới đi tới phòng bếp nói, ngốc quá, anh luôn luôn không mang theo phụ nữ về nhà. Đường khả hình trước mắt, không biết nên nói cái gì. Trang hạo nhiên đi tới phòng bếp, mở tủ lạnh, bên trong chỉ có chân gà tây, một ít tôm tươi, cá, mực, anh từ bên trong lấy tôm tươi đặt trên đĩa, rửa sạch mấy lần, bóc vỏ, sau đó đem chân gà tây cứa vài dao lấy thịt ra, đặt vào trong bát, ướp một ít gia vị, để chảo lên bếp, bật lửa, cho dầu ô lưu vào chờ dầu sôi rồi cho gà tây đã ướp vào chiên. Đặt cái chảo khác lên bếp còn lại, Trang hạo Nhiên đem cá mực cùng tôm tươi để vào giữa cái bát thủy tinh, cho một ít tỏi mình đã băm sáng nay, trộn một hồi, anh mới nói, anh gần đây rất ít ở nhà làm cơm, cho nên đồ ăn không nhiều lắm, lại không giống đồ ăn ở nước mình nên anh làm mỹ ý cho em ăn. Đường Khả Hinh ôm ba lô, không dám lên tiếng. Trang Hạo Nhiên ngẩng đầu nhìn về phía thân ảnh nho nhỏ kia, tiếp tục chuyên tâm chiên thịt gà tây. Có lẽ có chút gấp gáp. Mỹ Ý cùng thịt gà tây chiên, rất nhanh bày lên bàn, Trang Hạo Nhiên đem một ly nước ép hoa quả đặt lên bàn, nói với Đường Khả Hinh qua đây ăn đi. Đường Khả Hinh nghĩ nghĩ liền đặt ba lô xuống, đứng lên đi vào phòng ăn bên kia, nhìn thấy nước sốt óng ánh của Mỹ Ý, cô nuốt một ngụm nước bọt xuống cổ họng sau đó đi đến ghế ngồi xuống không rời mắt khỏi đĩa mị ý trang hạo nhiên kéo ghế dựa ngồi xuống nhìn cô nói ăn đi đường khả hình trước mắt thật sự quá đói liền nói cảm ơn không nói hai lời đầu tiên cô uống ừng ực ừng ực nước ép quyết để làm dịu cơn khát đã lâu thở hồn hển một hơi lấy nhĩa, ghim một khối thịt gà nhét vào trong miệng nhai cảm thấy thịt gà thơm quá Nguy tâm trang hạo nhiên nhíu chặt nhìn bộ dáng như bị đói bụng mấy chục năm của cô. Đường khả hình vội nuốt thịt gà tây chiên trong miệng xuống, cúi đầu cầm nĩa cuộn một cuộn lớn mỹ ý, nhét hết vào trong miệng, hùng hổ ăn thật ngon miệng. Chậm một chút, trang hạo nhiên nhìn cô ăn nhanh như vậy, có chút đau lòng nhắc nhở cô. Đường khả hình không để ý tới lời khuyên của anh, tiếp tục cật lực ăn một bàn thức ăn lớn, giống như chỉ được ăn một lần, ăn không ngừng nghỉ, vì lo lắng mà hai mắt ngân ngấn lệ, lại sống chết không cho rơi xuống vừa nhai mì vừa uống nước em ăn chậm một chút trang hạo nhiên bất đắc dĩ nhìn cô mềm giọng nói ăn xong rồi còn nữa sẽ không đói bụng đường khả hinh nuốt mì ý xuống ngẩng đầu nhìn anh một cái trang hạo nhiên nhàn nhạt nhìn đường khả hinh có lẽ nhớ tới chuyện ở tiệc cưới nên hơi thất vọng trong lòng đường khả hinh đau xót không nói gì thêm mặc dù nghĩ sẽ giải thích rõ với anh nhưng vẫn cố nén nội tâm khổ sở tiếp tục ăn mì sợi từng ngụm lại từng ngụm nuốt. Trang hạo nhiên bất đắc dĩ nhìn bộ dáng của cô, một lần nữa nhắc nhở, em ăn từ từ thôi, thực sự sẽ không đói bụng nữa. Đường khả hình tiếp tục nuốt mì, suy nghĩ một hồi mới ngẩng đầu nhìn trang hạo nhiên, có chút xin lỗi nói, khi em tới đây, quên mang khăn mặt, lượt trải đầu, bàn trải đánh răng và áo ngủ, ở đây anh có dư không? Khuôn mặt trang hạo nhiên hiện lên chút tươi cười nhìn đường khả hình, lắc lắc đầu. Đường Khả Hinh nghe như vậy liền cúi đầu. Trang Hạo Nhiên nhìn bộ dáng cúi đầu đáng thương của cô, rốt cuộc không nhịn được cười nói, anh đi mua cho em. Đường Khả Hinh chậm chạp ngẩng đầu, ánh mắt ôn nhu cùng cảm kích nhìn anh, mềm giọng nói, thật vậy chăng? Ưm, um, Trang Hạo Nhiên liền đứng dậy nhẹ nắm bả vai cô, nói, từ từ ăn, chờ anh trở lại, trong tủ lạnh có nước hoa quả, nếu như lạnh, đi đến lò sưởi ngồi sưởi ấm. Đường Khả Hinh cúi đầu, sắc mặt bình tĩnh, đôi mắt long lanh gật đầu. Trang Hạo Nhiên lấy âu phục mặc vào, mở cửa, nhanh chóng ra ngoài nói hai vệ sĩ có thể tan tầm, còn mình nhanh chóng ngồi vào trong xe, lái đi. Xe nhanh chóng lướt trên đường phố tĩnh lặng. Hai mắt Trang Hạo Nhiên sáng ngời, biểu tình thập phần vui vẻ, nắm tay lái, bởi vì kích động mà tay mềm mại, nhanh chóng lái xe tới đường lớn nhìn thấy cửa hàng tiện lợi 24 giờ, lập tức dừng xe, bước xuống đi vào cửa hàng, nhìn về phía nữ nhân viên 18 tuổi người Anh, dương tay nói, hi, khi nhân viên mỉm cười nói trang hạo nhiên nhanh chóng đi đến quầy hàng nhìn thấy khăn mặt màu trắng màu xanh màu hồng anh nghĩ nghĩ liền chọn màu hồng cùng màu với bàn trải đánh răng bước nhanh đi ra dự đoán lúc này cửa hàng quần áo đã đóng cửa không mua được áo ngủ tốt trước mắt để cô mặc áo của mình nghĩ tới đây anh đột nhiên mỉm cười để cái túi trong xe nhanh chóng lái xe trở về mưa phùn vẫn rơi trên lất phất bất quá không tới mấy phút đồng hồ trang hạo nhiên đã về tới nhà trên mặt lộ vẻ tươi cười xách túi nhỏ vào nhà khoảnh khắc mở cửa ra bên trong tràn ra khí lạnh phòng khách vắng vẻ phòng ăn không có ai chỉ còn lại những cái đĩa trống trơn bàn ăn thật yên tĩnh anh sừng sốt để túi xuống đôi mắt nghi hoặc nước mắt nhìn phòng ăn kia trong lòng đột nhiên lạnh lẽo kinh ngạc quay đầu nhìn phòng khách nhỏ chỉ còn lại củi lửa ấm áp trong lò sưởi mà cái vali cùng ba lô nho nhỏ không thấy đâu nữa cứ như cô chưa từng tới đây vậy. Đôi mắt Trang Hạo Nhiên lập tức lóe lên tia kích động, hoang mang, trong nháy mắt nhớ tới cô vừa rời khỏi mình, tâm trạng anh tê dần, bỗng nhiên chạy như bay ra khỏi nhà, đứng trong mưa nhìn khung cảnh vắng vẻ xung quanh, khổ sở kêu to, "Khả Hinh. Đường, Khả, Hinh." Khung cảnh chìm trong bóng tối chỉ có tiếng mưa rơi đáp lại lời anh. Trang Hạo Nhiên hối hận, chạy như bay về phía trước, sốt ruột nói, "Em cái đứa ngốc này." em biết rất rõ ràng anh sẽ không giận em mà tại sao không tin tưởng anh anh đã nói rồi mặc kệ phát sinh chuyện gì cũng sẽ không bỏ lại em vì sao em không tin anh đứa ngốc lúc này em rời đi em có thể trông chờ vào ai đường khả hinh anh sai rồi được không anh lúc trước không nên nói không cần em anh sai rồi được không em mau ra đây khả hinh trang hạo nhiên đau lòng chạy như bay về phía trước trái ngược phương hướng có một cô gái kéo vali nặng nề, hai mắt phiếm hồng, tay cầm tiền đã lấy trong ví của chàng trai kia, dọc theo con đường ẩm ướt từng bước đi về phía trước, sắt mặt bình tĩnh, đôi mắt đẫm lệ, đi qua đèn đường, ôn nhu nói, anh đã từng nói em không xứng cùng anh đàm luận rượu đỏ, đúng vậy, em ngay cả lộ trình ngắn này, đi cũng mệt như vậy, khổ như thế, tương lai có biết bao gian khổ. Cho nên, em không muốn quấy rầy cuộc sống của anh, hành trình của chính em, một mình em tự đi mưa lất phất rơi, thoáng qua vùng trời thành phố lãng mạn nơi đây. Hai thân ảnh di chuyển ngược chiều nhau, càng ngày càng xa nhau. chương 509, trái tim hạnh phúc. Sáng sớm tinh mơ, bình minh tại London thủ đô nước Anh, hương thơm ngát lan tỏa khắp nơi tựa như nỗi nhớ ra giết một thời tuổi trẻ. Những tia nắng sớm ấm áp chiếu sáng khắp nơi, lộ ra hơi thở độc nhất của các loại kiến trúc tao nhã cổ kính, khóm hoa trên bệ cửa sổ, đèn đường yêu nhã, tĩnh lặng như vậy lại làm cho người ta phát hiện một thành phố bậc nhất của nước Anh. Đường khả hình quấn khăn quàng cổ màu trắng, quần xám bó sát người, đi giày búp bê cùng màu với áo khoác màu trắng, tóc buộc kiểu đuôi ngựa thật cao, kéo vali từ một khách sạn nho nhỏ đi ra, đứng trước cửa nhìn hoa viên xanh biếc, quay đầu, mỉm cười nhìn về phía người quản lý khách sạn hơn 50 tuổi, dơ dơ bản đồ trên tay lên, ngọt ngào nói câu, thanh yêu. Bài quản lý khách sạn mặc đồng phục màu đen vẫy vẫy tay tạm biệt Đường Khả Hinh. Đường Khả Hinh nhìn ông ấy một cái mới kéo vali xoay người rời đi, ngẩng đầu nhìn ánh mặt trời chiếu xuống đường phố London, không khí trong lành mát mẻ, trên đường phố có nhiều loại phong cách đặc biệt, đi chậm chậm ngắm nhìn xung quanh, đêm qua mình đã đi một đoạn đường dài mới tìm được khách sạn nhỏ này, có lẽ lúc mất phí tiền đã làm cho mình sinh ra cảm giác phòng bị, ác cảm với thành phố này. Thế nhưng trải qua một đêm ở cùng quản lý khách sạn Dùng hết tất cả sự hiểu biết về tiếng Anh của mình để giao tiếp, cô mới phát hiện thành phố này có năng lực mê hoặc lòng người, có quá nhiều điều tốt đẹp đang chờ mình khám phá. Hôm qua, quản lý khách sạn đã dùng từ điển, vô cùng khó khăn nói với mình làm thế nào để ngồi xe buýt đến nhà ga Ngã Tư Vua, hơn nữa còn cho mình một tờ giấy tiếng Anh, nếu như mình không biết phải đi thế nào thì đem tờ giấy này đưa cho tài xế taxi đưa mình tới nơi mình muốn đến. Đường Khả Hinh kéo vali đi về phía trước mỉm cười nắm chặt tờ giấy màu xanh mang theo mùi thơm hoa oải hương dịu nhẹ, người anh thật kỳ quái, cho dù là việc lớn hay việc nhỏ thì họ luôn luôn nghiêm túc tỉ mỉ từ hình thức đến nội. Dung, giống như người viết mẫu giấy này cho cô vậy, họ không tùy tiện xé ra một mẫu giấy nhỏ để viết mà dùng hình thức cực kỳ tôn trọng người nhận, đó là dùng giấy viết thư dạng nhỏ để viết chữ tiếng Anh thật to và rõ ràng, sau đó cô không khỏi nhớ tới đêm qua người quản lý đối với mình có chút khiêm tốn cười nói, được rồi, chúng tôi là thua người nước pháp ở sự lãng mạn. đường khả hình không kìm nén nổi cảm xúc của mình cười rộ lên. cả ngày hôm qua đã trải qua nhiều việc, từ đêm qua tới hôm nay thực sự làm cho lòng cô như vừa được gió xuân tắm mát. hơn nữa còn có nhiều việc làm cho cô thập phần cao hứng. dừng chân lại, dựa vào cái chén đồ cổ màu đen trên phố, cô ngẩng đầu nhìn đường phố phía trước, khắp nơi là các cửa hàng sang trọng, thậm chí bên trong còn sang trọng hơn nữa. ở nước anh thoạt nhìn có quá nhiều cửa hàng tiện nghi còn có các loại nước hoa rất khó tìm thấy được. Toàn bộ được bày biện rất tinh tế, dường như tùy lúc chờ người xuất hiện thưởng thức phong cách nghệ thuật đó chờ một chút. Tất cả những thứ này cũng không phải trọng điểm, trọng điểm là Khuôn mặt đường khả hình tràn đầy hạnh phúc, hai mắt sáng ngời nhìn phía trước muôn màu rực rỡ, mọi người tấp nập ra vào các cửa hàng, cảm thấy tiền bảng anh trong túi áo khoác của mình thật nhiều, nó như đang kêu gào muốn được sử dụng, hôm qua nhìn thấy trong ví của Trang Hạo Nhiên có rất nhiều tiền nên cô bất chấp tất cả liền lấy ra cũng không kịp đếm, cho đến lúc cô đi tới khách sạn, mới trốn trong toilet ngồi trên bồn cầu đếm đếm, một tờ giấy chính là 50 bảng Anh, khuôn mặt nữ hoàng hiển hách huy phong như thế. Qua, wow, thật là nhiều tiền nha, mọi người đoán thử xem, cô rốt cuộc đếm được bao nhiêu tờ tiền, cô tròn mắt đếm được 20 tờ tiền. 20 tờ tiền mệnh giá 50 bảng Anh, tổng cộng là bao nhiêu tiền nhỉ? 1.000 bảng Anh. Ông trời của tôi ơi, người đàn ông này cư nhiên lại đem một nghìn bảng anh giấu ở trong ví tiền. Vì sao? a à, đường khả hình có nhiều tiền nên rất hài lòng nheo mắt cười rạng rỡ Trải qua một ngày, cô bắt đầu có chút thích ứng với thành phố này, rốt cuộc cũng thông suốt. Trên thế giới này, có lẽ tiền không phải vạn năng nhưng nó có thể giải quyết cho bạn rất nhiều vấn đề. Cô nghĩ xong, đôi mắt long lanh, tươi cười như hoa nở. Vậy, cầm tiền dư hơn 30 bảng anh lúc ở khách sạn, ngọt ngào từ từ đi về phía trước. Cô muốn giả vờ như cô đi đường mệt mỏi. Vậy ta đây không ngồi lên xe buýt hai tầng, ta có thể ngồi taxi. Ha ha ha. Đường Khả hình là tiểu cô nương ngốc, chỉ cần có người đối với cô tốt một chút, cũng đã không biết cô có bao nhiêu vui vẻ, thỏa mãn kéo vali đi về phía trước. Cô vẫn như cũ chìm đắm trong vui vẻ vì được người quản lý khách sạn cho mẫu giấy nhỏ đầy chữ. Cô âm thầm nói, sau này mình về nước, nếu có người hỏi đường, mình nhất định phải dùng giấy viết thư thật đẹp viết lên tuyến đường cho người đó, làm như vậy thật nghiêm túc, vô cùng lãng mạn. Cô bắt đầu có chút hiểu rõ hơn, vì sao Trang Hạo Nhiên luôn chuẩn mực cùng cẩn thận, thì ra là từ nơi đây mà trưởng thành. Đường Khả Hinh đem mẫu giấy ghi chép màu xanh cất vào trong túi áo khoác, tiếp tục kéo vali đi về phía trước, liền nhìn thấy một tiệm bánh nằm ở chỗ rẽ ngay ngã tư đường, nhìn thấy bên trong có một người ngoại quốc vừa cầm hot dog vừa đọc báo, ăn vô cùng từ tốn, cô đột nhiên mỉm cười, vội vã kéo vali đi về hướng đó. Good morning, đường Khả Hinh kéo vali, nụ cười ngọt ngào lanh lợi đẩy cửa vào trong tiệm bánh. Good morning, chủ quán là một thanh niên người Anh khoảng 30 tuổi rất đẹp trai, mặc áo sơ mi màu xanh nhạt cùng màu với áo khoác ngoài, quần màu nâu, thập phần cá tính kết hợp với mái tóc quan tự nhiên nhìn hắn vô cùng đẹp trai, chưa kịp đưa cà phê cho khách đã nghe thấy tiếng kêu to, hắn mỉm cười quay đầu nhìn về phía đường Khả Hinh. Đường Khả Hinh cũng cười cười đi tới trước quầy thủy tinh, mắt to tròn nhìn những chiếc bánh mì đặt bên trong tủ kính, đủ loại kiểu dáng, có cái đã thấy qua, có cái chưa từng thấy ở trong nước. Cô nghe nói nước Anh nổi tiếng nhất chính là bánh mì hot dog, lập tức chỉ hướng cái khay đựng bánh mì hot dog thơm ngào ngạt, nói, this. Ok, chủ quán hiểu rõ cô gái có tướng mạo ngọt ngào đáng yêu này không hề hiểu tiếng Anh, cũng không nhiều lời, liền mỉm cười lấy cái bánh mì hot dog đặt ở trong khay. Đường khả Hinh lấy ngay một sấp tiền bảng Anh ở trong tay, nhiệt tình đưa về phía hắn. Chủ quán mỉm cười nhìn động tác khả ái của cô liền theo một sấp tiền bảng Anh của cô rút ra hai tờ tiền bảng Anh. Ở đằng kia có hai ông lão hơn 60 tuổi, vừa cắn hot dog vừa nhìn qua, cười kêu một tiếng âu. Mọi người cười rộ lên. Đường Khả hình không hiểu nhìn về phía bọn họ, vẫn không hiểu. Thật ra, nơi đây vốn là tiệm bánh đã có lịch sử trăm năm tuổi, bánh mì hot dog ở đây làm ra lừng danh khắp mọi nơi. Soái ca người Anh ngượng ngùng mỉm cười nhìn về phía Đường Khả hình. Đường khả Hinh mặc dù không hiểu nhưng vẫn cảm thấy rất vui vẻ, ngọt như mật, không nhiều lời liền vươn tay cầm lấy hot dog, nói, thanh yêu, tay kéo vali, vừa ra khỏi cửa tiệm liền cắn một miếng hot dog, ánh mắt sáng ngời, không thể tưởng tượng nổi há to mồm, cho tới bây giờ cô chưa từng ăn qua món ăn nào có nước sốt đậm đà thơm ngon như thế, bên ngoài ra bánh thơm thơm giòn tan thật ngon miệng, hơn nữa bánh mì được làm ra từ phương pháp tốt nhất phối hợp hoàn hảo tạo ra hương vị thơm nồng, thậm chí khi ăn còn có nhân kem sữa chảy ra hương sữa thấm nhuần phi thường lãng mạn cô vui vẻ cầm hot dog lại kéo vali vào trong tiệm bánh nhìn về phía chủ quán hài lòng kêu lên it very very delicious chấm than ngoặc kép bánh mì này là món ăn cực kỳ cực kỳ ngon ha ha soái ca người anh nhìn về phía đường khả hình thật tình đánh giá nở cụ cười thân thiện với cô thanh yêu đường khả hình là người đối với thức ăn ngon rất nhiệt tình cô cảm thấy người làm ra món ăn ngon đều là một nghệ thuật ra đáng được kính trọng hơn nữa cô phát hiện từ khi bản thân mất đi thiên phú, làm cho cô tự nhiên tiếp nhận các loại hương vị sâu sắc hơn. Cô thậm chí có thể cảm nhận được hương vị truyền thống đã có từ trăm năm lịch sử của tiệm này, đây mới thực sự là thành phố truyền thống. Truyền thống không phải là phóng đại mà là vẫn giữ được hương vị qua nhiều thế hệ vẫn không thay đổi. Ngay lập tức, đường khả hình vui vẻ trở lại, vừa ăn hot dog, vừa kéo vali nhẹ nhõm tiến về phía trước, bởi vì thường xuyên bị thương cho nên năng lực hồi phục càng ngày càng tốt. Trên đường, các cửa tiệm vô cùng náo nhiệt, rốt cuộc không khí ấm áp cũng đem lân đần của hôm qua đầy tối tăm cùng mưa tuyết suốt đêm, nghênh đón khí trời trong sáng. Nghe nói nhà ga ngã tư vô cách nơi đây một đoạn đường không xa lắm, đường khả hinh mỉm cười kéo vali, cầm hot dog thực sự thơm nồng đi đến lối đi nhỏ ở giữa, chuẩn bị ngồi lên xe buýt hai tầng. Xoay người trong nháy mắt, một chiếc Lamborghini bóng loáng thắng gấp trước cửa tiệm bánh. Trang hạo nhiên mặc áo sơ mi màu xanh, quần tây cùng màu với áo khoác lông màu trắng, cà vạt màu bạc, lấy kính mắt xuống, nghiêng người về phía chủ quán ở bên trong, bạn tốt của mình Jackson, đang bận rộn làm việc, muốn đi vào dò hỏi một chút, đường khả hình có lẽ sẽ đói bụng, có thể đi vào đây ăn hot dog không? Anh suy nghĩ một hồi, có lẽ bởi vì quá lo lắng, cảm thấy không có khả năng này, liền lái xe tới phía trước dừng xe lại. Cửa tiệm nhỏ màu xanh, bởi vì khí trời tốt, Bà chủ quán đem hai giỏ hoa hồng đỏ treo lên cây đèn màu trắng bên cạnh, lấy thêm bình phun nước, phun lên vài giọt nước mỹ lệ. Khi Trang Hạo Nhiên lập tức xuống xe nhìn về phía bà chủ quán đang tươi cười rạng rỡ, liền đi vào. Khi bà chủ quán thấy người đàn ông phương Đông đẹp trai như vậy cũng nở cười sáng lạn, nhiệt tình chào hỏi. Trang Hạo Nhiên vừa đi vào liền nhìn thấy quản lý khách sạn mặc đồng phục đen, anh lập tức mỉm cười lấy điện thoại di động ra mở hình đường khả hình đáng yêu cười thật ngọt ngào, đưa cho quản lý xem, có chút xin lỗi, khẩn trương nói, excuse me. Did the girl lie here last night? Quấy dày ngài một chút, cô bé này tối qua có dừng chân ở đây không? Quản lý khách sạn mỉm cười cúi đầu, liếc mắt nhìn bức hình trong điện thoại, lập tức vui vẻ nói, yes. She did, she is very cute and sweet. Đúng vậy, tối hôm qua, chính xác là cô ấy có dừng chân ở đây, cô ấy thật đáng yêu và ngọt ngào. Trang Hạo Nhiên vừa nghe, lập tức kích động, vui mừng nói, really? Thật vậy Trang? Yes, quản lý khách sạn nhìn về phía anh. Is she still here? Trang Hạo Nhiên kích động nhìn về phía quản lý. Cô ấy bây giờ còn ở đây không? No, she already left. Quản lý khách sạn mỉm cười nói không có. Cô ấy đã đi khỏi đây rồi. Trang Hạo Nhiên thất vọng nhìn về phía người quản lý kia, khẩn trương hỏi, do you know where she is going? xin hỏi cô có biết cô ấy đi đâu không? Lúc này, quản lý mới có chút cố kỵ nhìn Trang Hạo Nhiên, bộc lộ một chút điều bí mật, tươi cười nói, sorry, it is customer privacy, we cannot disclose it, đây là thông tin khách hàng, thứ lỗi chúng tôi không thể trả lời câu hỏi này cho cậu được. Trang Hạo Nhiên vừa nghe, lập tức sốt ruột lấy ra danh thiếp của chính mình, nói, I'm the CEO of Cicler Hotel, this girl, girl, tôi là tổng giám đốc của một khách sạn tư nhân, cô bé này, cô bé này anh nắm di động, sửng sốt một chút nhìn về phía quản lý khách sạn, nhớ tới đường khả hình gọi mình một tiếng ca ca, nên dưới tình huống cấp bách này, liền giải thích This girl is my little sister, she left me, do to some misunderstanding, now you want fire her, she is in UK on her own, she doesn't know in fleece at all. I'm very worried about her, please, cô bé này là em gái của tôi, bởi vì có một chút hiểu lầm nên rời khỏi tôi, hiện tại tôi đã dùng mọi cách để tìm cô bé, bởi vì cô bé không phải người anh nên không hề biết tiếng anh tôi rất lo lắng cầu xin ngài quản lý đứng ở một bên cầm ảnh chụp của trang hạo nhiên có chút do so dự trang hạo nhiên nhìn thấy quản lý có chút do so dự dưới tình huống cấp bách này lại sốt ruột nói please I have been looking for her the whole night please tối hôm qua tôi đã tìm cô bé suốt đêm xin ngài đó anh đã nói hết lời sốt ruột đưa ảnh chụp của mình cùng đường khả hinh đã chụp ở tiệc cưới đưa cho quản lý khách sạn này. Quản lý hơi nghiêng mình nhìn tấm ảnh chụp chung một nhóm người ở tiệc cưới, thật sự nhìn thấy Đường Khả hình hai tay khoác vào khuỷu tay của Trang Hạo Nhiên, đầu dựa trên bả vai anh, cười thật ngọt ngào, vô cùng hạnh phúc, quản lý khẽ cười, ngẩng đầu nói với Trang Hạo Nhiên, "Your little sister Maslai like so Somers, she looks happy in photo, em gái cậu khẳng định rất thích cậu, nhìn cô bé cười thật vui vẻ, vô cùng hạnh phúc trong bức ảnh này." Trang Hạo Nhiên vừa nghe lời này, hai mắt có chút hơi nước, nhớ lại trước khi cô ấy đến nhà mình đã phải trải qua một đoạn thời gian khổ sở, vậy mà mình lại dùng ánh mắt lạnh lùng đối với cô ấy, làm cho cô ấy cô độc rời khỏi cuộc sống của mình, kỳ thực anh chỉ muốn thử xem cô ấy có dễ dàng bỏ cuộc hay không thôi. Ok, quản lý khách sạn mỉm cười nhìn Trang Hạo Nhiên nói, see going to King's Cross, nhà ga ngã tư vua. chương 510, bởi vì anh, đường khả hình tự cảm thán, nhiều khi, du khách ra nước ngoài du lịch, Đem theo quá nhiều thứ không cần thiết, chưa chắc là quần áo mà là những mong đợi cứng nhắc vượt xa so với hiện thực. Có đôi khi rời đi tầm mắt là để cho chính mình thay đổi tầm nhìn. Tôi tin rằng có nhiều người đã xem qua chuyện Harry Potter. Tin tưởng rằng mọi người đều biết đến nhà ga số 93 phần 4 đúng không? Cậu bé Harry cầm tấm vé, đẩy thật mạnh xe hành lý mang theo giấc mộng phép thuật của mình đi xuyên qua bức tường nhà ga số 93 phần 4 để tới thế giới của các phù thủy. Chính mình cũng đang thực hiện giấc mộng kỳ bí đó, một đống kiến thức xa lạ, cuối cùng mình đã đứng trước nhà ga Ngã tư Vua, nằm giữa trung tâm thành phố London, mang đậm kiến trúc Victoria đã tồn tại hơn 160 năm lịch sử, được quốc gia bảo hộ kiến trúc, trước lễ khai mạc Thế vận hội Olympic diễn ra ở London, các kiến trúc sư xuất sắc đã tu sửa lại bức tường. Mái vòm hình lưới, xây dựng hiện đại hóa nhà ga mang đẳng cấp quốc tế, còn có phòng khách sang trọng. Nhà ga Ngã tư Vua cuối trạm có lộ trình hướng tới sân ga quốc tế châu Âu và thư viện mới của anh, đó là những kiến trúc làm mê người, cách nhà ga chỉ có mấy bước chân. Một chiếc xe buýt màu đỏ dừng lại cách cửa nhà ga không xa, đường khả hình thật vui vẻ kéo vali đi tới xe buýt, vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy một ngôi nhà mang đậm sắc vàng cổ điển, kiến trúc này giống như màu xanh hy vọng trên thế giới này. Ở nước Anh, cho dù phong cách kiến trúc là Gothic hay Victoria cũng đều tạo ra một cảm giác yên bình, dường như ngay lập tức có cảm giác bản thân bị cuốn vào một thế giới mộng ảo, lúc nào cũng trào dâng một tình cảm mãnh liệt, ấm áp cùng dịu dàng càng không ngừng thay đổi. Cô ngẩng đầu nhìn về phía đồng hồ Big Ben được thiết kế trên gác một tháp chuông thấp, cảm giác rung động trước kiến trúc lâu đời của thành phố này cũng như vị trí trung tâm thủ đô mà cô đang đứng. Cô hài lòng mỉm cười, vội vã kéo cái vali nặng trịch dọc theo lối vào nhà ga, hưng phấn kêu to Harry Potter. Ta tới đây. Bên trong nhà ga ngã tư vua, hai bên được thiết kế theo lối kiến trúc hiện đại nhưng vẫn giữ lại kiến trúc cổ điển sang trọng, tùy lúc tạo cho người ta có cảm giác xen kẽ giữa xưa và nay. Đường khả hình kéo vali đi vào trong nhà ga để mua vé, nhìn thấy cái mui xe đã được hiện đại hóa, tạo lập phong cách thời thượng, phòng khách trang nhã. Rộng lớn dành cho người đi đường có thể nghỉ ngơi hoặc chỉ đi tới đi lui, trên khuôn mặt họ biểu lộ nụ cười ôn hòa, vô số phòng ăn, hiệu sách, còn có cửa hàng nhỏ phát ra ánh sáng màu da cam, tạo cảm giác ấm áp, thoải mái, nóc nhà ga được thiết kế như một cái lưới, lộ ra ánh đèn từ màu tím nhạt đến màu hồng nhạt. Nước Anh là một quốc gia đầy màu sắc tươi đẹp, nó tùy lúc làm cho người ta như lạc vào giấc mộng bình yên của chính mình. Đường khả hình giống như một cô gái vô cùng hiếu kỳ, đi tới tủ kính trong hiệu sách, mở to đôi mắt nhìn thấy có rất nhiều sách liên quan đến Harry Potter, cô nghĩ ai mà không yêu Harry Potter chứ? Đã tới nơi này rồi thì nhất định phải mua một ít đồ lưu niệm. Dù sao cô cũng có tiền mà, hi hi. Nghĩ tới đây, cô gái nhỏ này lập tức chạy vào hiệu sách, dưới ánh đèn ấm áp, cô hài lòng mua nguyên bộ truyện tranh Harry Potter, còn nhiệt tình mỉm cười nói với bà chủ hiệu sách là mình đến từ Trung Quốc. Trong đầu chợt nhớ tới người nào đó đã từng nói, nếu cô nghĩ ở một đất nước đạt được tôn trọng của người khác, như vậy nhất định rất kiêu ngạo mà nói cho người khác biết, cô đến từ đâu? Cô tên Đường Khả Hinh, cô không phải gọi là Khả Hinh. Đường là họ chỉ có riêng ở đất nước cô mang cho cô tất cả kiêu ngạo, bao gồm tên của cô, khiến cho thế giới của cô giữa nhiệt tình và trung thành phát sinh thay đổi. Đường Khả Hinh dùng hết vốn tiếng Anh dở tệ của mình để giao tiếp, khiến cho người khác nghe thật lâu mới có thể hiểu được điều cô muốn nói là: "Hoan nghênh mọi người đến Trung Quốc du lịch, đất nước của chúng tôi cũng là một quốc gia rất đẹp." Bà chủ hiệu sách nhìn thấy Đường Khả Hinh nhiệt tình như vậy, cũng cười rộ lên. Đường Khả Hinh rất vui vẻ kéo vali rời khỏi hiệu sách, lập tức đi tới nhà ga 93 phần tư. Bóng dáng nho nhắn của đường Khả Hinh vừa khuất ở một góc đại sảnh thì Trang Hạo Nhiên đang rất sốt ruột từ một hướng khác chạy tới. Anh sốt ruột chen chúc vào đoàn người tìm kiếm xung quanh, ngón chân kêu to, đường Khả Hinh. Ngẫu nhiên có rất nhiều hành khách người châu Á, ngẩng đầu, tò mò nhìn về phía anh. Trang Hạo Nhiên đầu đầy mồ hôi, hai mắt kích động, vội vàng nhìn xung quanh, nhớ đến người con gái kia đến nhà ga ngã tư vua này, rốt cuộc là muốn đi. Du lịch hay là đi phục vụ phòng ăn đây, nhiều sân ga như vậy, cô muốn đi nơi nào chứ? Nhớ tới đêm qua, khuôn mặt nhỏ nhắn của đường khả hình tái nhợt, còn cầm nĩa không ngừng cuộn mỹ ý nhét vào trong miệng, ăn vô cùng đáng thương, nội tâm anh càng thêm khẩn trương, lại chạy như bay về phía trước. Thế giới này rất rộng lớn, mỗi một ngày có nhiều chuyện khác nhau phát sinh, tất cả đều vì chúng ta đi tới gặp gỡ mà lặng yên phát sinh thay đổi thật lớn, cho nên, để bước ra được một bước, có thể nghĩ, rốt cuộc có bao nhiêu quan trọng. Đường khả hình kéo vali dọc theo cầu thang màu trắng đi xuống dưới, ngẫm nghĩ bản thân mình đã thông minh còn cơ trí nữa, rốt cuộc cũng đến được trạm xe lửa phía tây, đi đến hướng nhà ga số 9, 10, 11, tìm kiếm nhà ga số 9 13 phần tư trong truyền thuyết. Cô hưng phấn lắng nghe âm thanh phát ra trên đài phía trước, đây là lối vào duy nhất đến thế giới phép thuật, nhìn mái ngói màu vàng trên tường, thiết kế chủ đạo là hình vòm, tường nhà cổ kính, làm cho người ta có thể thấy được lịch sử lâu đời ở nơi đây, cái xe đẩy ở đằng kia có một nửa ở trong tường. Nửa còn lại ở bên ngoài, vô số du khách ái mộ danh tiếng của Harry Potter mà đến đây, nhao nhao ngồi lên xe đẩy mà chụp ảnh, trên bức tường có đánh dấu số 93 phần tư hết sức rõ ràng. Tôi cũng muốn chụp ảnh nữa. Đường Khả Hinh lập tức đẩy ngã vali của mình xuống đất, tìm kiếm máy ảnh kỹ thuật số mà nhã tuệ mua cho mình, lấy ra, một lần nữa kéo vali, chạy thật vui vẻ đến cái xe đẩy kia, nhìn về phía một soái ca ngoại quốc, thực sự không biết là người nước nào, dù sao nhìn có vẻ hơn 20 tuổi, tướng mạo nho nhã, mặc áo lông màu xanh đậm cùng quần thường màu đen, mang mắt kính đen, cô lập tức đưa máy ảnh tới, cười thật vui vẻ gọi, please. Trong một chuyến du lịch, khó nhất là mọi người phải buông bỏ một phần phòng bị với người khác soái ca người Đức mỉm cười gật đầu, vươn tay trắng nón, các ngón tay thon dài nhận lấy máy ảnh, điều chỉnh tiêu cự. Đường khả Hinh hài lòng để vali màu xanh bên trái, màu hồng bên phải, còn mình thì đứng cạnh xe đẩy, giơ tay làm động tác yê, nở nụ cười ngọt ngào, dạng dỡ. Không thể phủ nhận đường khả Hinh là một cô gái rất xinh đẹp. Soái ca người Đức điều chỉnh ống kính, liếc mắt nhìn thấy được vẻ đẹp của người cô gái phương đông, khẽ cười vì cô gái ngọt ngào trước mặt mà chụp một bức ảnh thập phần nghệ thuật. Thanh yêu, đường khả hình biết không thể quấy dày người khác quá lâu, liền lập tức nói cảm ơn, cầm lấy máy ảnh, kéo cái vali, vui vẻ đi về phía trước. Khi, soái ca người đức trẻ tuổi vẫn nhìn về thân ảnh đáng yêu của đường khả hình, đột nhiên mỉm cười, kêu to, am blues. Đường khả hình xoay người nhìn soái ca người đức đang dịu dàng tươi cười nhìn mình, cô sửng sốt, vươn tay vỗ vỗ ngực mình, ngọt ngào cười nói, am đường khả hình soái ca người Đức nghe xong, ngại ngùng cười, mặc dù không rõ nhưng vẫn vui vẻ cùng tôn trọng nói, hi, tang ke sinh, nai to mít yêu. Nghi, tu, đường khả hình thật vui vẻ, nói xong liền kéo vali rời đi, biến mất trong đoàn người. Trang hạo nhiên đầu đầy mồ hôi, chạy tới trước đài nhà ga số 93 phần tư, nhìn du khách đang vui cười chụp ảnh nhưng lại không thấy thân ảnh quen thuộc ở đâu cả, anh sốt ruột nhìn khắp nơi, lo lắng khổ sở nói, đường khả hình. Em đang ở đâu hả? Dù cho em muốn đi đâu cũng nên cho anh thấy mặt em một lát thôi, được không em? Để anh nhìn xem em có mang theo đủ tiền chưa, nhìn em có mang theo đủ quần áo chưa, để anh nhìn sắc mặt em có còn tái nhợt như hôm qua nữa không. Người đàn ông này, vạn phần lo lắng nhìn đám đông xung quanh, tuy mệt mỏi nhưng vẫn xoay người chạy như bay. Đường Khả Hinh kéo vali đi tới nhà ga gần 160 năm lịch sử, thật tự nhiên đặt mình trong thế giới Harry Potter gạch lát tường màu vàng cổ xưa, khắp nơi có thể thấy cửa sổ hình vòm cùng với những song sắt cũ kỹ, những chiếc đèn mang sông được bao bọc bởi những cái chén cổ nho nhỏ, ánh đèn được tạo hình như đóa hoa tỏa sáng thập phần lãng mạn làm mê hoặc lòng người. Cô gái này đang chìm đắm trong giấc mộng nhà ga, kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn về phía mái nhà màu đen được thiết kế theo kiến trúc hình vòm, đặt khí tức mang hơi thở của lịch sử xuống. Từng đoàn tàu màu xanh, màu vàng như một món đồ cổ ngưng tụ giữa quỹ đạo trên bầu trời, chỉ có kiến trúc bên trong của cửa hàng, ánh đèn phát ra màu xanh, màu đỏ, màu xanh đậm mới nhắc nhở mọi người trở về với thực tại. thực sự đẹp quá, a, à, rốt cuộc đây là loại cảm giác gì? đường khả hình kích động nhìn kiến trúc xung quanh, lập tức phát hiện đôi mắt của mình vô cùng cần thế giới này, khát vọng mãnh liệt toàn bộ thế giới này. không có khả năng, không có khả năng, cô vừa mới đến nơi đây đã lập tức yêu nó, bởi vì một thành phố mang nét đẹp giữa phương đông và phương tây. Chúng ta yêu, nhất định bởi vì có rất nhiều rất nhiều nguyên nhân, nhưng không thể phủ nhận, có một vấn đề cần đề cập đến, đó chính là ôm ấp tình cảm, ôm ấp tình cảm có cái gì? Có lịch sử, có tư tưởng, có văn hóa, có phẩm cách, rất nhiều. Đường khả hình hưng phấn kéo vali, đứng trước đài, nhớ đến lời tiêu đồng đã từng nói với mình, trong lịch sử nước Anh là một đất nước đã trải qua rất nhiều lần thay đổi, từng kiến trúc thành quách huy hoàng bị phá hủy vì hỏa lực đốt thành cho bụi, thế nhưng quốc gia này rất kiên cường, thu thập từng chút từng chút một, xây dựng lại, loại này sửa chữa một chút, loại kia không ngừng tu bổ, không ngừng kiên trì từ những tòa thành cổ kính biến thành những kiến trúc tinh thần đậm nét cổ điển truyền lại cho đời sau. Chẳng lẽ không đáng cho chúng ta tham khảo sao? Nương khả hình kích động kéo vali, cúi đầu nhìn thời gian ghi trên tấm vé là 10 giờ 30 phút, trải qua một đoạn thời gian khó khăn, rốt của cô cũng bước lên được đoàn tàu tới Cambridge. Cô mỉm cười có chút cảm kích chính mình đã không ngục ngã trong hành trình này, thấu hiểu sâu sắc, bước ra một bước kia, ngày mai là phong cảnh vô hạn, cô thở hổn hển, đem phiếu cất đi, ngẩng đầu mỉm cười nhìn về phía đoàn tàu đang chậm rãi lái tới, cô kích động cười. Thật nhiều hành khách đứng ở trạm xe trước đài, nhao nhao mỉm cười, hài lòng trò chuyện, xung quanh tràn ngập không khí vui vẻ. Rốt cuộc xe lửa cũng dừng lại. Hành khách hài lòng để hành lý lên xe, đường khả hình cũng hài lòng kéo cái vali, chuẩn bị lên xe. Đường khả hình, Toàn bộ sân ga đều nghe tiếng của Trang Hạo Nhiên đang nói. Đường Khả Hinh cầm vali sững sờ đứng trước đài, nghe mọi người xung quanh đang thảo luận, ở đâu phát ra âm thanh ấy, cô đứng ngốc tại chỗ, tự hỏi có phải mình đang nằm mơ không. Trang Hạo Nhiên mệt đến nỗi đầu đầy mồ hôi, đứng trước micro, sốt ruột nói, anh không biết em bây giờ đang ở chỗ nào, anh chỉ nghĩ nói với em một câu, anh không muốn em bước lên xe. Một trận gió nhẹ nhàng thổi tới. Đường Khả Hinh nắm chặt vali, hai mắt sáng trong, thế nhưng sắc mặt bình tĩnh như đóa sen không lay động. Trang hạo nhiên nuốt một ngụm nước bọt, mới nặng nề thở ra, mồ hôi đổ xuống như mưa, đau lòng nói, anh rất xin lỗi, khi đó anh không nên nói sau này không cần em, không nên nói em không xứng cùng anh đàm luận về rượu đỏ, anh thật lòng xin lỗi em. Đôi mắt đường khả hinh lệ tuôn thành dòng. Anh thực sự xin lỗi em, Trang hạo nhiên đau lòng nói, cho anh một cơ hội, anh dẫn em đi xem đồng hồ Big Ben, nhìn lân đần một chút, nhìn dòng sông thêm, ở đây còn có rất nhiều nơi em chưa từng đến, anh sẽ dẫn em đi xem từng nơi một, được không em? Nhẹ nhàng thỉnh cầu, đường khả hình hít hít mũi đã đỏ, nuốt nước mắt vào trong lòng, nắm chặt vali vừa muốn rời đi. Tối hôm qua anh nói với em, tường thành ở London đã tồn tại từ thời La Mã cổ đại cho nên có rất nhiều đường xá, bên trong xe ngựa rộng lớn, em có biết tại sao không? Trang Hạo Nhiên gấp gáp nói. Đường Khả Hinh đứng trước đài, cảm thấy xe lửa sắp mở cửa ra. Đôi mắt Trang Hạo Nhiên ôn nhu, đau lòng nói, đó là bởi vì, anh nghĩ sẽ cùng em chia sẻ, ngay cả một con đường nhỏ, một chút không khí đều muốn cùng em chia sẻ, anh và em có chung sinh mệnh, là bởi vì rượu đỏ đã khiến cho anh tìm được một cô gái nhiệt tình với rượu đỏ như em, đó là cảm giác cực kỳ vui vẻ, không còn cô đơn, nói về thời gian sẽ cảm thấy đây là chuyện vĩnh hằng, em có thể hiểu, đúng không em? Khuôn mặt đường khả hình dịu dàng, trong lòng ngọt ngào, Hai mắt long lanh tươi cười. Em đừng đi, Khả Hinh, em đừng đi được không? Trang Hạo Nhiên gấp gáp kêu to, khó có dịp tới được thành phố Mỹ lệ này, anh không muốn em đi. Hai mắt lóe sáng, Đường Khả Hinh nắm vali nghe nhân viên nhắc nhở hành khách lên xe đi Cambridge, cô suy nghĩ một hồi, cuối cùng kéo vai lên xe lửa. Đường Khả Hinh, tiếng gọi lại lần nữa truyền đến. Giờ khắc này, xe lửa không biết chạy tới nơi nào, đã chạy một đoạn khá xa. Trang Hạo Nhiên, từ khi tới đất nước này, anh rất vui vẻ, anh thích kiến trúc ở đây, con người nơi đây, đường phố ở đây, từng ngọn gió, mỗi cơn mưa, không phải vì bất kỳ điều gì khác mà là vì một người, anh cảm giác được người đó ở quanh đây, như vậy là đủ rồi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 511, lựa chọn. Bom, 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 tiếng chuông giáo đường vang lên, dường như mang theo linh hồn đến sau lộ trình xe lửa 45 phút ngắn ngủi, đường khả hình gần như không có cơ hội xem truyện tranh Harry Potter, ngồi trên ghế ngồi mềm mại thoải mái trên xe lửa, tay giữ chặt những bông hoa bên cửa sổ xe lửa, hai mắt sáng lên, nhìn về phía bầu trời xa xa xanh thẳm kia, mây trắng kéo dài, mập mờ quấn quýt một chỗ, theo xe lửa chuyển động, vô số nhà vườn theo phong cách kiến trúc thấp, tuân thủ theo phong cách gothic độc đáo, hiện ra trước mắt. Có người nói, từ London đến Cambridge, là một cuộc hành trình thanh lọc tâm hồn khiến người ta say mê. Thị trấn Cambridge nhờ có Đại học Cambridge mà nổi tiếng. Đại học Cambridge là trường đại học danh tiếng nhất nước Anh, bên cạnh Đại học Oxford, địa điểm quay phim Harry Potter cách đây không xa, bước đến vùng đất này, nơi đây dường như mang hơi thở linh hồn của những bậc vĩ nhân trên thế giới. Trường học này đứng đầu suốt 800 năm lịch sử, đào tạo ra hơn 80 vị hiền tài đoạt giải beo về tri thức, những vĩ nhân tên tuổi Newton, Darwin, Byron, Bacon, đã từng có mặt trên mảnh đất này, đóng góp trí tuệ của mình cho nhân loại. Xe lửa chậm rãi dừng lại ở nhà ga thiết kế theo kiểu Gothic, đường khả hình sắc mặt hưng phấn kéo vali hành lý, cả người kích động như nhìn thấy như tân vậy, bước xuống xe lửa, đi thật nhanh ra sân ga. Mưa phùn, ngang bướng rồn dập tới. Con đường ẩm ướt mà sạch sẽ, không bị thấm đẫm một chút bụi bẩm từ bên ngoài, trái phải hai bên đường hàng loạt những tòa nhà tháp nhọn nằm san sát nhau yên tĩnh đứng vững dưới bầu trời, có rất nhiều thánh địa du lịch, luôn luôn chỉ có thể quan sát từ phía xa, mà không thể tiếp cận, thật may London cùng Cambridge, khi người ta càng đến gần một công trình kiến trúc, người ta sẽ nhìn thấy một chi tiết nhỏ nào đó trên vách tường, có thể nhìn thấy những chú sư tử nhỏ kỳ diệu, lại ngạc nhiên mà không biết đó là một tác phẩm điêu khắc nhỏ. Rất nhiều những học sinh đến từ các quốc gia khác trên thế giới, đang đạp xe đạp, đeo cặp sách, xen kẽ trong ngõ hẻm, Đại học Cambridge có hơn 30 học viện, cũng không chỉ tập trung ở một nơi đặc biệt, mà phân bố ở các góc trong thị trấn nhỏ, người ta bất cứ khi nào đi qua một bức tường thành cổ, hay đi qua một chiếc cầu nhỏ uốn cong, cũng có thể bị hơi thở của tri thức tỏa ra từ học viện, nồng đậm bao vây. Tại đây, người ta có thể tận hưởng tri thức, khiêu chiến quyền uy. Đường khả hình cầm ô trong suốt, kéo vali hành lý, ngẩng đầu, đứng trên đường phố không biết tên, hai tròng mắt đỏ bừng nhìn về phía thị trấn nhỏ danh tiếng đậm phong cách cổ xưa này, hai bên con đường có rất nhiều cửa hàng trưng bày tác phẩm nghệ thuật, cửa hàng đồ cổ, còn có quán rượu nhỏ náo nhiệt, phong cách khác với những nhà trọ nông thôn, bên trái đường nhỏ đã đi qua, là một tòa nhà nho nhỏ hình vòm, có một nam một nữ cả hai đang dựa vào cùng một chỗ, đứng ở trên cầu rất thân mật trò chuyện gì đó. Cây liễu ở bờ sông nhẹ rũ xuống, nổi tiếng thế giới, đã chứng kiến sự thay đổi lớn mạnh, hùng vĩ của biết bao con sông lớn, cách đó không xa, bởi vì mưa nhỏ tí ta tí tách rơi, để cho con sông, người mẹ, dần dần như giải lụa màu xanh, trái phải hai bên, đều là cây nhỏ màu xanh, lá đỏ bò qua tường, còn có những con thuyền nhỏ bé đậu bên bờ sông. Có một người đàn ông người Anh, mặc áo lông màu đen, quần màu nâu, bên ngoài khoác áo có hai hàng cúc, một tay cầm ô, một tay cầm sách giáo khoa, đưa đầu nhìn vào nội dung sách giáo khoa, hai tròng mắt trong veo mà kín đáo, biển cả tri thức, vốn làm cho lòng người bao la vô tận. Đường khả hình xúc động kéo cái vali hành lý, mặt lộ vẻ nghẹn ngào đi về phía con đường bên kia chiếc cầu nhỏ bước đến giữa phần cong của chiếc cầu ẩm ướt cầm ô nhìn về phía con sông rộng lớn hiền hòa đang nhẹ nhàng trôi về phía trước thỉnh thoảng rũ xuống một vài nhánh lá cây nhỏ nhẹ nhàng lướt qua quần áo thật hiền lành thật bao dung thật ôn nhu thật nhã nhận lịch sự giống như người mẹ vỗ về đứa con nhỏ vậy một chút chua xót một chút xúc động một chút uất ức một chút vui vẻ một chút hưng phấn giấy lên trong lòng, đủ mọi cung bậc của cảm xúc. Đường khả hình cầm dù, nhìn về phía, sông lớn, êm đềm, nhìn về khung cảnh xinh đẹp hai bên bờ sông, đột nhiên cười, cười đến thật vui vẻ, thật vui vẻ, cười cười, trong mắt lại dưng dưng, lại vội vã nuốt trở vào, hiểu ra rằng, giờ khắc này, thử thách mới chính thức bắt đầu, không thể khóc. Không thể khóc. Một hồi âm thanh taxi, ở nơi đó vang vọng. Đường khả hình lập tức quay đầu, nhìn về phía kia chiếc taxi màu đen, mặc dù biết nơi này có rất nhiều truyền thuyết cùng nhiều nơi tuyệt vời, giống như thi sĩ ở nước mình, lưu lại những câu thơ bất hủ, nhưng trong lòng cô vẫn lo lắng phòng ăn muốn mình phục vụ, liền thật nhanh kéo vali hành lý, vươn tay vẫy gọi taxi, mưa phùn ẩm ướt sóc rách, ngồi vào trong xe, thở hồn hền một hơi thật dài, mới đưa địa chỉ phòng ăn giao cho tài xế taxi. Tài xế taxi cầm lấy địa chỉ, liếc mắt nhìn, nhíu mày, quay đầu nhìn về phía đường khả hình, mặt bộc lộ vẻ khó tin tươi cười, nói: Arias, The Lily Restaurant. Yes, Đường Khả Hinh nhìn về phía tài xế, lập tức hưng phấn gật đầu. Ok, tài xế taxi từ từ cười, sau đó đem tờ giấy đưa lại cho Đường Khả Hinh, điều khiển cho xe đi hòa vào trong làn mưa ẩm ướt. Đường Khả Hinh lại một trận kích động nhòi người về phía cửa sổ bên cạnh, nhìn về phía Cambridge thật là một thị trấn nhỏ rất đáng yêu, nhìn những cửa hàng buôn bán rực rỡ muôn màu, đoàn người náo nhiệt. Nhìn thấy một cửa hàng nhỏ kinh doanh đồ cổ, có quán rượu nhỏ sư tử đỏ, còn có quán cà phê Starbucks ngoài trời, xe nhiều lần chuyển hướng, cũng đã nhìn thấy đồng cỏ rộng mênh mông, cùng con sông êm đềm hiện ra trước mắt, lại đi qua giáo đường đậm phong cách cô thích, cuối cùng nhanh chóng rời khỏi trung tâm thị trấn. Sau đó dọc theo một con đường nhỏ kéo dài, chạy vào một nhánh nào đó của con đường nông thôn, trái phải hai bên đường đều là phong cảnh thôn quê. Càng lúc càng hoang vắng. Tìm đường khả hình đột nhiên có chút buồn bã, quay đầu, nhìn về phía con đường trong trung tâm thị trấn, cách bên này hơi xa, đang trong lúc nghi ngờ, taxi đột nhiên dừng bên cây ngô đồng trên đường, dùng tiếng Anh nói câu đến nơi rồi. Đã đến, đường khả hình nét mặt nghi ngờ đẩy cửa xe đi xuống, sau đó nhìn thấy taxi tài xế xách hành lý mình xuống, cô tò mò nhìn về phía tài xế, hỏi, que. Here, tài xế cười chỉ hướng bờ bên kia con sông rộng lớn, giữa bãi cỏ xanh có một nhà hàng Tây mỉm cười nói. Đường khả hình theo chỉ dẫn của anh ta, cũng quay đầu, nhìn sang bờ sông bên kia, sau đó mắt cô trường lớn nhìn thấy một nhà hàng Tây, chắc phải ít nhất hai vạn năm lịch sử. Nếu không, sao lại tan nát đến mức này? Cambridge là một nơi sạch sẽ ngăn nắp như thế, lại có thể có nhà cũ đến như vậy, bụi bặm che kín nhà hàng nhỏ. Bên ngoài gỗ lim đều đã đóng mạng nhện, xung quanh không biết loại côn trùng gì đang bay, xa xa nhìn thấy cách bài trí bàn ghế bên trong phòng ăn, được bố trí siêu siêu vẹo. Vẹo, cửa sổ thì có chút lung lay sắp đổ, dường như chỉ cần người ta đụng tay vào, nó liền rơi xuống. Trái tim cũng lột bộp, tan nát mất rồi. Trong mắt đường khả hình như sắp sửa rơi lệ, vừa nhắm mắt, lại mở mắt ra, tự nói rằng mình có lẽ mình đang mơ, thế nhưng vừa mới nháy mắt, cửa sổ trước phòng ăn kia, rớt xuống, có con mèo trắng, bị dọa đến mức nhảy ra. Mẹ ơi! Đường khả hình quả thực không thể tưởng tượng nhìn về phía phòng ăn kia, cho là mình đi lạc đến nơi nào đó. Sau đó cô lần nữa nhìn thấy phía sau phòng ăn có một rừng cây đước, đổ qua một bên, bên trong những khăn ăn cũ, tất cả đều nhẹ nhàng bay, không phải bụi, thì là vết bẩn đen. Tại sao lại đối với tôi như vậy chứ? Đường khả hình còn chưa kịp chìm đắm trong sự vui sướng ở Cambridge, liền bị hiện thực trước mắt, đã kích một đòn không nhỏ. Không thể nào, không thể nào, chấm than ngoặc kép. Đường khả hình không dám tin, lại kéo vali hành lý lớn nhỏ, quay người đi lên phía trên chiếc cầu nhỏ cong cong, ánh mắt gấp rút bước qua bãi cỏ xanh, lại không thể tin đi tới phía trước nhà hàng Tây này, ngẩng đầu nhìn về phía phòng ăn trên đỉnh, chính xác viết mấy chữ bẩn thỉu lộn xộn. Lily Restaurant Vali hành lý màu đỏ thấm, rớt xuống trên bãi cỏ, vali màu xanh cũng ngã nằm trên bãi cỏ. Đường khả hình đứng ở giữa hai vali hành lý, ánh mắt đờ đẫn, thần trí mơ hồ, nhìn vào bên trong phòng ăn đã hư hỏng, trên quầy ba còn đặt ly thủy tinh, tất cả đều bám bụi. Đây quả thực là một thế giới không thể tưởng tượng ra. Vì sao Vitus lại muốn đối xử với mình như vậy? Đường khả hình lập tức sinh ra ý nghĩ muốn lùi bước, cảm giác mình không thể ở lại nhà hàng này, đến mua một chai rượu cũng phải đi ra ngoài, không thể nào. Đoán chừng trang hạo nhiên đơn độc ở phòng ăn Trung Quốc, đã bắt đầu với doanh số bán hàng mấy trăm vạn thôi sao? mình sao có khả năng hoàn thành được nhiệm vụ. Không có khả năng, không thể nào là ở đây, nhất định là Vitus tiên sinh nghĩ sai rồi. Cô nghĩ tới đây, lập tức nhấc vali lên, nhanh chóng đi ra khỏi chỗ này, chạy về phía thị trấn vừa rồi, cô muốn gọi điện thoại, cô muốn gọi điện thoại cho Vitus. Cô phải lập tức gọi điện thoại cho Vitus. Trung Quốc, phòng quản lý tập đoàn Hoàn Cầu. Điện thoại riêng vang lên. Vitus đang xem bảng doanh số bán rượu đỏ của các nước trên thế giới, vẫn là Trang Hạo Nhiên đứng đầu, còn có quán rượu của khách sạn Á Châu tiếp đến là phòng ăn Nhật Bản do một người đàn ông sáng lập tất cả đều ghi lại hết. Ông đang tập trung xem hai người thi đấu về doanh số bán hàng này, cùng lượng tiêu thụ rượu và tỷ lệ. Chuông điện thoại tiếp tục vang. Vitus cầm điện thoại lên, nói câu hello. Vitus tiên sinh, chấm than ngoặc kép, một loạt giọng nói trong veo vang lên, mang chút âm hưởng của tiếng mưa phùn rơi, không khí London Cambridge ẩm ướt truyền đến hai tròng mắt Vitus nhẹ đông lại, cầm điện thoại, hơi nhíu mày, cho rằng phán đoán của mình hẳn không sai, kêu nhỏ đường khả hinh. Đường khả hinh vừa nghe giọng nói của thầy, mắt lập tức đỏ hồng, đứng trong buồng điện thoại đỏ thấm, cầm chặt điện thoại, lạnh đến mức run rẩy, nghẹn ngào nói tôi. Tôi đã tới Cambridge, tôi có việc gấp muốn báo cáo với ngài một chút. Vitus trầm ngâm nghe, có lẽ ngài ở Trung Quốc cũng chưa có tới Cambridge, không biết xảy ra chuyện gì. Đường khả hình thực vội nói, ngài không biết, tổng công ty chọn cho tôi một phòng ăn như thế nào, chỗ kia căn bản không phải là phòng ăn, không bị phá hủy, nhưng dường như mấy chục năm không có sửa chữa qua, tất cả các cửa sổ đều lung lay sắp đổ, ly rượu đỏ vốn trong suốt, bây giờ biến thành màu đen, tôi dự đoán bên trong không phải có rắn, cũng là có chuột. Cơ bản là như thế. Tôi biết tình hình nơi đó thế nào, Vitas lạnh lùng nói. Đường khả hình nắm chặt điện thoại, tim lạnh lẽo không thể tưởng tượng ra kêu lên, ngài. Ngài nói, ngài biết, phòng ăn này là do tôi chọn cho cô, nó cũng là một trong những phòng ăn của hoàn cầu chúng ta, tôi sao lại không biết. Vitus bình tĩnh nói, đường khả hình cực kỳ sợ hãi, nhảy dựng lên, sốt ruột nói kia. Kia, vậy ngài còn, còn gọi tôi đến, cái nơi tồi tàn kia sao có thể sẽ kinh doanh được sao? Tôi ở chỗ đó không thể mua nổi một chai rượu, hơn nữa bên trong cũng không có nhân viên phục vụ cùng đầu bếp. Cô không đi vào sao? Vitus cầm điện thoại, nhàn nhạt hỏi. Tôi còn đi vào đó làm cái gì? Đường khả hình gấp đến mức như muốn bắt tôm luôn rồi. Vậy cô trở về đi. Vitus sắc mặt hết sức bình tĩnh dặn dò. Đường khả hình nắm điện thoại, cảm thấy Vitus thực sự nghiêm túc, đột nhiên không dám nói tiếp nữa. Vitus nắm điện thoại, không nghe thấy âm thanh gì, lại dặn dò trở về đi không có bất kỳ ai miễn cưỡng cô ở lại nơi đó. Đường khả hình hai mắt lại đỏ bừng, lập tức nói không nên lời. Cô cảm thấy phòng ăn mà cô nên phục vụ nó trông thế nào hả? Vitus nắm điện thoại, nhàn nhạt hỏi, như phòng ăn khách sạn Á Châu sao? Phục vụ hạng nhất, rượu ngon nhất, khách hàng sang trọng nhất sao? Đường khả hình không lên tiếng, nhưng trong lòng không phục nghĩ, chẳng lẽ không đúng sao? Nếu như cô vào giờ khác này, muốn lùi bước, liền cho thấy rằng cô không xứng tiếp cận rượu đỏ, bởi vì rượu đỏ không chỉ có giới hạn ở cách phục vụ hạng nhất, môi trường tốt hay tố chất khách hàng cao. Nếu như cô lựa chọn không chịu nổi thử thách, sợ hãi ngày mai sẽ phát sinh chuyện gì, cô hãy trở về đi. Không có bất kỳ người nào miễn cưỡng cô, Vitus nói. Việc này đối với tôi là quá không công bằng, đường khả hình hai mắt rưng rưng, lập tức không phục nói. Vitus sắc mặt căng thẳng, hai tròng mắt sâu xa ngưng đọc, giọng nói theo thói quen soi mói cùng châm biếm cười chế nhạo nói cái gì gọi là công bằng cô một mình cho tới bây giờ cũng chưa từng tiếp xúc một cách bài bản với rượu đỏ thông qua trường lớp nào đang làm thư ký cho hoàn cầu nhận tôi làm thầy với rất nhiều người đã là không công bằng nếu như cô không thể ở chức vụ không tầm thường tạo ra nghị lực sáng tạo kỳ thích tôi sao muốn trọng dụng cô tương lai tôi làm sao đem những thôn trang vĩ đại đem việc thu mua cùng phân tích rượu đỏ trên toàn thế giới giao cho cô đường khả hình im lặng không lên tiếng giọt nước mắt sắp sửa nhỏ xuống lại liều mạng nuốt trở vào hiện tại tôi liền cho cô lựa chọn cô muốn trở về tôi lập tức cử người đi đón cô nếu cô muốn ở lại thì cúp điện thoại ngay đi ta có chuyện cần làm ta không có thời gian rảnh rỗi nói lời vô ích Vitas nhanh chóng nói đường khả hình tim chua sót hai mắt lại nhanh chóng ươn ướt giọt nước mắt muốn trào ra lại kiên cường cắn răng lau đi về nhà hay là cúp điện thoại, lập tức cho tôi đáp án." Vitas lại lạnh lùng hỏi. Đường Khả hình đứng ở trong buồng điện thoại, hai tay run run rẩy rẩy nắm chặt ống nghe điện thoại lạnh buốt, ngưng động suy nghĩ thật lâu, hai mắt uất ức lóe ra vài giọt nước, cắn răng đem ống nghe phịch một tiếng nện xuống. Giấc mơ là dành cho người theo đuổi giấc mơ, nhưng hiện thực thì lại để cho người nắm vững lý tưởng. Mưa rơi mờ ảo, cô gái trong buồng điện thoại, nhiệt ngã bất lực ngồi xổm xuống bên trong không gian nhỏ hẹp kia ôm đầu gối nhẹ nhàng nức nở, cửa sổ chảy xuống nước mưa giống như nước mắt từng giọt rơi xuống. Chương 512, tầng hầm. Trở lại ngôi làng nhỏ cách thị trấn Cambridge không xa. Sắc mặt Đường Khả Hình tái nhợt, đôi mắt run rẩy sợ hãi không kìm được những giọt nước mắt. Cô kéo cái vali, đi qua cây cầu nhỏ, bước trên mặt cỏ vừa ẩm ướt vừa mềm mại, nhìn về phía sảnh nhà hàng cơm tây vừa cũ kỹ lại vừa như phá sản. Từ đây cô cũng có thể cảm nhận được một mùi ẩm mốc ở bên trong hai mắt cô nhíu lại căng thẳng, vẻ mặt chỉ muốn khóc, nhưng vẫn cắn chặt hàm răng, thấp thỏm bất an đi đến trước cửa nhà hàng. Nhà hàng bằng kính giường như vẫn luôn không đóng, cửa cứ mở như vậy, cửa sổ mở, cửa chính cũng mở, bụi đất dính đầy trên bàn, trên ly, trên chén, thật sự trong nhà hàng sẽ có người sao? Làm sao có thể có người được? Đường khả hình nghĩ vậy, nhưng vẫn phải cắn răng, kéo vali, đi lên những bậc cầu thang, lại cẩn thận từng ly từng tí đi vào bên trong phòng ăn, bước trên sàn gỗ trống không. Ánh mắt cô run rẩy, nhìn toàn bộ nhà hàng cơm tây, quầy rượu đầy bụi bặm, rèm cửa sổ màu đen bay phất phới, bàn ăn dường như tồn tại từ mười mấy thế kỷ trước, lộn xộn chen chúc ở một chỗ. Ở đầu bên kia của phòng ăn có một cầu thang hình xoắn ốc, lên tầng 2 là một sân phơi, còn có hai chiếc ghế cao. Everybody here, Đường Khả Hình kéo hành lý, lại sợ hãi run rẩy đi về phía trước một bước, nhìn về phía bên trong quầy rượu còn đi xuyên qua phòng ăn đến một cái cửa, kêu nhỏ. Mưa phùn vẫn lặng lẽ rơi nhẹ nhàng. Everybody here, đường khả hình kéo hành lý, phát hiện đằng sau cầu thang hình xoắn ốc có một cánh cửa nhỏ, chủ đạo là hình vòm, có những bông hoa rất đẹp. Cô bị hấp dẫn, vừa nhìn vừa nhanh chóng kéo chiếc vali tới gần, hóa ra là một bức điêu khắc hoàng hậu bị chém đầu, đao phủ đang dơ đại đao lên cao. Trái tim cô lập tức cảm thấy lạnh lẽo. Sắc mặt đường khả hình tái nhợt, nhìn những hoa văn trên tấm điêu khắc không khỏi lạnh run vội vã xoay người một cái bóng màu đen đang lạnh lùng bước tới đây a à, đường khả hình sợ đến mức can đảm đều mất hết cả người kéo cái vali không nhịn được ngứa mặt về phía sau chân đứng không vững bổ nhào về phía gian phòng nhỏ đằng sau cầu thang phịch một tiếng cánh cửa bị đụng liền mở ra đường khả hình ôm cái vali ngã vào bên trong cánh cửa kia giữa lúc cô bị dọa sợ đến mức kêu thất thanh tay không tự chủ chống lên thứ gì đó, cô run rẩy quay đầu, liền nhìn thấy trên chiếc giường nhỏ có một người đang nằm, hai mắt nhắm lại, hai tay đan vào nhau để trên bụng. Người chết? Đôi mắt cô mở to, kêu lên thất thanh, "A, à, cứu mạng. Đừng giết ta, a." À. Đường Khả hình liều mạng ôm cái vali lớn dựa ở bên giường, sợ đến nước mắt chảy ra dàn ruộng, kêu to, "Đừng lại đây. Đừng lại đây, có người chết, a." À. Đứng cạnh cửa là một ông lão người Anh khoảng ngoài 50 tuổi, mặc chiếc áo sơ mi caro màu trắng xanh, quần bò màu nâu, bên ngoài khoác chiếc áo màu đen trông bẩn bẩn, trên mặt có bộ râu trắng, thu hút ánh mắt. Liếc nhìn trên mặt đất có một cô gái Trung Quốc, dáng vẻ khóc lóc khẩn trương cùng tiếng thét chói tai kia, nhíu mày không hiểu. Nằm ở trên giường là một người phụ nữ da đen ngoài 30 tuổi, mặc chiếc áo lông màu đen, chiếc váy dài cùng màu đang ngủ say, mơ hồ ngồi dậy, khàn khàn gọi, what, it happened. Một cậu bé người anh khoảng 6 tuổi, ôm con mèo trắng cũng chen đến cửa phòng đôi mắt màu xanh lam mở to nhìn về phía đường khả hình đang ngồi trên mặt đất cứu mạng mẹ cả người đường khả hình còn đang sợ đến thần trí mơ hồ ôm cái vali cúi đầu lớn tiếng gọi có người chết có quỷ người phụ nữ da đen ngồi ở trên giường khó tin nhìn về phía cô gái đang ngồi dưới đất há miệng thật lớn lại nhìn dáng vẻ muốn chạy thật nhanh của cô gái người trung quốc kia thất thần gọi house cô đừng qua đây đừng qua đây, chấm than ngoặc kép, đường khả hình hoảng hốt kêu to. Người phụ nữ da đen ngồi trên giường, nhìn dáng vẻ cô như muốn điên, liền vội vàng nhảy xuống đất, ngồi xổm trước mặt cô, kêu to, hay, 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 cô tránh ra, đừng lại gần tôi, không muốn, đường khả hình hoảng hốt muốn đẩy ra, thế nhưng khi nhìn thấy người phụ nữ da đen trước mặt, ngồi xổm ở phía trước, nhìn lại một lượt, tinh thần hết sức thẳng thắn, không giống như người chết. Đột nhiên cô nấc lên một cái, thu lại nước mắt, mồ hôi lạnh lăn xuống, run rẩy nhìn người phụ nữ da đen kia. Người phụ nữ da đen kia cũng nhìn lại cô như nhìn thấy quái vật. Đường khả hình cũng trợn mắt lên nhìn lại. Phía sau có tiếng động. Đường khả hình thất thần quay đầu, lại có thể thấy một già một trẻ, vẻ mặt quỷ dị, kỳ quái giống như xác chết, mặt lạnh lùng nhìn cô, cô lại giật mình, kêu một tiếng mẹ, liền ôm cái vali, lùi đến chân giường, miệng run rẩy nhìn về phía bọn họ. Còn không rõ, bọn họ rốt cuộc là người hay quỷ. Cạnh cửa, ông lão nhíu mày liếc mắt nhìn đường khả hình, tinh thần cổ hủ, trên mặt hiện lên chút cố chấp như trẻ con, thế nhưng theo thói quen lười biếng, ông nhìn thấy gì cũng không quan tâm, chỉ là từ trong túi tiền móc ra bức thư về trận thi đấu lớn của Hoàn Cầu, và một tấm hình, ném về phía đường khả hình, nói yêu. Đường khả hình vẫn còn đang núp sau chiếc vali, hé mắt nhìn bức thư bị ném trên mặt đất, cảnh giác nhìn về phía ông lão kia ông lão đeo chiếc kính nhỏ, cúi đầu nhìn phía đường khả hinh, có chút nhàm chán chỉ về hướng lá thư. Trái tim đường khả hinh bình tĩnh lại, suy nghĩ quỷ chắc không dám ra ngoài vào ban ngày, nuốt một ngụm nước bọt, vươn tay lấy lá thư, nhìn thấy toàn là tiếng Anh, mi tâm có chút căng thẳng, lại nhìn thấy một tờ giấy A4 ở bên trên, có giới thiệu đơn giản về mình và ảnh chụp. Thoáng cái cô ngẩng đầu lên, nhìn ông lão như hiểu ra, có lẽ ông chính là người phụ trách nhà hàng này, lập tức bò dậy, dùng tiếng Anh nhìn về phía ông lão nói, you know me. Yes, I received the letter the day before yesterday. Đúng vậy, ngày hôm qua tôi đã nhận được bức thư từ khách sạn Hoàn Cầu. Ông lão đáp lại bằng tiếng Anh, liền xoay người đi ra ngoài, cậu bé cũng ôm mèo bước theo. Đường khả hình vội vã trống vào vali muốn đứng lên, cánh tay bị người khác nắm chặt, cô lại sợ đến một thân mồ hôi lạnh quay đầu. Người phụ nữ da đen nhìn đường khả hình, nở nụ cười hết sức nhiệt tình, mắt nheo lại, lộ ra hàm răng trắng cười nói hi em niki vẻ mặt đường khả hình còn đang hoảng hốt biến sắc nhìn nụ cười của cô trái tim lại thả lỏng một ít cũng gật đầu đáp nhẹ hi em kê sinh coco cô, cô, người phụ nữ da đen mở miệng cười ha ha không có người nào không thích sanen coco cô, cô. no kê sinh chấm than ngoặc kép đường khả hình nghiêm túc nhắc lại một lần nữa với người da đen vẻ mặt niky thu lại có chút không thể tin được nhìn về phía cô gái người Trung Quốc này, có ai không hy vọng làm Sanen cô cô. Đường khả hình trợn mắt nhìn người phụ nữ kia một cái, mới cố gắng kiềm chế cơn hoảng loạn, liền vội vàng đứng lên, chạy ra khỏi phòng nhỏ, nhìn thấy ông lão kia đang cầm trong tay một chai rượu đỏ không rõ năm, cứ như vậy mở nắp, uống một ngụm lớn, đi ra khỏi phòng ăn, trong tay dắt theo một con chó nhỏ. Hi, đường khả hình nhanh chóng đi tới trước mặt ông lão, lau đi mồ hôi trên trán, Khẩn Trương nói, đôi no an Ông biết tôi sao? Tay ông lão cầm chai rượu đỏ, nhìn về phía Đường Khả Hinh, khuôn mặt lãnh đạm không có biểu tình nói, Yes. No you. Chấm than ngoặc kép, đúng vậy, tôi biết cô. Ách, Đường Khả Hinh vừa muốn dùng tiếng Anh hỏi ông ta là ai, nhưng lại nhất thời không biết dùng từ thế nào, nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng Khẩn Trương nói, Huareyu. Ông lão liếc mắt nhìn cô một cái rồi nói, Blues, Bruce. blues. Blues Đường khả hình lặp lại một lần cái tên này Yes, ông lão hăng hái muốn cầm chai rượu đỏ đi ra ngoài No, một lần nữa đường khả hình căng thẳng chắn trước mặt ông lão Vừa muốn nói, ánh mắt lại liếc thấy chai rượu đỏ trong tay ông lão Trên vỏ chai rượu có viết Amos de Villeneuve Trời à, chấm than ngoặc kép Trong nháy mắt cô kéo chai rượu đỏ trong tay ông lão Đó là chai rượu đỏ Đức Vĩ một xuất xứ từ Pháp Cô không thể tưởng tượng nổi kêu lên tại sao ông có thể đem một chai rượu đỏ Đức Vĩ 2001 có xuất xứ hơn 10 năm, mở nắp chai ra liền uống. Chuyện này, chuyện này, lão đầu, cô muốn mắng người. Bruce trợn mắt nhìn đường khả hình, có chút tức giận vươn tay muốn lấy lại chai rượu đỏ. Nikki lúc này đã rửa mặt xong, tóc búi cao, dùng chiếc khăn màu xanh quấn quanh đầu giữ cho tóc không xóa xuống. Cô khoanh tay đứng ở một bên, vẻ mặt tươi cười nhìn qua đây ông không thể uống rượu đỏ như vậy được, quá lãng phí, đường khả hình thức giận muốn lấy đi chai rượu đỏ. Watareya ông lão tức giận muốn giật lại chai rượu đỏ. Tôi sẽ không để cho ông uống như vậy, lãng phí, chấm than ngoặc kép, đường khả hình thức giận lại muốn giật chai rượu đỏ trở về. Hay, chấm than ngoặc kép, ông lão vô cùng tức giật giật mạnh chai rượu đỏ trở về. Nhất định tôi sẽ không trả lại cho ông, chấm than ngoặc kép, đường khả hình giật lại chai rượu đỏ, nhưng không ngờ dùng lực mạnh quá chai rượu đỏ liền văng ra. Choang! chai rượu đỏ đức phí hơn 10 năm cứ như vậy rơi trên mặt đất, chất lỏng màu đỏ từ trong chai bắn ra tung tú. A, à, ông lão kêu lên thất thanh. A, à, chấm than ngoặc kép, đường khả hình nhìn chai rượu đỏ đã vỡ nát trên mặt đất, rượu chảy ra hết sức đau lòng nói, vỡ rồi. Bruce tức giận ngẩng đầu nhìn về phía đường khả hình, nâng tay nhấn mạnh nói nói, taboto Cô đã làm vỡ một chai rượu đỏ. Đường Khả Hinh ngẩng đầu, nhìn vẻ mặt Bruce đỏ lên vì tức giận, dường như biết ông đang nói cái gì, cũng tức giận nói, tại sao ông lại uống rượu đỏ như vậy? Quá lãng phí, đó là rượu đỏ Đức Vĩ 2001. Nhà hàng này đã đóng cửa, ông lấy ở đâu ra chai rượu đỏ quý như thế này? Bruce tức giận chừng mắt nhìn Đường Khả Hinh, trong nháy mắt xoay người, đi về phía căn phòng nhỏ, mở cửa bước vào đường khả hình thức giận cũng bước theo sau. NIKY đứng ở một bên nhìn thấy tất cả, nhún vai. Bruce đi vào căn phòng nhỏ, sau đó gỡ ra một tấm ván gỗ, nhìn về phía dưới tầng hầm, không nói hai lời liền đi xuống. Ông muốn đi đâu vậy? Đường khả hình cũng đi theo, nhìn thấy ông lão mở một tấm ván gỗ trên sàn, đi xuống tầng hầm. Cô kinh ngạc đi tới bên ô cửa nhỏ, cảm giác được những ánh sáng êm dịu từ phía dưới chuyển đến. Mùi rượu nồng nặc ập lên, Ánh mắt cô sáng ngời, tại sao dưới tầng hầm lại có mùi rượu? Nhà hàng này đã đóng cửa rồi. Cô suy nghĩ một chút, liền theo cầu thang bước xuống tầng hầm. Chương 513: Hai tuyển thủ xuất sắc. Âm thanh giọt nước rơi xuống, trong không gian tĩnh lặng nghe thật rõ ràng. Không gian bốn phía lưu chuyển, ngọn đèn vàng nhỏ tỏa ra ánh sáng dịu dàng, bao trùm lên những chỗ lồi lõm không đồng nhất trên vách tường, ngẫu nhiên lại có giọt nước rơi xuống hai bên đường nhỏ, âm thanh róc rách trong không khí từng đợt hơi thở bùn đất, hòa quyện với hương thơm rượu đỏ mê người, kích thích khứu giác con người. Đường khả hình đi xuống cầu thang nhỏ, nhìn về phía trước mắt con đường nhỏ uốn lượn, cùng hai bên vách tường cũ kỹ lâu đời, hai tròng mắt cô nhanh chóng xoay tròn một chút, thật tò mò muốn biết đây rốt cuộc là nơi như thế nào. Cô ôm một tia nghi hoặc, dọc theo lối vào nhỏ hẹp, từng bước một đi về phía trước, rốt cuộc đi hết con đường nhỏ, nhìn thấy trước mặt một cánh cửa bằng gỗ màu đen được mở ra, bóng dáng Bruce ở bên trong lay động, cô bước vào căn phòng kỳ lạ này, sau đó nhìn thấy gần 50 bình rượu được xếp đặt ở những chỗ lồi lõm không đồng nhất trên vách tường, bốn phía xung quanh, sáng lên những ngọn đèn nhỏ cổ xưa, toàn bộ không gian, không có một chút dư thừa nào, khắp nơi đều là tầng tầng giá gỗ đã bị phủi mờ bởi lớp bụi thời gian. Vô số rượu đỏ, toàn bộ đều an tĩnh nằm ở trên giá gỗ, bám đầy bụi bặm. Những bình rượu ấy nguyên bản thật tinh xảo sáng bóng, giờ cũng đã không còn như trước nữa. Trời à, đường khả hinh khiếp sợ ngẩng đầu, nhìn về chỗ để rượu bên này, cơ hồ bầy gần nghìn bình rượu đỏ, cứ coi như bị bụi mờ, nhưng nhìn qua vẫn là thật giật mình. Cô không thể tưởng ra được liền đi tới một trong số những rượu giá rượu trước mặt, nhẹ tay đỡ lấy giá gỗ, tay lập tức cảm thấy giá gỗ nhẵn nhụi như tơ. Cô trong nháy mắt kinh ngạc quay đầu, vươn tay phủi đi một lớp bụi mù, lại mở to mắt, nhìn về phía chất gỗ kia, cư nhiên là gỗ mun. Gỗ mun? Trời ạ, à, Đường khả hình hoảng hốt ra lên, này lại là gỗ mun. Đây rốt cuộc là nơi nào a? À? Những cây gỗ mun này rất đáng giá nha. Bruce đứng ở trước một giá rượu, xoay người nhìn đường khả hình liếc mắt một cái, không có nhiều để ý tới, chỉ là vươn bàn tay to rộng, cầm lên một bình rượu đỏ, phủi phủi bớt bụi bặm bám trên bình, lập tức một trận bụi đất tung bay, ông nặng nề khụ khụ vài cái, liếc mắt nhìn nhãn hiệu trên bình, đúng là loại rượu đỏ mình muốn, liền lấy nó rồi xoay người. Đường Khả Hinh một phen liền đem bình rượu đỏ trong tay ông ta đoạt lấy, nhìn nhãn hiệu trên mặt bình rượu, lập tức tròng mắt như muốn rớt xuống, kêu to trời ạ. Lafitte 1980, ôi, Bruce chừng lớn đôi mắt tròn tròn, miệng chữ a, chỉ thiếu chút nữa thì dâu cũng dựng ngược lên, nhìn về phía cô gái phương Đông đã đoạt lấy rượu đỏ, âm thanh sắc bén tức giận giống to, ông cũng hoảng sợ, kêu lên, hey, What are you doing, a, a, this, at me chấm than ngoặc kép mở ngoặc đơn. Này, cô đang làm gì vậy? Đây là rượu của tôi. Đường khả hình thức giận ngẩng đầu, nhìn về phía Bruce, cư nhiên ở trong nháy mắt, đại não của chính mình đối với thứ ngoại ngữ này cho thấy dễ hiểu, thẳng quát lên, đây không phải là rượu đỏ của ông. Đây là rượu đỏ của nhà hàng. Đây là rượu đỏ 1980, là tám 1980A. Ông có biết nó hiện tại trên thị trường trị bao nhiêu tiền không? Eden, T. Noat Yasey, chấm than ngoặc kép, Bruce bực mình xoay người lại, thân mình lại hướng tới một giá để rượu khác, không nói hai lời liền cầm lên một bình rượu lạnh Edinburgh 1990, nhanh chóng muốn mở ra. No, chấm than ngoặc kép, đường khả hình thức giận đẩy Bruce ra, đoạt lấy bình rượu lạnh trong tay ông, ngẩng đầu nhìn về phía lão đầu bên này kêu to, ông không thể uống rượu đỏ như vậy. What, Bruce ngẩng đầu, không vui nhìn về phía đường khả hình giống to hơn thì suy nước yu, chấm than ngoặc kép, đường khả hình cũng chẳng thèm quan tâm chính mình có thể nói tiếng Anh hay không, dù sao cũng vậy, liền hướng ông ta kêu to, not you. Thì suy nước, is, is, restaurant, ý của cô là muốn nói, rượu này thuộc về phòng ăn. Bruce nghe hiểu, nhếch dâu, nóng mắt im lặng nhìn về phía đường khả hình. Go, go, now, chấm than ngoặc kép, đường khả hình thức giận cấp tốc đem bình rượu đặt lại trên giá rượu, sau đó bực mình đi về phía cánh cửa chỉ ra bên ngoài ngoài cửa kêu to go bruce lại trầm mặc nhìn đường khả hình một lúc lâu một nỗi tức giận phiền muộn xông tới sau đó bực mình rời đi ra khỏi hầm rượu phanh đường khả hình không vui đóng cửa lại xoay người trong nháy mắt ngẩng đầu kích động nhìn về phía tầng tầng những giá rượu đang suy nghĩ một nhà hàng đã phá sản tại sao còn có thể có nhiều những bình rượu đỏ chân quý như vậy cô vô cùng hiếu kỳ đi đến trước mỗi giá rượu Nhìn về phía những bình rượu đỏ bị bao phủ trong lớp bụi dày, yên tĩnh nằm trên giá gỗ, dường như đang tự an ủi chính mình vận mệnh đau thương không được quý trọng. Đường khả hình không suy nghĩ nhiều nữa, chỉ là vươn tay, thận trọng phủ đi bụi bặm bám trên nhãn hiệu rượu, liền thấy rõ ràng một bình rượu. ni Á Khắc Xích Hà Châu 2000, Khang Đế 1990, Tư lệnh Hera, Ngô Hồng Viên 2001, Lafite 1998, Mã Ca 1987 kéo đầu 2000, sơn trang hoa hồng 1995. Đường khả hình không thể tin được ngẩng đầu, nhìn về phía trước giá gỗ trong đó có một ít rượu đỏ, bị chính mình sau khi đơn giản lau đi chút bụi bẩn, liền ánh lên màu sắc tôn quý, cô khiếp sợ nói đây rốt cuộc là một nơi như thế nào. Tại sao có thể có nhiều rượu đỏ chân quý đến như vậy? Cô gái nhỏ trái lo phải nghĩ, không nghĩ ra được gì, liền tiếp tục vừa suy nghĩ vừa đi về phía trước, lúc đi, lại phát hiện mình đạp lên thứ gì, Cô chậm chạp cúi đầu, nhìn về phía dưới chân là đầy những nút cao su, thật sự có rất nhiều, hai mắt của cô nóng lên, vừa nhìn cũng biết là cái lão đầu kia uống. Cô vẻ mặt tức giận cúi đầu, đem mười mấy bình rượu trên mặt đất, tất cả đều ném vào rượu chỗ để bên cạnh một tảng đá, mới phát hiện mặt trên cư nhiên còn có nhiệt kế, cô ngẩng đầu nhìn thấy nhiệt độ hầm rượu, trái phải đều sắp 14 độ, nơi này nhiệt độ lại còn rất chuẩn xác. Có chút vui mừng Thế nhưng Đường Khả Hình vẫn là rất tức giận đi ra khỏi hầm rượu, sau đó đóng cửa lại, chỉ kém cái là không nắm chặt được trong lòng bàn tay, quay người rời đi, lại phát hiện lối vào bên cạnh còn có một cánh cửa khác. Cô tò mò nhìn về phía kia cánh cửa màu nâu sậm chạm khắc hoa văn cây cỏ kia, mặc dù lịch sử đã lâu, nhưng vẫn có thể nhìn ra nó đã được chạm trổ thật tinh tế, hơn nữa còn phản ánh được sự giàu có thâm sâu, giống như một câu chuyện xưa thu hút người xem, mi tâm cô khẽ nhăn lại, có chút tò mò đi lên phía trước đi tới cạnh cửa, lễ phép nhẹ nhàng gõ, gọi hello. Không có ai sao, đường khả hình có chút tò mò vươn hai tay, khẽ đẩy cánh cửa kia ra, thật không nghĩ đến sẽ dễ dàng đẩy ra như vậy. Cô kinh ngạc đi vào, phát hiện ra đây là một gian phòng ngủ, dường như là phòng ngủ của một người đàn ông. Một chiếc bàn học anh cũ kỹ màu nâu, trên có những nét chữ màu xanh, bên cạnh có ống đựng bút cổ, bên trong cắm mấy cái bút lông chim, tựa vào cạnh tường là một chiếc giường cũng màu xanh, chạm trổ những đường nét hoa văn thật tinh xảo, thậm chí còn có thể cảm nhận được trên giường còn phảng phất chút hương vị của một chàng trai trẻ tuổi phong độ. Đường khả hình vẻ mặt có chút thẫn thờ đứng ở cạnh cửa, nhìn về phía cái giường, cảm giác được đại sảnh phòng ăn bên ngoài lôi thôi như vậy, thế nhưng gian phòng này cư nhiên thật rất sạch sẽ. Cô thật tò mò quay mặt sang, nhìn về phía bên trái tường, tức là bên phía bàn học, có một lò sưởi nho nhỏ màu đen âm tường, dường như có thể cảm giác được người đàn ông này, ở đây, đã từng đốt lên những ngọn lửa mãnh liệt để sưởi ấm, bên cạnh ghế dựa cổ hoàng da màu tím sập, có để một tấm lụa hồng thấm, còn có một cuốn nhật ký màu trắng đã cũ. Cô tò mò đi về phía ghế dựa kia, vươn tay cầm lên cuốn nhật ký, nhìn thấy trên mặt cuốn nhật ký, có một hoa văn nho nhỏ hình lông chim, nhẹ bay, giống như chút suy tưởng mông lung, cô liền cứ như vậy vừa nhìn vừa suy ngẫm thật lâu, rồi mới mở ra tờ thứ nhất, lập tức nhìn thấy nét mực nước màu xanh đậm, có lẽ là bút tích của người đàn ông người anh kia, trên có viết Tông Ý Dinh. Đường Khả Hinh nhìn về phía chữ tiếng Anh này, nội tâm không khỏi mềm mại, liền nhẹ lật ra notebook tờ thứ nhất, nhìn thấy chính là chi chít một đống tiếng Anh, cô mới à một tiếng, bất đắc dĩ nhìn về những chữ cái đang nhảy múa kia, không biết ngày tháng năm nào mình mới hiểu được đây, liền có chút buồn chán gấp lại, chú ý ngẩng đầu, nhìn về phía bên trong gương khắc hoa văn của tủ quần áo cũ, xuất hiện một người mặc trang phục kỵ sĩ màu trắng, người đàn ông Anh quốc ấy, đang nhìn về phía mình trong gương nở nụ cười ôn nhu mà mê người hai tròng mắt màu nâu tràn đầy dịu dàng a à, đường khả hinh a à một tiếng xoay người nhìn về phía trước sợ đến hồn phi phách tán kêu lên ai ai không ai trả lời đường khả hinh trên trán toát mồ hôi lạnh mở to mắt ngẩng đầu nhìn toàn bộ không gian u ám trước mặt hoàn toàn không có một chút thanh âm vào giây phút này cô cơ hồ có thể khẳng định chủ nhân phòng này đã mất cô sợ đến sắc mặt trắng bệch Liều mạng vọt ra khỏi gian phòng, nhanh chân chạy lên cầu thang như bị ma đuổi, lao ra khỏi mặt đất. Lúc này, mới phát hiện đại sảnh phòng ăn này một chút cũng không đáng sợ, một chút cũng không âm trầm. Cô sợ đến phát run ngồi trên mặt đất, hai mắt ngập tràn run rẩy sợ hãi. NIKY nhất thời kỳ quái đi về phía đường Khả Hinh, kinh ngạc hỏi, hi! What has happened? Đường Khả Hinh không muốn nói chuyện, chỉ là lao đi mồ hôi mồ hôi lạnh trên chán, theo lối vào đi ra ngoài, đóng cửa lại phanh một tiếng, đi ra khỏi phòng ăn cũ kỹ âm u này, sau đó nhìn thấy Bruce chính là đang ôm con mèo, cùng cậu nhóc một câu cũng không nói kia, ngồi ở bàn ăn ngoài cửa uống rượu whisky, nhìn về phía trước mặt con sông cùng những cảnh liễu đang rũ xuống phất phơ trong gió. Cô nhìn bong lưng ông, liền một trận tức giận sông lên đi về phía trước, nhìn ông ta và nói teo nghi. Cô Bruce ngẩng đầu, nhìn về phía đường khả hình, có chút kỳ quái nói, Bruce. No, chấm than ngoặc kép. Đường khả Hinh không phải có ý này, nhanh chóng từ trong túi sách của mình lấy ra từ điển tiếng Anh, gõ từ chức vị, bằng tiếng Trung, nhìn thấy mặt trên xuất hiện từ position. Bruce nhìn về phía đường khả Hinh, hai mắt thâm thúy, xẹt qua một chút buồn chán, nói, manager. Manager, chấm than ngoặc kép, đường khả Hinh nhìn về phía ông, chế nhạo kêu to lên, quản lý có thể tùy tiện uống rượu đỏ của phòng ăn sao. Bruce nhíu mày nhìn về phía cô, gọi, what? You, chấm than ngoặc kép, đường khả hình không vui chỉ hướng chai rượu trong tay Bruce, tức giận kêu to, you t can, tê drink it. Thi xuyên restaurant, give me, chấm than ngoặc kép, ông không thể uống rượu trong phòng ăn, đưa cho tôi. Thằng nhóc kia thoáng cái đã nhào vào trong lòng lão đầu. Bruce ôm chặt đứa nhỏ trong lòng, thoáng cái tức giận đứng lên, muốn đi vào. Ông không thể đi, chấm than ngoặc kép, đường khả hình bực mình chạy lên phía trước, cản trở Bruce, kêu to, ông là quản lý, lại chỉ biết uống rượu phòng ăn, không có làm việc. Bruce nhất thời có chút ảo não nhìn về phía đường khả hình, hừ hừ một lúc lâu, mới cầm lên từ điển tiếng Anh trong tay đường khả hình, ở phía trên nhanh chóng đánh một đống tiếng Anh, chuyển thành tiếng Trung, rồi đưa cho cô. Đường khả hình ngây ngốc cầm lấy từ điển, nhìn thấy, ba năm trước đây đã tới một người phục vụ rượu, hắn rất nhanh liền rời đi. Cô ngẩng đầu, trầm mặc nhìn về phía Bruce. Bruce nhìn cô một cái, lấy lại từ điển, ở phía trên lại gõ một đống tiếng Anh, xong đưa cho đường khả hình. Đường khả hình kỳ quái nhận lấy, nhìn từ điển trong tay một hàng chữ tiếng Trung, cô đi nhanh đi, ở đây không thích hợp cô, không có bất kỳ người nào có thể ở đây, tiếp nhận bất kỳ công việc gì, tôi và NIKY ở đây cho đến khi nào phòng ăn này hoàn toàn sụy đổ, tôi cũng sẽ rời đi. Cô ngẩng đầu lên, trầm mặc nhìn về phía Bruce. Bruce chẳng quan tâm xoay người, cùng cậu bé kia đi vào, miệng hát một khúc tiếng Anh, thằng nhóc kia còn xoay xoay mông, trông thật đắc ý. Đường khả hình hai mắt chợt lóe vốn nội tâm không kiên định, nghe thấy người này cư nhiên nói như vậy, cô bĩu môi, rất tức giận nói, đúng. Ở đây căn bản là không thích hợp với tôi, đây là một nơi đáng sợ, sao có thể kinh doanh, sao có thể bán rượu được, làm sao có thể chứ? Cô không nói hai lời, đáy lòng trở nên kiên định, cảm thấy cuộc đời có rất nhiều con đường muốn đi, thế nhưng con đường này, muốn đi được lại thực sự rất áp lực. Cô không nói nữa, liền vọt vào phòng ăn, kéo ra hai cái vali lớn nhỏ, bịch bịch ở trong phòng ăn, ba người yên tĩnh, con người chăm chú nhìn theo. Cô kéo cái vali ngẩng mặt lên, nhanh chóng đi ra ngoài. NIKY thực sự rất tò mò chạy chậm ra, đứng ở cạnh cửa phòng ăn, ló đầu nhìn ra bên ngoài. Đường khả hình thở phì phò, kéo cái vali, đi nhanh dọc theo con đường ẩm ướt một câu lại một câu nói, tôi hiện tại trở về nước. Tôi cũng không tin tôi chinh phục không được cái phòng ăn này, trả nhẽ tôi lại để cho thiên hạ xem thường mình sao. Không, không, tôi chính là không muốn như vậy. Tôi chính là không muốn. Tôi muốn tự chọn cho mình một cách sống theo ý mình. Cô kéo cái vali, đã bị phủ một lớp sương mù, vừa muốn đi lên cầu nhỏ, lại nhìn thấy một người ngoại quốc trẻ tuổi, mặc áo lông màu lam nhạt, âu phục màu trắng, tay cầm cây dù, cúi đầu nhìn sách giáo khoa, Hai trong mắt kia trầm tĩnh cùng chuyên chú, hắn có lẽ đến từ một nơi nào đó trên thế giới, là một nhân tài xuất sắc. Hai mắt cô chợt lóe, nói câu, tôi chính là người bình thường. Tôi không xứng ở cái chỗ này. Sau đó cô lại tiếp tục kéo vali, đi lên, đứng ở giữa cầu, sắc mặt đột nhiên bình tĩnh trở lại, trong đầu không tự chủ thoáng qua khuôn mặt mình lúc bị hủy, trốn trong nhà kho ẩm ướt, ngẩng đầu nhìn về phía cánh cửa chiếu vào những tia nắng mai khi đó chính mình mỗi ngày nhìn về phía ánh sáng kia muốn bắt lấy nó lúc nào cũng muốn đối diện trực tiếp với ánh mặt trời không muốn người khác sợ hãi nhìn mình với ánh mắt quái dị đường khả hình đứng ở trên cây cầu nhỏ hai tròng mắt thâm trầm nhìn về phía con sông yên tĩnh phản chiếu hình ảnh của chính mình khuôn mặt nhỏ nhắn mắt to đôi môi nho nhỏ đây là thượng đế ban cho mình lễ vật hai mắt của cô lại phủ mờ một tầng hơi nước quay đầu nhìn về phía phòng ăn cũ kỹ kia không có lấy một chút hy vọng đáy lòng cô như bị một tảng đá đè nặng vậy mà khoảnh khắc ấy thời gian như ngừng lại đúng vậy giây phút này cái gì cũng không có trống rỗng không thể để trận đấu này như vậy được không thể trở lại như vậy được nếu trở lại như thế ta mới chân chính là thua quản cái khỉ gì nó là cái phòng ăn nào ta muốn cho nó ở trong tay ta sống lại ta phải thắng được chính ta lúc này mới gọi là chiến thắng đường khả hình ánh mắt sáng ngời đột nhiên kéo mạnh hai cái vali của mình, bước nhanh đi trở về phòng ăn, phịch một tiếng ở cửa, vứt xuống hai cái vali, giống. Như một chiến sĩ anh dũng, bắt đầu chiến đấu nhìn về phía trong phòng ăn một nam một nữ cùng một đứa trẻ. Bruce và NIKY ngồi cùng một chỗ, kỳ quái nhìn về phía đường khả hình. Chính tôi dựa vào mình có thể đi, nhưng các người dựa vào cái gì mà có thể đi. Đường khả hình hai mắt nóng lên, nói xong câu đó, đột nhiên đi vào, không nói hai lời, liền lôi hơn 10 cái khăn bàn, rầm rầm lôi ra, trong lúc bụi bay đầy trời, toàn ném ra bên ngoài phòng ăn. Hay, Bruce nhìn về phía đường khả Hinh sợ hãi kêu lên. Đường khả Hinh hai mắt kiên định, cắn chặt răng, đầu đầy mồ hôi kéo khăn ăn cơm một bên ném ra bên ngoài, một bên quay đầu, nhìn về phía trong quầy ba, đoán chừng là phòng bếp, cô không nói hai lời, liền đi vào, quả nhiên là phòng bếp, cô đi vào trong, chính là chỗ rửa bát. Có thật nhiều thật nhiều chậu rửa bát đĩa thật lớn, Cô không nói lời nào, nghiến răng sắn ống tay áo, đem hai chậu kéo tới bên ngoài phòng ăn. NIKY thấy kỳ lạ liền chạy đến, nhìn về phía cô gái vóc người nhỏ nhắn xinh xắn, đem chậu đặt ở trên mặt thảm, sau đó đi vào quầy bar, đem thật nhiều thật nhiều ly thủy tinh, toàn bộ chuyển ra, đặt ở trong chậu, sau lại chạy vào sảnh ăn, không biết từ chỗ nào, kéo ra một cái ấm nước cực lớn, từ trong phòng bếp, nước sôi toàn bộ rót vào giữa chậu nước. Bruce cùng NIKY mắt chừng chừng miệng há to ngây ngốc nhìn về phía đường khả hình cứ như vậy, ngồi sổ mơ màng giữa cơn mưa bay, một bên che dù, một bên đem cái chén ngâm ở trong nước, cậu bé đột nhiên đi ra ngoài, giúp đường khả hình che dù. NIKY cũng không khỏi đi vào phòng tắm phía sau phòng ăn, lấy ra quần áo phục vụ, đi ra ngoài. Cảm ơn, chấm than ngoặc kép, đường khả hình thoáng cái tiếp nhận giặt quần áo phục vụ, sau khi bỏ cái chén xuống, lại cởi áo khoác, cởi giày, săn ống quần, đầu đầy mồ hôi lại đem một chậu khác đổ đầy nước, ném một cái khăn trải bàn vào bên trong, một đôi bàn tay nhỏ bé kiên cường, cho vào trong nước, cũng không sợ lạnh mà trà sát, khuấy đảo làm nổi lên thật nhiều thật nhiều bọt nước. Gơn, Bruce thật không thể tin nổi đi về phía đường khả hình, vừa muốn gọi cô. Đường khả hình không có để ý đến ông ta, mà một mình rửa chén, lại giặt khăn trải bàn, nhớ tới Vitus đã nói một câu nói, trên con đường thành công, những suy nghĩ khác đều là dư thừa. Hai mắt cô chợt lóe, lại cắn răng sống chết liều mạng giặt cho sạch sẽ khăn trải bàn. NIKY nhìn không được, liền cũng đi vào gian phòng, thay ra quần áo thể thao, đi tới trước mặt cô, giúp cô giặt khăn trải bàn. Đường khả hình ngẩng đầu, nhìn về phía NIKY, cảm kích cười, tiếp tục vo vo khăn trải bàn. Bruce đứng ở một bên, nhìn về phía cô gái nhỏ này, dáng người nhỏ bé, cư nhiên ý chí lại thật kiên định tràn đầy năng lượng để làm việc, trên mặt ông hiện lên vẻ lười biếng cùng một chút hồng hồng, miệng khẽ nhếch lên. Thời tiết lân đần, tựa như một cô thiếu nữ nhỏ, nói rừng là rừng, sau đó lại cùng gió xuân mang hy vọng bay tới, kéo theo những tia sáng rực rỡ. Đường khả hình dùng mấy tiếng đồng hồ vật lộn rốt cuộc đem khăn trải bàn màu tím sậm giặt sạch sẽ, cô ngồi trước chậu. Ngẩng đầu nhìn về phía Bruce và NIKY đã theo chính mình phân phó, liền ở trước hai cây nhỏ tại phòng ăn, kéo ra một thanh sắt, một bên vừa kéo một bên vừa cười ha ha, cô cũng cười rộ lên, đem khăn trải bàn đã giặt sạch, để cho bọn họ mang đi phơi, chính mình lại đi đun nước nóng, đem những ly thủy tinh vừa rửa sạch sẽ xong trần qua một lần. Trong lúc đun nước, đường khả hình đã lấy cái chổi quét đi bụi bẩn đầy trên mặt đất, lại trong lúc quét bụi, phát hiện đằng sau quầy ba, có thật nhiều tấm ván gỗ, ước chừng dài khoảng cánh tay, cô nghĩ nghĩ, liền ném cái chổi đi ra ngoài, nói với Bruce, he. Yes, Bruce đang kéo lưới sắt, nhìn về phía đường khả hình cười rộ lên, kỳ thực bất luận là ai cũng đều muốn mình tràn đầy sức sống. Tờ mon, đường khả hình thoáng cái kéo Bruce đi vào phòng ăn, sau đó chính cô ôm lấy tấm ván gỗ, vất ở cạnh cửa, rồi cầm lên một cái cuốc thấp ở bên cạnh phòng ăn, ở trước cửa nhà hàng quốc được vài cái, mới nhìn Bruce, sốt ruột nói từ nơi này đến cây cầu kia, ông quốc đất làm cỏ cho tôi. Bruce vốn chính là một lão đầu lười biếng, nhìn về phía đường khả hình nhíu mày không hiểu hỏi, what? Đường khả hình mắt nhìn về phía bộ dáng kia của Bruce, lại cắn răng cầm lên cái cuốc, ở trước cửa nhà hàng, làm một con đường nhỏ, sau đó đặt những tấm ván gỗ lên. Ý của cô là muốn đào ra một đường nhỏ, theo nhà hàng này nối thẳng về phía trước cây cầu. À, Bruce hiểu, thế nhưng ông chính là không muốn làm. Đường khả hình chừng mắt, tức khắc tiến lên, khuôn mặt tức giận chỉ vào trước ngực Bruce nói, you yeah drink wine. The Win Restaurant, chấm than ngoặc kép, ông, ông, ông uống rượu chính là rượu của nhà hàng. Bruce khó xử nhìn về phía cô. Nào, David. Win, đường khả hình đột nhiên phát hiện vốn tiếng Anh của mình tăng lên rất nhiều. Ok, Bruce không có cách nào, chỉ phải cầm cái cuốc lên, nghe lời của cô, từ từ mà xử lý bãi cỏ kia. Đường khả hình thần sắc nghiêm túc nhìn về phía Bruce nghe lời, cô không nhịn được cười một tiếng, thật nhanh chạy vào phòng ăn, đem nó coi như là nhà của mình vậy, đem nước nóng ra, rửa sạch hai chậu lớn, lúc này, đã là buổi chiều, cô vội vàng đem toàn bộ phòng ăn quét một lần, kéo xuống rèm cửa sổ cho NIKY tiếp tục vào sạch, tự mình lấy nước, đem nước té vào toàn bộ phòng ăn, dùng cái chổi không ngừng soạt soạt lau dọn, một bên vừa lau một bên mồ hôi chảy đầm đìa. Bên ngoài phòng ăn truyền đến đến tiếng cười thoải mái và nhiệt tình của Bruce và NIKY. NIKY vốn là nô lệ, bị người anh mua, sau đó cô chạy trốn, vẫn trốn đến phòng ăn này, cùng Bruce ngoài ý muốn, cùng cháu ngoại ở chung một chỗ, chờ nhà hàng này phá sản, sẽ cùng nhau rời đi, những ngày qua sống thật không có một chút ý nghĩa nào, may mắn cho tới khi người con gái Trung Quốc ấy tới, đem nhiệt tình của cô, đổi lấy nụ cười cùng sức sống căng tràn trong họ. Đường khả hinh mệt lừ thở dốc, nhưng vẫn là chịu không nổi một nơi không sạch sẽ, rửa xong mới mang nước tới quầy ba, cô phát hiện ra phòng ăn này từng là nơi vô cùng được hoan nghênh, bởi vì những ly thủy tinh nơi đây vẫn còn lưu lại những dấu vết hết sức rõ ràng. Cậu bé nghe Khả Hinh dặn dò, bò lên cửa sổ lau chùi, dù ông nội cậu đi tới, cũng không cho can thiệp. No, Lithy David, chấm than ngoặc kép, đường Khả Hinh một bên lau dọn quầy ba, một bên nhìn về phía Bruce, tức giận nói, ông nhất định phải để cho nó làm việc. Nếu như không làm như thế, nó khả năng một đời cũng sẽ không nói. Ông không có nhìn thấy nó rất vui vẻ sao? Bruce không hiểu lắm lời cô nói, nhưng vẫn là buông tay, để cho cháu trai tiếp tục làm việc. Đường khả hình một bên lau chùi quầy ba, một bên nhìn về phía gian phòng ăn, cả không gian như bừng sáng, bàn ghế sạch sẽ, sàn nhà bóng loáng, bệ cửa sổ cũng gọn gàng, quầy ba rất nhanh cũng liền sạch sẽ, cô đột nhiên cười. Hai mắt lại lóe lên sự kiên nghị nói, tôi nhất định phải biến nơi đây thành BULING, BULING. Trung Quốc, phòng quản lý rượu. Vitus ngồi ở trước bàn làm việc, nghe báo cáo được truyền đến từ Anh Quốc, tiếng gõ cửa vang lên, Lauren đi tới, mỉm cười nói Vitus, hai tuyển thủ thi đấu lần này đã tới. Chương 514, lễ vật lớn nhất. Vitus nghe được Lauren nói như vậy, liền chậm chạp để điện thoại xuống, dựa vào ghế, mỉm cười nói, "À." Lauren đi trước một bước tiến vào, ngồi ở đối diện Vitus, mới để cho thư ký mời hai vị phục vụ rượu trong trận đấu lần này tiến vào. Tập đoàn Á Châu lần này cũng không thua kém các tập đoàn khác xuất ra hai vị tuyển thủ xuất sắc. Tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên. "Vào đi." Lauren ngồi ở trên ghế mỉm cười hơi xoay người nói nhỏ. Thư ký mỉm cười đi tới, hơi chút giơ tay làm động tác mời hai vị tuyển thủ đi vào. "Cảm ơn." Một trận âm thanh ngọt ngào truyền tới, sau đó ở cửa xuất hiện một dáng người cao gầy, khuôn mặt dịu dàng tươi cười rạng rỡ. Cô gái mặc áo lông chim màu trắng không tay, quần bò xanh tràn đầy sức sống tuổi thanh xuân, thật đáng yêu đi tới, nhìn về phía hai ôm chùm rượu đỏ, tôn kính mà lễ phép gật đầu. Vitus cùng Lauren đồng thời nhìn về phía cô gái mỉm cười gật đầu. Tiếng gõ cửa lần nữa lại vang lên. Một chàng trai, áo trong màu xanh bó sát người, quần trắng thường, bên hông mang thắt lưng thời thượng cùng màu, tóc ngắn cá tính, biểu tình lãnh đạm, giống như ngoài rượu đỏ ra, hắn không có thói quen chú ý đến những thứ gì khác. Vitus ngẩng đầu lên nhàn nhạt, nhạt nhìn về phía hắn, hai tròng mắt thâm trầm hiện lên một chút suy nghĩ khó nắm bắt. Lauren trước giơ tay hướng về cô gái sáng ngời động lòng người, mỉm cười với Vitus nói, vị này là học trò tâm đắc nhất dưới tay của Tổng Giám Đốc Trang, tên là Thiên Thiên, tốt nghiệp loại giỏi trường đại học rượu đỏ ở Pháp, so với khứ giác của người bình thường thì mãnh liệt gấp 5 lần, đối với thức ăn và rượu đỏ có những cách lý giải rất độc đáo, là một cô gái hiếm có khó tìm. Vitus yên tĩnh nhìn về phía cô gái nhỏ kia. Thiên Thiên hai mắt sáng ngời, cũng mỉm cười lễ phép cúi đầu. Vị này chính là người mà tổng giám đốc trang kỳ vọng nhất, Thiên Hạ đệ nhất phục vụ rượu, tại Nhật Bản có được những thành tựu rất xuất sắc, ngay ngày đầu tiên đã nhận được ước chừng 80 vạn phiếu bầu rượu đỏ. Lauren mỉm cười nói tiếp, tên là Giang Dĩ Thần. Giang Dĩ Thần nhàn nhạt ngẩng mặt, hơi chút gật đầu. Vitus hai tròng mắt thâm thúy nhìn vào đôi con người đầy lạnh nhạt kia của dĩ thần, ngay lúc hơi cúi đầu, mắt xẹt qua một tia sắc bén, lại nhìn về phía thiên thiên xinh đẹp đơn thuần, ông chỉ là mỉm cười gật đầu, rồi mới tự mình đứng dậy, đi về phía quầy bar, lấy ra một bình rượu nho chẳng Haros ở xưởng rượu phía Tây Clay, lạnh nhạt đem nó đặt vào trong thùng đá. Rượu nho quý được ủ ở xưởng phía Tây Clay năm 2002. Một giọng nói vang lên. Giang dĩ thần sắc mặt trầm ngâm lạnh lùng nói. Peters trong nháy mắt quay đầu, nhìn về biểu tình lạnh nhạt của chàng trai cùng lắm mới chỉ hơn 20 tuổi. Lauren cũng kinh ngạc nhìn về phía giang dĩ thần nói cậu. Sao biết đây là rượu nhau ủ năm 2002 của xưởng Tây Clay? Cậu ngửi thấy được. Thiên thiên cũng kinh ngạc nhìn về phía hắn. Ngửi thấy được, biểu tình hắn lãnh đạm nói. Peters an tĩnh nhìn về phía hắn. Giang dĩ thần cứ đứng như vậy, tâm hồn và ý niệm trong ánh mắt cứ như muốn cùng rượu đỏ đàm luận, muốn cướp lấy. Thiên thiên nhìn về ánh mắt này của hắn, cũng căng thẳng dõi theo từng hành động của hắn. Lauren trầm mặc không lên tiếng, cũng nhìn về phía ánh mắt của hắn. Ướp lạnh đã đủ giờ, nếu không lấy ra, hương vị sẽ hỏng. Vitus vốn có tính khiêu chiến rất mạnh, hai tròng mắt ông thâm thúy ngưng lại, tay đặt ở trên bình rượu lặng yên không tiếng động. Giang dĩ thần nhanh như tia chớp, hướng về phía thùng đá đoạt lấy bình rượu giơ cao tay lên mặc cho nước đá theo thành bình chảy xuống lauren sắc mặt có chút kìm nén ngưng mắt nhìn về phía giang dĩ thần thiên thiên nhìn một màn này lại cười rộ lên nói giang tiên sinh anh không cần lo lắng vitus ngài ấy vẫn giữ chặt bình rượu bàn tay ông ấy ít nhiều vẫn có thể cảm nhận được nhiệt độ của chất lỏng trong bình vừa rồi tôi có nhìn thấy rượu trong bình đã có chút sóng sánh kỳ thực vừa rồi trong nháy mắt vitus tiên sinh đã hơi thả lỏng để cho hương vị của rượu có thể thức tỉnh. Giang dĩ thần rốt cuộc ngẩng đầu nhìn về phía Vitus. Vitus thâm trầm không nói lời nào. Lauren tán thưởng nhìn về phía thiên thiên, mỉm cười nói, xem ra lực quan sát của cô rất mạnh. Thiên thiên lập tức cười rộ lên nói, đều là tổng giám đốc hiếm khi chỉ bảo, bởi vì anh ấy đã nói qua với tôi rồi, Vitus tiên sinh có tới 127 cách để thức tỉnh rượu, chúng tôi đây đều là chút ít cũng không học được, cho nên vừa rồi có cẩn thận lưu ý một phen, chỉ là may mắn thôi. Thời gian đã không còn sớm, tất cả ra ngoài đi. Với Vitus kiểm tra vậy là đủ. Vâng, hai người đồng thời kho người cúi đầu, đi ra ngoài. Giang Dĩ Thần đi trước vài bước sau đó lại quay đầu nhìn về phía hai bậc thầy rượu đỏ, mang theo vài phần tôn kính hỏi, tôi nghe nói trận thi đấu rượu đỏ này có một vị tên là Đường Khả Hinh đã từng chinh phục vô số khách hàng, cũng là người mà hai vị gửi gắm kỳ vọng. Sao lần này lại không thấy vậy? Vitus ngồi trở lại vị trí, không có lên tiếng. Lauren mỉm cười nói, có cơ hội sẽ gặp mặt. Vâng, hai người lập tức đi ra ngoài, khẽ đóng cửa lại. Lauren quay đầu, nhìn về phía Vitus cười hỏi, ông cảm thấy hai đứa bé này thế nào? Vitus lần nữa xem lại tài liệu, chính mình cũng đã từng khởi đầu từ một sinh viên đại học rượu đỏ ở Pháp. Lauren nhìn ra ý tứ của ông, cũng không nhắc lại vấn đề này nữa mà có phần quan tâm hỏi, nghe nói Khả Hinh đã đến nước Anh, tình huống bên đó dở ra sao rồi. Bút máy trong tay Vitus hơi dừng lại, đôi mắt hiện lên một chút ánh sáng nói, không rõ ràng lắm. Lauren nghe xong không có nói gì nữa, chỉ là nhìn ra phía ngoài cửa sổ, trời xanh mây trắng, ánh mặt trời sáng lạn, nhẹ thở dài một hơi nói, tuổi còn nhỏ như vậy đã phải tự mình sống ở nước ngoài, thật làm khó cho cô ấy rồi. Cambridge, Anh Quốc, bóng đêm càng ngày càng sâu, ánh trăng sáng phủ xuống cây liễu bên kia, lẳng lặng mà nhìn về phía cô gái nhỏ dịu dàng bên này. Bịch bịch bịch, nóc nhà truyền đến một trận tiếng động. Bruce cùng NIKY thật khó tin nhìn về phía cô gái trên nóc nhà, cô ấy cả ngày hôm nay đã bận việc, thế nhưng đến bây giờ vẫn không có ý định dừng lại, giống. Như không cần nghỉ ngơi vậy, phát hiện ra nhà ăn có một chỗ bị dỉ nước, chính cô ấy tìm trong căn gác nhỏ một cái thang, cầm theo dụng cụ đi lên nóc nhà nhà hàng này nóc nhà vốn thuộc loại kiến trúc đỉnh nhọn, cô cầm tấm ván gỗ có dính keo mà khi đi vào gác nhỏ đã tìm thấy, đặt lên trên nóc nhà, đem đinh đặt vào giữa tấm gỗ sau đó lấy búa bịch, 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 đóng xuống. Đêm dài, đầu xuân Cambridge, nhiệt độ chỉ khoảng 3 độ C. Đường khả hinh lạnh đến phát run, thở ra khói trắng, ngồi ở trên nóc nhà, không dám nhìn xuống, tay cầm búa, hướng tới một cái đinh khác đập xuống. Này, cô cần nghỉ ngơi. Cô đã làm việc cả ngày rồi, hiện tại cũng đã dạng sáng, cô còn muốn làm đến khi nào nữa. Phòng ăn này không phải ngày một ngày hai là có thể hoàn thiện được. Bruce vô cùng sốt ruột ngẩng đầu, nhìn về phía cô gái trên nóc nhà kia, có chút lo lắng hỏi. Đường khả hình cắn răng không lên tiếng, chỉ là vẫn tiếp tục cầm cái đinh lên đặt vào một chỗ trên tấm gỗ, trong bóng đêm gõ xuống cây búa, bịch bịch một bên vừa gõ, vừa nói you sleep. Cô muốn nói là hai người cứ ngủ đi hai người Bruce ngẩng đầu lên, có chút bất đắc dĩ nhìn về phía cô ấy. Go go go, đường khả Hinh đột nhiên quay đầu, nhìn về phía hai người ở dưới bực mình nói, slip. NIKY bị dọa cho nhảy dựng lên, nhìn về phía Bruce, ông cũng không biết phải làm thế nào lắc đầu, đành phải đi vào nhà ăn. Đường khả Hinh không có nói nữa, tiếp tục mượn ánh trăng, còn có ánh sáng phát ra từ light blue bên kia bờ sông Cambridge, bịch bịch, đập đinh, trong đầu vang lên âm thanh cha đã từng nói, cuộc đời luôn thay đổi, chỉ có cảnh kia, kiến trúc kia là còn ôm ấp một chút tình cảm. Cô gái nhỏ nhớ tới lúc cha còn kinh doanh nhà hàng khi đó, ngồi trên ghế, nhìn vầng trăng sáng ngoài kia di chuyển nói với cô những lời như vậy. Hai mắt của cô ửng đỏ, lại nhớ tới nhà ăn này cũng bị người có tâm địa bất chính phá hoại, tay lại cầm tấm gỗ. Nhẹ đặt lên nóc, cầm lấy keo đổ qua chỗ kia, hơi chút hoạt động cơ thể, đặt nó ở một chỗ khác làm ký hiệu, sau đó lại xoay người cầm lấy cái búa, đinh, ở trên ván gỗ đập xuống. Thời gian thoáng cái trôi qua rất nhanh. Vào thời điểm dạng sáng, 4 giờ, cô gái rốt cuộc cũng chỉnh sửa xong nóc nhà, rồi mới cẩn thận đi xuống cầu thang, trong không gian yên tĩnh, đi vào phòng bếp, tuyệt vọng nhìn về phía phòng bếp, nơi Bruce dùng để chế biến thức ăn, nào là bát tô, thìa, các loại dao, dĩa Trung Quốc, bát bát, thìa thìa, tất cả đều bẩn đến người ta nhìn thôi đã muốn nôn. Cô mệt mỏi đến mức thở không ra hơi, tóc xóa sợi trên trán, ánh mắt chấp nháy đảo loạn, theo ánh sáng mở nhạt, lấy ra một cái nồi lớn, mở nắp ra, ơn trời vẫn còn sạch sẽ. Cô thở hổn hển, cắn răng đặt cái nồi lên bếp than đổ nước, nấu cơm. Cô nhanh chóng đem bát đĩa toàn bộ bỏ vào cái bát lớn, trước đun sôi, rồi mới nhanh chóng hướng đến bồn rửa chén, mở nước ấm đổ qua chén đĩa, cầm lấy bàn chải, một bên vừa trà quét nồi, một bên vừa thở không ra hơi nói, làm sao mấy người kia có thể ở lại một nơi bẩn thỉu dơ giấy lâu như vậy còn không sợ bị ghê tởm chết à. Cô cơ hồ không hề lo lắng, một bên vừa mắng, một bên vừa rửa nồi. Gần hai tiếng đồng hồ trôi qua, cô gái nhỏ cư nhiên đem toàn bộ bát đĩa của nhà hàng rửa sạch, còn xử lý sạch sẽ những dấu tích còn sót lại trên vách tường, sau đó lấy khăn lau hết trên nóc lò vi sóng, lau đi lau lại, đầu đầy mồ hôi, coi nó cứ như thể là kẻ thù của mình mà trà lau vậy. Không bao lâu sau, cô đã đem phòng bếp tẩy rửa sạch sẽ, sáng bóng, Lúc này mới phát hiện ra bên trong phòng sàn bếp đều là màu đen, tủ đựng chén đĩa là màu vàng kim, mà chén đĩa tất cả đều là đồ sứ thanh hoa thượng đẳng. Đường Khả Hinh đứng ở trước phòng bếp, mỉm cười nhìn về tủ đựng chén đĩa, bày xếp đĩa đĩa, bát bát, còn có nồi, muôi, thìa, dao, toàn bộ đều được sắp xếp rõ ràng. Cô đột nhiên thấy vui vẻ cười, lau đi mồ hôi trên mặt, lại khẩn trương đi tới nhà kho phía sau nhà ăn, cầm lấy ghế dựa hoa văn màu đen, cùng bàn tròn, đem ra ngoài bàn ăn đặt ngoài nhà ăn đằng trước cái ghế, trên ghế đặt một cái gối kê màu đỏ thấm, trên bàn thắp nến thơm màu tím sập, ánh nến bập bùng cháy sáng trong đêm tối. Sao vẫn nặng như vậy a? À? Đường khả hình từ đầu bên kia, đem thảm tím Bruce và NIKY đã phơi nắng, kéo tới trước bậc thang bên này, cắn răng đem nó trải ra thật tốt. Rất hiếm khi trong sảnh ăn lại có nhiều đồ tốt như vậy. Đường khả hình nhanh chóng đi qua sàn nhà sáng bóng, xuyên qua cửa nhỏ đi vào nhà kho, bật đèn lên, nhìn đến muôn vàn đèn tròn rực rỡ sắc màu, lọ thủy tinh, rèm cửa mềm mại có chút khác biệt, cô đem toàn bộ chuyển ra sau nhà ăn, vặn vòi mở nước, dùng khăn lau, ngồi trồng hồm trên mặt đất, đem đèn tròn, lọ thủy tinh rửa thật sạch sẽ, còn nghĩ muốn đem cả mảnh thủy tinh ra tẩy sạch. Sau khi rửa sạch sẽ, cô lập tức đi ra nhà ăn, nhìn về phía tấm khăn trải bàn, sau một ngày phơi nắng đã khô, cô lập tức vui vẻ kéo khăn xuống. Bật sáng đèn thủy tinh ở trung tâm nhà ăn, đem khăn trải bàn màu tím trải lên toàn bộ bàn dài ăn cơm, bên trên đặt lọ thủy tinh, nhỏ vào trong đó tinh dầu thơm lavender, đặt dưới ngọn nến. Đem 13 lọ trên bàn đều đổ hết vào sau đó đốt nến lên. Cô kích động hưng phấn đứng ở trước quầy ba, nhìn về phía nhà ăn gần trăm mét vuông, bàn ăn màu tím, ánh nến mộng ảo, lòng cảm thấy vui vẻ, cô lập tức kéo bức rèm che đã đánh rửa thật tốt đến trước cửa phòng ăn, đem nó treo lên. Bầu trời lúc này đã có phần sáng tỏ, Đường Khả Hinh tinh thần phấn chấn trở lại đi ra phía trước nhà ăn, nhấc lên thùng sơn màu trắng. Cô cảm thấy vừa mắt tại Anh Quốc, đem một gốc gỗ tầm khoảng cánh tay, toàn bộ quét sơn màu trắng. Sau đó mang ra bên ngoài phơi khô dưới ánh nắng ban mai chiếu sáng, toàn bộ cây gỗ được hong khô. Đường Khả Hinh đi từ nhà ăn đến cầu nhỏ, trái phải hai bên đường dùng gỗ trắng đóng xuống thảm cỏ hai bên đường, sau đó dùng đinh dài cố định gỗ một cây lại một cây. Tại Cambridge phong cảnh như họa này con người ta chỉ cần một chút tâm hồn nghệ thuật, đều có thể đem những gì xinh đẹp nhất này phát họa đầy đủ. Thời gian từng chút một trôi qua. Giữa trưa, 11 giờ, tại thời điểm Bruce đang mơ mơ màng màng mà ngủ, thân thể liền bị người khác lay cho tỉnh lại. Ông nhíu mày, a à, một tiếng, còn muốn kéo chăn qua, nghĩ muốn ngủ tiếp, bình thường đều là ngủ tới chiều. Ông dậy đi, dậy đi, Bruce, đường khả hinh nhấc chăn lên, nhìn về phía Bruce đang cuộn người lại trên giường, còn muốn ngủ tiếp, cô hắng giọng kêu to, dậy mau. Bruce, à, sao sao, Bruce không còn cách nào khác, bực mình nhìn về phía cô gái vẫn còn mặc đồ ngày hôm qua, vẻ mặt đầy phấn chấn, thực sự không hiểu, kêu lên, Uoharu Chinese, what, what you say, đường khả hình không hiểu, hỏi lại Bruce. Uoharu Chinese, cô là một người Trung Quốc không có lễ phép Bruce lấy ra từ điển ở trong túi của cô, mặt trên gõ gõ, rồi ném qua chỗ đường khả hình. Đường khả hình cúi đầu, vừa nhìn thấy bốn chữ, cô liền phát hỏa, đã hiểu ông vừa mới nói cái gì, bản thân thực sự tức giận nhìn về phía ông, học cách ông mắng mình để mắng lại, you are a British not polite to. ông cũng là một người anh bất lịch sự, cô nhớ rõ là có cái từ đơn là không có lễ phép, dù sao cũng đã nói như vậy thì cô cũng chẳng thèm quan tâm đến ngữ pháp. Ô, oh, sao sao, Bruce cư nhiên nghe hiểu, lại nói tục, yêu sao sao, đường khả hình nhìn về phía ông cũng kêu to. Đường khả hình gõ vài chữ trên từ điển anh Trăng đưa cho Bruce, có chút khẩn trương nói, do so you know. Yes, Bruce thở dài bất đắc dĩ nói. Get up immediately, đường khả hình lập tức kéo Bruce kêu to. Vừa mở một bên cửa, NIKY đã thấy giường khả hình ẩm ý đi ra, chỉ thấy cô ấy NIKY, mặc đồ màu xám, đầu đội khăn màu xanh, xoa mắt đi tới, vừa muốn hỏi nguyên nhân, liền ngẩng đầu lên trơ mắt nhìn về phía trước. Nhà hàng Tây ngày hôm qua vẫn còn cũ dích, bẩn thỉu không chịu nổi, hôm nay cư nhiên đã đổi mới hoàn toàn. Mặt tường gỗ trơn bóng, đèn tường màu đen cũ kỹ đang tỏa ra ánh sáng nhu hòa, mặt đất sạch sẽ, trên bàn trải 13 tấm khăn trải bàn màu tím đậm, trên bàn cơm đặt bình thủy tinh óng ánh trong suốt, tỏa ra từng trận hương thơm lavender thoang thoảng quyến rũ. Oh my god, NIKY không thể tin nổi đi tới, cả nhà hàng đều rực rỡ như mới, còn có ở quầy bar đã xếp đặt những ly thủy tinh sáng ngời, lấp lánh, các loại cốc tai cũng đã chỉnh tề ở một bên, cô thấy thật kỳ quái đi ra khỏi nhà ăn, nhìn đến bên ngoài trái phải đều đặt bốn cái bàn tròn cùng ghế dựa, trên mỗi ghế dựa đã đặt những gối kê hồng thấm kiểu Trung Quốc, cô ngẩng đầu lên nhìn về phía con đường uyển chuyển dẫn tới cây cầu nhỏ trước mặt, hai bên đường toàn bộ dùng gỗ trắng đóng ở trên những thảm cỏ xinh đẹp, vô cùng đẹp mắt. Cam on, đường khả hình đã lôi được Bruce ra, còn có cậu bé Mick, sau đó cùng NIKY nói xong, liền kéo theo cả cô ra ngoài. Bruce không có cách nào, đành phải ăn sau vậy. Ông khởi động lại chiếc xe tải nhỏ cũ kỹ đã nhiều năm. Đường Khả Hinh trước giúp Nai lên xe, sau ôm lấy cậu bé Mick cùng lên. Cậu bé tuy không nói chuyện, nhưng qua một ngày đã liền thập phần yêu thích Khả Hinh. Vội vàng hướng Khả Hinh vươn tay, cô tươi cười lập tư xê nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cậu đi lên. Cứ như vậy một nhóm người hướng Cambridge khu chợ lớn nổi tiếng đi tới. Khu chợ này là một trong những khu chợ cổ xưa nhất ở Cambridge. Có bán hoa tự làm, những bức điêu khắc, sách, xà phòng thủ công, các vật kỷ niệm, nếu người nào may mắn còn có thể vớ được những đồ cổ xưa có giá trị xa xỉ. Đường khả hình từ ga đi ra, nhìn về phía nhà chó tinh xảo hai bên chợ, từng gian phòng đều rộ ra sự nhã nhận lịch sự, in đậm dấu ấn cổ xưa, khi sắp tới gần chợ, bên đường truyền tới từng đợt hương hoa quế, làm cho con người ta sảng khoái tinh thần. Cô khẽ nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, mới mỉm cười quay đầu, muốn nói với mọi người chỉ thấy Mick cùng NIKY ôm nhau nằm một chỗ ngủ thiếp đi, cô lẳng lặng cúi đầu nhìn về bộ dáng ngủ của họ, nhịn không được cười khẽ một tiếng. Xe mới chạy đến bên ngoài chợ đã dừng lại, Bruce vừa xuống xe đã thấy đường khả hình kéo NIKY hướng khu chợ đi đến, nhìn đông ngó tây bên trong muôn màu muôn vẻ, cái gì cũng có, thậm chí cả thú nuôi cũng có. Mick thích nhất là chó, mèo nhỏ, nghĩ muốn mua một con, NIKY lập tức lôi câu đi. Đường khả hình thập phần hưng phấn vọt vào trong chợ, trong tay cầm tiền đã lấy được từ trong ví của Trang Hạo Nhiên, một đường vừa đi vừa xem, theo yêu cầu của mấy người Bruce, cô mua hai lều vải màu tím, cùng một vài bình hoa, hạt giống hoa, tiếp theo là mua cả ghế nằm nữa. Sau khi xếp đầy một xe, cô cũng không có dừng lại, trực tiếp kéo mọi người lái xe trở lại nhà ăn, chỉ thấy thương xót cho Bruce lão nhân ra cũng đã hơn 50 tuổi, khổ sở cùng đường khả hình vác hai cái lều, bàn đu dây đặt tại gốc cây hồng. Lại đem hai bình hoa lỗi thời đặt ở trong cùng nhà ăn cắm vào mấy bông hoa giả hỏa liệt điêu đỏ rực Đường khả hinh lại cùng NIKY cắn răng kéo ghế nằm đặt ở bên ngoài nhà ăn Đặt ở bên cạnh cửa sổ sắt đất, thả lên trên hai cái gối ôm đỏ thấm Mấy người Bruce đã mệt phờ ngồi ở trước cửa nhà ăn nhìn về phía đường khả hinh dưới ánh mặt trời Tay cầm hạt giống hoa hồng mới mua về từng hạt lại từng hạt gieo xuống chỗ cột gỗ màu trắng Ánh mắt kia kiên định mà cố chấp, đơn thuần không một chút tạp chất có mấy học sinh đi ngang qua cầu tức khắc dừng lại, nhìn về phía nhà hàng Tây bên này là một mảnh ấm áp, động lòng người, thậm chí tạo ra cảm giác như lạc vào một thế giới cổ tích, thật kỳ diệu. Ngày xưa nơi đây không phải là cũ nát đến không chịu được sao. Bọn họ phải chăng là đi nhầm hướng rồi. Đường khả hình rốt cuộc đem toàn bộ hạt giống gieo xuống, mới vui vẻ phủi phủi tay, cầm lấy gáo hướng đầu sông nhỏ bên này, múc một ít nước, tâm tình vui vẻ đi tới, té lên trên những hạt mầm. Đám người NIKY nhìn thấy cô vui vẻ cười như vậy, cũng đồng thời nở nụ cười. Đường khả hình một bên vừa tưới nước, một bên vừa nghĩ tới việc nhà ăn đã chuẩn bị xong xuôi rồi, giờ chỉ còn vấn đề khai trương. Đôi mắt cô sáng lên, nhìn về phía bọn họ vi vẻ kêu to có biện pháp rồi. What? Bruce không hiểu nhìn về phía đường khả hình. Đường khả hình thức thời nhảy lên chiếc xe đạp bên cạnh cây hồng, phi như bay ra ngoài, váy áo tung bay. Hay... Bruce lập tức đứng lên nhìn về phía đường khả hình sốt ruột kêu to. Đường khả hình không để ý tới bọn họ, phi xe đến một chấn nhỏ, trải qua trùng trùng điệp điệp những cấu trúc cổ kính, tìm kiếm cái buồng điện thoại màu đỏ, cô vui vẻ cười nhanh nhanh chóng chóng dựng xe, chạy đến trước buồng điện thoại, chân còn dẫm lên đầy đất cát hỗn loạn, nháy mắt cầm lấy điện thoại. Phòng quản lý rượu, chuông điện thoại tích tắc vang lên, Vitus chậm rãi nhấc điện thoại, sắc mặt trấn tĩnh nói, hello. Thầy Vitus, đường khả hình vui sướng gọi to, vì bản thân nghĩ ra cách tốt đẹp như vậy mà kích thích, đáy lòng như nở hoa. Vitus nghe thấy, giọng nói thanh thúy, mỉm cười đáp, ưm. Nhà ăn chúng con bên này không có đầu bếp, cũng không có người phục vụ, được rồi, chỉ có một quản lý vô trách nhiệm, cùng một người đẹp thích làm việc, một cậu bé không nói chuyện, chúng con có cần phải tuyển đầu bếp, cùng hai phục vụ hay không? Chúng con có thể thông báo tuyển dụng không? Bởi vì nhà hàng trên trái đất này vốn không thiếu, Đường khả hình suốt ruột hỏi. Trên mặt Vitus hiện lên vài phần hài lòng, gật đầu nói có thể. Con có thể tự quyết định sao? Đường khả hình vui vẻ hỏi. Con hãy cùng quản lý thương lượng. Vitus cười nói. Nói cách khác con cũng có thể tự quyết định. Đường khả hình lại vui vẻ cười nói. Có thể, nếu con đối với phòng ăn kia có công mà nói. Vitus lại cười nói. Chúng con bây giờ thông báo tuyển người, bên thầy phụ trách phát tiền lương mà còn sau khi nhà ăn khai trương, chúng còn yêu cầu rượu cùng đồ ăn, đều là bên thầy phụ trách đưa qua, đúng không ạ? Đường Khả Hinh nhanh chóng hỏi. Vitus cười rộ lên nói, đúng vậy. Được, con hôm nay dùng 600 bảng anh, đã ghi lại, đến lúc đó mọi người nhớ trả con. Đường Khả Hinh bịch một tiếng liền cúp điện thoại. Vitus ngồi trên ghế ra bên này, nghe đến đầu kia truyền đến thanh âm tút tút, trên mặt liền hiện lên vẻ tươi cười. Tiếng gõ cửa vang lên, Thư ký mỉm cười đi vào, nhìn Vitus ngồi cả một buổi tối chỉ chờ một cuộc điện thoại, dịu dàng nói Vitus, ngài có cần nghỉ ngơi không? Đã muộn thế này rồi. Vitus lặng yên không lên tiếng, ánh mắt thâm thúy hiện lên ý cười, sự thương tiếc cùng tán thưởng, chỉ mong một bước này có thể giúp cho con bé thành công, nếu thành công, con bé hẳn sẽ nhận được lễ vật lớn nhất của đời người. Chương 515, một chút tĩnh lặng. Đường Khả Hinh vui vẻ đạp xe đi, trở lại phòng ăn, đem xe dừng lại nằm nhoài ra trong lòng cảm thấy vui vẻ, liền lấy ra từ điển anh trăng, hài lòng dơ trước mặt Bruce, gõ hai chữ tuyển dụng cho ông ấy nhìn. Recruit, tuyển dụng Bruce cúi đầu, liếc mắt nhìn thoáng qua hai từ giữa từ điển kia, kinh ngạc nói you crazy. Cô điên rồi. Đường khả hình lại ngẩng đầu, mở to mắt nhìn về phía Bruce dùng tiếng Anh kêu to, why? He must do it, just do it, tại sao? Tôi nhất định phải làm như vậy. Bruce nhìn về phía Đường Khả hình nhanh chóng nói: "It cô world for Wato, of holding everything, including buying food and managing the Wato." Thông báo tuyển dụng nhân viên tạp vụ, cần rất nhiều tiền, mua thức ăn, quản lý nhân viên tạp vụ, hết thảy tất cả, cô có thể đảm nhiệm sao? Đường Khả hình sừng sốt nhìn về phía Bruce, không hiểu ông ấy đang nói cái gì. Bruce ngồi ở vị trí, nhìn về phía Đường Khả hình cô nhóc này, đứng ở trước mặt mình, đôi mắt lấp lánh trên trán vài lọn tóc rũ xuống trên khuôn mặt, tựa như một đứa nhỏ còn chưa hiểu sự đời, vốn tưởng rằng cô chỉ là chơi đùa một chút, đem chỗ này quét dọn sạch sẽ, chờ cho sự hưng phấn cùng nhiệt tình qua đi, cô sẽ quên, thế nhưng nhìn về phía ánh mắt cô gái kia, cảm thấy điều này là không thể, Bruce tiến lên một bước nữa, giơ tay dùng câu đơn giản nhất của tiếng Anh, nhắc nhở nàng nói "I tell you, no. No, no, that's impossible. Tôi bảo cô không, không, không." cái đó là không thể. Ánh mắt của đường khả hình lóe lên tia sáng, những lời này cô nghe hiểu, tức giận đến run rẩy dùng tiếng Anh, nhưng lại lúng túng câu từ, vung lên tay, vỗ mở vai Bruce, kêu lên, do you know? I come from China, chấm than ngoặc kép mở ngoặc đơn, ông có biết không tôi là đến từ Trung Quốc? Bruce dừng lại nhìn về phía nàng. NIKY cũng nghi hoặc mà tò mò nhìn về phía cô. Đường khả hình thở hổn hển nhìn về phía Bruce sắc mặt bình tĩnh, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô tức giận đến đỏ bừng, nói 7500 km. Doiano, you know, distant, I am not sleep, Eden, T. Dracoway, I do everything for Thai restaurant, I must do it, 7500 km. Ông biết không, tôi không uống rượu, tôi cũng không có ngủ. Tôi làm tất cả những thứ này, đều là vì nhà ăn này mà tôi phải làm như vậy. Bruce trầm mặc nhìn về phía đường khả hình. Không dùng tiếng Anh, Đường Khả Hinh hai tròng mắt thoáng qua kiên định, ngẩng mặt lên, lại dùng tiếng Trung hùng hồn nói: Không ai có thể ngăn cản tôi bay 7.500 km tới đây. đã hạ quyết tâm chuyện cần làm, tôi không thể như vậy trở lại. Cuộc đời tôi đã thụt lùi so với người khác, nên tôi muốn đi về phía trước. Niky trong nháy mắt nhìn thái độ này của Đường Khả Hinh, có chút thỏa hiệp nhìn về phía Bruce, nói: Hidden, tê đi phi can sâm tea. Kỳ thực tôi cảm thấy chuyện này không có khó khăn như vậy. Chúng ta là nhân viên tạp vụ, tuy không đủ mọi thứ nhưng vẫn có thể phục vụ được khách hàng. No, chấm than ngoặc kép, Bruce nghe đến đó, nhìn về phía NIKY giận dữ. NIKY giật mình, ý về phía sau một bước. Đường khả hình nghe thấy từ No, liền tức giận nhìn về phía Bruce, kêu to ghe ao. NIKY kinh ngạc nhìn về phía đường khả hình. Bruce càng tức giận nhìn về phía đường khả hình, chỉ về phía cô, ngước mặt lên mắng Chinese". Cô là một người Trung Quốc rất thô lỗ. Yêu tu, chấm than ngoặc kép mở ngoặc đơn. Ông cũng vậy đường khả hình nhìn về phía ông ta, càng tức giận kêu to. Bruce không nói gì, chỉ là tức giận đi vào phòng ăn, sau đó đi về phía phòng nhỏ, muốn xuống lầu lấy rượu uống, thế nhưng lại phát hiện cửa phòng nhỏ, khóa lại, ông ta bực mình lại đi ra, nhìn về phía đường khả hình đứng dưới ánh mặt trời, vẻ mặt cứng ngắc như cũ, ông ta đứng ở trên cầu thang kêu to, where the key. Chìa khóa ở đâu? Đường khả hình lạnh lùng quay đầu, nhìn về phía Bruce, nghiến răng nghiến lợi nói, the Win belong to restaurant. Not you, you can't take away, chấm than ngoặc kép, này thuộc về phòng ăn, không phải của ông. Bruce đỏ mắt liếc cô một lúc lâu, mới nhìn hướng NIKY ngây ngốc đứng ở một bên, kêu to, let's go. Hidden. T. Bilay chúng ta đi, tôi xem cô một mình có thể làm được chuyện gì. Đường khả hình dường như nghe hiểu những lời ông ta nói, trong lòng phát lạnh. n i y quay đầu, nhìn đường khả hình liếc mắt một cái, vội kéo mic vẫn còn ngây ngốc đứng ở đó, sau đó đi vào phòng ăn, chui vào phía sau phòng ăn nghỉ ngơi. Đường khả hình sắc mặt tái nhợt, đứng ở trên sân cỏ, hai mắt chứa giọt lệ, đón những ngọn gió kem ngọt ngào, đột nhiên cảm thấy mình cô đơn không ai giúp đỡ, không biết nên làm cái gì bây giờ, trong lòng càng lúc càng phiền, nắm chặt tay, chuyện này nên làm thế nào đây? Cô im lặng không lên tiếng, đứng ở trên cỏ, nghĩ nghĩ, trước mặt cành liễu, còn chưa có đâm chồi nảy lộc, theo gió bay bay, dọc theo đường nhìn thấy một người ăn xin, trong tay cầm một cái chậu, dọc theo cây ngô đồng bên đường đi tới. Đường khả hình im lặng nhìn về phía người ăn xin, mặc quần áo cố nát không chịu nổi, nhìn qua khoảng chừng 50 tuổi, sắc mặt xám ngoét, đã không còn sức sống nào, lúc đi ngang qua cây mộc quế, sắc mặt một điểm mờ mịt, cô đơn, cô cứ như vậy nhìn chằm chằm người ăn mày kia, cô lại tưởng tượng lúc đó mình ôm lấy cái vali hành lý, dựa ở bên đường tàu điện ngầm để ngủ, có một người đi đường lướt qua bên cạnh mình, ném một bảng anh ở trên người của mình. Đường khả hình hai con mắt chợt lóe lên, nhớ tới thời gian ngày hôm trước, chính mình còn là một người cô đơn bất lực kéo hành lý, giống người ăn xin kia, không có gì cả đi về phía trước, bên cạnh cũng không có một người quen, nhớ tới sáng nay, Bruce bị chính mình kéo đi, còn cùng chính mình đến chợ giúp mua đồ, mặc dù vẻ mặt không vui vẻ, nhưng ông ấy vẫn là trợ giúp chính mình. Nghĩ tới đây, đường khả hình đột nhiên xoay người lại, đi vào phòng ăn, nhìn thấy cửa sổ đối diện mở ra, biết bọn họ ở bên ngoài, cô im lặng không lên tiếng, bỗng quay người tiến phòng bếp, nhìn thấy bếp lò sạch sẽ, bày ra đồ mình đã mua sau khi đi chợ về, một túi bột mì và một ít những thức ăn khác, hai mắt của cô chợt lóe lập. Tức đi qua, cầm lên một chén lớn, Đừng không ít bột mì, nhanh chóng đổ nước lạnh vào hòa, nhìn về phía bên ngoài cửa sổ nhỏ phòng bếp, có cây hồng nhỏ, hai mắt của cô kiên định đem toàn bộ đặt ở trên thớt, học phương thức cha dạy mình, không ngừng nhào nặn. Bruce và Nikki còn có Mic ba người vẫn trầm mặc ở trong phòng, khuôn mặt cứng ngắc, không nói lời nào. Bịch bịch bịch, tại phòng bếp truyền đến một trận âm thanh băm thịt. Đường Khả Hinh cầm con dao nhỏ sắc bén dùng trong khi ăn cơm tây, đem toàn bộ thịt bò mới mua về, thái hết rồi băm nhìn về bột mì đã được làm sẵn bên cạnh, vỏ ngoa y sủi cảo được nhào nặn vô cùng đẹp. Cô thấy thịt băm được rồi, lập tức lấy một ít gừng, tỏi, dầu ô lưu, muối, trộn với một ít tôm xay và hành tươi. Rồi từ từ đem nguyên liệu trộn đều, khả hình cầm lên vỏ sủi cảo, dùng cái thìa cho nhân vào giữa vỏ sủi cảo, đôi tay thon dài trắng nón, nhanh chóng đem hết tất cả sủi cảo, gói kỹ vô cùng đẹp mắt, cô mở vung nồi, nhìn nước sôi lăn, lập tức bỏ sủi cảo vào đôi mắt cô dịu dàng nhìn sủi cảo ở trong nồi nước sôi lăn tăn nổi trên bề mặt vô cùng đẹp cô nhẹ nhàng cười sủi cảo vẫn tiếp tục nổi lên vô cùng nhanh chóng mà kiên định không bao lâu sau toàn bộ phòng ăn đã lâu không có ai chạm vào mùi thơm lan tỏa bốn phía khắp không gian tràn ngập hương vị thịt bò trong phòng bruce ba người theo bản năng ngửi được mùi thơm thập phần mê người liền kìm lòng không được nâng cao ánh mắt nhìn ra bên ngoài phòng Đường Khả Hinh cẩn thận từng ly từng tí đem sủi cảo nấu chín, vớt lên, bày lên trên đĩa trắng đẹp, lại hướng bên trên mỗi miếng sủi cảo trắng nõn mềm mại nhỏ xuống một ít giấm chua màu hồng nhạt, bưng lên đã ngửi thấy một trận mùi thơm, liền mỉm cười, cầm lên ba cái dĩa ở trong bếp, bày ra đĩa bên cạnh, đi ra phòng bếp. NIKY định ra khỏi phòng nhìn, nhưng nghe đến một loạt tiếng bước chân, cô ngay lập tức xoay người bước nhanh trở về chỗ ngồi. Đường Khả Hinh cẩn thận từng ly từng tí bưng sủi cảo Đi vào gian phòng của Bruce, nhìn về phía ba người này vẫn ngồi ở căn phòng nhỏ trầm mặc, nhất là Bruce, chính dựa ngồi ở trên giường, gương mặt lạnh, không lên tiếng, Khả Hinh ngẩng đầu, nhìn ông một cái, liền trầm mặc đi vào, ngồi ở bên giường. NIKY quay mặt sang, trừng to con mắt, nhìn về phía Đường Khả Hinh trong tay đang cầm một đĩa sủi cảo, không tự chủ nuốt một ngụm nước bọt. Đường Khả Hinh bưng sủi cảo, để sát vào Bruce đang cố chấp, cầm lên cái dĩa, đâm một miếng sủi cảo thơm ngon đưa tới bên miệng Bruce, nhẹ nhàng nói, ít. Bruce im lặng không lên tiếng, nhưng vẫn quay mặt sang, mặt không chút biểu cảm nhìn về phía đường khả Hinh. Đường khả hình nhìn về phía Bruce, hai mắt tức đỏ hoe, dùng tiếng trung thật tình mà cảm xúc nói, tôi một mình đi tới Anh Quốc, mấy ngày nay gặp rất nhiều chuyện, tiền bị trộm, còn bị đánh, gặp được người mà thương yêu tôi nhất, tôi không có mặt mũi nào ở lại nơi đó, tôi đi tới nơi này, tôi vốn cho là tôi là người bất hạnh nhất, thế nhưng tôi phát hiện, ba ngày nay ở đây giờ phút này tôi là người hạnh phúc nhất bởi vì bên tôi có mọi người khả hinh không biết dùng tiếng anh như thế nào để diễn đạt rất sốt ruột trong lòng đau xót cầm sủi cảo cúi đầu lặng yên nức nở lặng yên rơi lệ bruce dường như nghe hiểu lời của cô lặng yên nhìn cô N.I.K.Y. cũng không chịu đựng được nữa vươn tay nhẹ nhàng đỡ bả vai của cô đồng tình an ủi cô đường khả hinh lau đi nước mắt trên mặt ngẩng đầu nhìn về phía Bruce, nghẹn ngào nói please, help me. Please, I need you, please, I am so lonely các vị làm giúp tôi, tôi cần các ngươi, tôi rất cô đơn. Khả hình cúi đầu, lại khổ sở rơi lệ, cầm đĩa sủi cảo, trên không trung run rẩy run rẩy. Bruce nhìn cô một cái, lại liếc về đĩa sủi cảo kia. Đường khả hình ngẩng đầu, trừng mắt đẫm lệ, nhìn thấy thái độ của Bruce, lập tức cầm lên cái dĩa sủi cảo, đưa đến môi của ông ấy, nghẹn ngào lại nói ít. Bruce chậm chạp nhìn cô. Đường khả hình cũng rơi lệ nhìn về phía ông ấy. Bruce không có cách nào, tiếp nhận cái dĩa trong tay của cô, ăn miếng sủi cảo kia, lập tức phát hiện hương vị vô cùng ngon, trên mặt vốn muốn sĩ diện, nhưng vẫn là. Nhún nhún vai, vừa ăn vừa sờ cái đầu của chính mình, gật gật đầu, cười nói, delicious, thơm ngon. Really, thực sự NIKY vừa nghe, lập tức vui vẻ nghiêng thân người tiến lên, cầm lên cái dĩa, đâm một cái sủi cảo, bỏ vào trong miệng, lập tức cảm nhận hương vi thơm ngon liền cười. Mít cũng vui vẻ đi tới, cầm lên một cái nỉa, cũng đâm một cái sủi cảo, từng ngụm từng ngụm bỏ vào trong miệng nhai, lập tức cũng cảm thấy hương vị ngon vô cùng, cười vui vẻ. Tất cả mọi người ở trong phòng đều cười, đường khả hình càng cảm thán nhìn về phía bọn họ mỗi người ăn sủi cảo thật vui vẻ, trong lòng của cô cũng ấm áp, đôi mắt dưng dưng nhìn mọi người mỉm cười. Trong lòng lặng yên nghĩ, cảm ơn mọi người, đã ở trong thời điểm tôi cô đơn nhất. Đến bên tôi. Audio điện tử võ tấn bền. chương 516, Hạ Minh. Phòng làm việc Tổng Giám đốc Tập đoàn Hoàn Cầu. Hơn 10 cán bộ cấp cao Anh Quốc đang tao nhã ngồi giữa phòng họp, vừa nhìn văn kiện vừa báo cáo, nữ thư ký quan trọng nhất của Trang Hạo Nhiên ở châu Âu celina mặc đồng phục công sở nữ tính, là một phụ nữ nước Anh cá tính, tay đặt trên máy tính sách tay, đang nhanh chóng gõ chữ tiếng Anh, nghe Tổng Giám đốc Hedro phân tích tình hình doanh số bán hàng quý này, lúc xin chỉ thị Tổng Giám đốc, phía trước không có bất kỳ âm thanh gì. Mọi người cùng nhau ngẩng đầu, nhìn về phía Tổng Giám đốc. Trang hạo nhiên mặc áo sơ mi trắng, quần tây đen thẳng tắp, cà vạt màu bạc, bên ngoài mặc áo lông cổ chữ V màu lam đậm phong cách nước Anh, hết sức tao nhã, vẻ mặt buồn chán diện mạo lạnh lùng, ngồi trên ghế ra, nhìn về phía trước, hai mắt trống rỗng, không biết đang suy nghĩ gì. Boss, Selina nhẹ nghiêng người về phía trước, nhìn về phía Trang Hạo Nhiên kêu nhỏ. Trang Hạo Nhiên hai tròng mắt vẫn trống rỗng, nhớ tới hôm qua gọi điện thoại cho Tiêu Đồng, mới biết Đường Khả Hinh không thực hiện kế hoạch báo thù, mà lựa chọn tha thứ cho Tưởng Thiên lỗi, quyết định một mình đi về phía trước, lựa chọn này có bao nhiêu là khó khăn. Tim anh chua xót, nhớ tới lúc đó cô ngồi trong bồn tắm căm hận, cô đơn, cùng mất mát. Lại nhớ tới lúc đó mình đã nói những lời tàn nhẫn và vô tình đến vậy, anh thở dài một hơi. Cúi đầu nhìn Văn kiện, cảm thấy buồn bực. Cán bộ cấp cao vô cùng ngạc nhiên nhìn về phía anh, bởi vì từ trước đến nay, khi đang trong cuộc họp, anh không bao giờ mất tập trung như vậy. Boss Selena nhìn về phía Trang Hạo Nhiên, lại gấp rút kêu nhỏ. Trang Hạo Nhiên lại nhớ đến buổi tối hôm đó, cô gái kia nằm trước cửa quán rượu của mình, vẻ mặt cô đơn cùng bất lực, hai mắt ửng đỏ, điềm đạm đáng yêu, hai tròng mắt anh lại hiện lên một chút đau đớn có người nhẹ nhàng gõ mặt bàn. Lúc này Trang Hạo Nhiên mới hơi ngẩng đầu, nhìn về thư ký của mình, Selena cũng đang gấp gáp nhìn, dùng ánh mắt lễ phép nhắc nhở. Anh mới thức tỉnh, quay mặt sang, nhìn các vị cán bộ cấp cao, đang kỳ quái nhìn mình, anh lập tức miễn cưỡng cười cười, nói, sorry. Lễ kết hôn tới gần, Tổng Giám Đốc là đang chìm đắm trong hạnh phúc, không nhớ ra rằng mình đang họp sao. Tổng Giám Đốc quán rượu hét râu dâu, dùng tiếng chung mỉm cười nói mọi người cùng nhau trêu chọc cười rộ lên. Trang hạo nhiên không nói gì nhìn về phía mọi người đang cười nói, truyền thông nước Anh càng lúc càng phóng đại sự việc lên rồi, si căng đan hoàng tử cũng dám lan truyền, được các vị đem tin tức của tôi ra bàn luận, tôi thực sự thấy vinh hạnh. Mọi người lại nhẹ nhõm cười rộ lên. Trang hạo nhiên mỉm cười nhìn mọi người bộc lộ thoải mái vui cười, nhưng hiện tại mình lại không có tâm trạng, cảm thấy bất đắc dĩ cùng phiền não, gấp văn kiện lại, mệt mỏi nói, nghỉ ngơi vài phút. Ok, mọi người mỉm cười thu hồi văn kiện, cùng làm việc với Trang Hạo Nhiên, đều hiểu rằng mỗi một việc anh làm, đều có lý do của mình, nên mọi người đều làm theo. Trang Hạo Nhiên chờ mọi người đã rời khỏi phòng họp, thư ký cũng nhẹ khép cửa lại, anh lập tức ngồi trên ghế ra, thái độ hết sức căng thẳng cùng bất đắc dĩ nhíu mày nói, thực sự kỳ quái, rốt cuộc cô ấy đã đi đâu. Một ngày một đêm trôi qua, Trang Hạo Nhiên dùng toàn lực điều tra phòng ăn mà đường khả hình phục vụ, nhưng vẫn không có kết quả, Trang Hạo Nhiên nhíu mày, tay cầm bút máy, không ngừng gõ gõ vào hợp đồng vài tỷ, trong mắt thoáng qua một tia tính toán, rốt cuộc nên làm gì bây giờ? Nên làm thế nào mới có thể tìm được cô nhóc kia? Nghi mắt anh nhíu lại, tay đột nhiên cầm di động lên, trực tiếp nhấn số điện thoại của Tiêu Đồng. Phòng thư ký tập đoàn Hoàn Cầu tại Trung Quốc. Tiêu Đồng đang tiếp tục công việc trước kia của đường Khả Hinh, đêm khuya tăng ca xem xét hóa đơn rượu đỏ, nghe thấy di động vang lên, cô vừa nhìn tư liệu, vừa trả lời, xin chào. Mặt trang hạo nhiên, lập tức khẽ nhếch cười rộ lên, có chút dịu dàng gọi tiêu đồng. Tiêu đồng giữ di động, nhẹ ngẩng mặt lên, biểu lộ ý cười như có như không, cũng ngọt ngào gọi tổng giám đốc trang. Trang hạo nhiên lập tức tỏ thái độ cao quý, cầm di động, nghiêng người về phía trước, cười rộ lên nói, hôm nay tôi đi ngang qua một cửa hàng áo cưới, phát hiện bên trong có một áo cưới trị giá khoảng 160 vạn bảng Anh, toàn bộ đều đính đầy kim cương. Tiêu đồng vừa nghe những lời này, liền tỏ thái độ làm núng, nheo mắt cười rộ lên, nói, "A, à, anh muốn kết hôn sao? Nói cái gì vậy, Trang hạo nhiên lại lấy lòng cười nói, đó là ta chuẩn bị tiền mua áo cưới cho cô. Xoạt, tiêu đồng thật vui vẻ cười rộ lên nói, thật vậy sao? 160 vạn bảng anh thật sao? Áo cưới đó có phải rất đẹp hay không? Đúng, Trang hạo nhiên cũng lập tức hưng phấn cười gật đầu. Tôi rất vui vẻ. Tiêu Đồng cảm động ngọt ngào cười rộ lên, nhưng lại đem sắc mặt vui vẻ vừa rồi thu lại, nhanh chóng nói, anh cho rằng tôi là đồ ngốc à? 160 vạn bảng Anh, còn đính đầy kim cương. Rốt cuộc khi mặc vào, tôi còn có thể đi được hay không đây? Áo cưới lúc trước của quản lý Trần chúng ta giá trên trời, cũng chưa vượt quá 100 vạn nhân dân tệ. Trang Hạo Nhiên bất đắc dĩ cầm điện thoại, không lên tiếng. Có chuyện gì nói nhanh, tôi đang vội. Tiêu Đồng lập tức cầm bút lên, chuẩn bị ghi lại lượng rượu đỏ nhập xuất nói cho tôi biết khả hình ở chỗ nào của hồi môn trong tương lai của cô sẽ không giới hạn trang hạo nhiên nhanh chóng nói hừ chấm than ngoặc kép tiêu đồng tức giận nói lúc đó anh nhẫn tâm rời bỏ khả hình đi anh như vậy sao không biết đường trừ lại một chút tâm ý giờ trò ra oai cái gì chứ còn lan truyền tin tức kết hôn anh đương nhiên sẽ không tìm được người đáng đời ai cô không thể nói tôi như vậy Trang Hạo Nhiên tức giận nắm chặt di động, ngồi trên ghế ra, cũng hết sức bất đắc dĩ nói, tôi cũng đã giúp cô ấy về phòng, ở lại với cô ấy 3 tiếng đồng hồ, sau đó tôi mới đi ra, về chuyện kết hôn làm sao truyền tới, tôi cũng không biết, sau khi truyền thông phỏng vấn mẹ tôi. Mẹ tôi không biết nói những gì, mọi người liền tưởng chuyện này là thật, làm hại tôi phải giúp cô ấy ra ra vào vào mấy lần, mới đem chuyện này xử lý ổn thỏa, tôi dễ dàng sao vậy anh làm gì ở lại phòng phụ nữ 3 tiếng đồng hồ? Tiêu đồng cũng tức giận nói, thế sao anh không đưa cô ấy về phòng rồi ra ngay? Chắc chắn là ở bên trong làm chuyện xấu rồi. Này này này, tôi đây không đến mức đói bụng ăn quàng. Trang hạo nhiên tức giận nói. Nhưng ít nhất anh cũng không còn là sử nam. Tiêu đồng cũng nhanh chóng nói. Về nước nói được tiếng chung rồi, răng chó mọc dài ra rồi phải không? Tôi cũng đã 30 rồi, tôi sao phải còn là sử nam chứ? tôi cũng không phải tưởng thiên lỗi. Trang Hạo Nhiên tức giận đứng dậy la lên. Tiêu đồng nhịn không được cúi đầu cười. Trang Hạo Nhiên nghe thấy tiếng cười của cô, lập tức không nể nang, hạ thấp thái độ, khẩn cầu nói chị Tiêu đồng. Chị Tiêu đồng thân ái, nói cho tôi biết đi, khả hình ở nơi nào, sau khi tôi tìm được cô ấy, sẽ có thưởng lớn cho cô. Không biết, Tiêu đồng nhanh chóng cúi đầu, nhìn văn kiện nói. Trang Hạo Nhiên vừa nghe liền nóng nảy, tức giận nói cô không cần như vậy. Tôi đang vội muốn chết. Không biết, nếu anh muốn biết, hỏi thầy của anh đi. Tiêu đồng không nói hai lời, phịch một tiếng, nện di động xuống, tràn đầy tức giận nói, hừ. Mỗi ngày giờ trò trêu chọc đùa nghịch, anh cho là anh đẹp trai đến mức nào. Còn không phải mỗi ngày đều đem người ta bỏ mặc. Trang hạo nhiên ngồi phịch trên ghế ra, quay mặt sang, cũng rất tức giận nhìn về phía ngoài cửa sổ. Mùa xuân đặc biệt nhiều mưa, lúc này lại có những giọt mưa tí ta tí tách rơi, hai mắt của anh chợt lóe, vẫn không buông tha nắm chặt di động, bấm số điện thoại riêng của Vitus, trong lòng suy nghĩ cách để đối phó với thầy như thế nào, điện thoại được chuyển đến, anh lập tức khẩn trương ngồi thẳng người. Xin chào, tập đoàn Hoàn Cầu Phòng Quản lý Rượu xin nghe. Thư ký mỉm cười cầm điện thoại lên, đáp nhẹ. Trang Hạo Nhiên sừng sốt, nắm di động, há hốc mồm cười rộ lên, nói tôi là Trang Hạo Nhiên. Xin chào, Tổng Giám Đốc Trang, thư ký dường như đã sớm có chuẩn bị, mỉm cười mà tôn kính đáp lại. Vitus có ở đây không? Trang hạo nhiên mỉm cười hỏi. Vitus tiên sinh đã rời khỏi công ty, về phòng nghỉ ngơi, ngài ấy có dặn tôi, nếu như Tổng Giám Đốc Trang gọi điện thoại qua đây, nhờ tôi chuyển lời của ngài ấy, nói ngài đừng trông chờ việc tìm được đường tiểu thư, phá hỏng quy tắc của trận thi đấu lớn, nếu như ngài làm trái với quy tắc thi đấu, chỉ trong một phút đồng hồ, ngài ấy sẽ hủy bỏ tư cách thi đấu của đường tiểu thư. Mong ngài tự giải quyết cho tốt, thư ký mỉm cười nói. Trang hạo nhiên không nói được gì. Thư ký nói xong, liền mỉm cười, cũng không chờ anh phản ứng, cúp điện thoại. Sắc mặt trang hạo nhiên trở nên hết sức khó coi, ngồi ở nơi đó, trong lòng suy nghĩ mình đường đường là một tổng giám đốc, nắm trong tay 30% cổ phần hoàn cầu, thậm chí ngay cả. Ngay cả một người cũng tìm không được anh thức giận cầm chặt di si động, lại tựa trên ghế ra, nhớ tới đường khả hình ở anh, còn không tìm thấy, tim anh rằng xé như bị mèo cào, cô gái nhỏ kia không biết từ khi nào, lại có ảnh hưởng đến mình nhiều như vậy. Anh lại tức giận buộc bản thân mình tỉnh táo lại, hai mắt lưu chuyển một lúc lâu, bỗng nhớ tới tưởng thiên lỗi, ánh mắt sáng ngời, trong lòng suy nghĩ, chết thì chết. Không nói hai lời, anh lập tức có chút khẩn trương, trong lòng lại nghĩ kế làm thế nào dụ được tên sử nam này hạ mình ngón tay ấn số di động của tưởng thiên lỗi. Biệt thự nhà họ tưởng. Phòng ngủ xa hoa, vẫn sáng lên ánh sáng màu vàng nhạt của chiếc đèn bàn kiểu Âu. Tưởng thiên lỗi ngồi trước bàn đọc sách bên cạnh món đồ cổ màu nâu, cúi đầu nhìn văn kiện, hết sức chuyên chú. Điện thoại lúc này vang lên. Tưởng thiên lỗi hơi nghi ngờ ngẩng đầu, nhìn điện thoại kiểu Âu tao nhã, đêm hôm khuya khoát, rốt cuộc ai gọi điện thoại cho mình. Nghĩ nghĩ, anh mới nhấc điện thoại, đáp lại, alo. Thiên Lỗi, Trang Hạo Nhiên vô cùng khẩn trương cùng sốt ruột nắm di động, nhanh chóng nói, tôi vừa nghe nói ở gần ga Ngã Tư Vua, có mấy cô gái Trung Quốc mất tích bí ẩn, tôi đang suy nghĩ có thể nào có khả hình hay không. Tôi thực sự lo lắng cho cô ấy, trong nước có tin tức của cô ấy không? Không phải là cô ấy đi rồi chứ? Tưởng Thiên Lỗi vừa nghe lời này, lập tức có chút sững sờ ngẩng đầu lên, mi tâm căng thẳng, nhanh chóng nói, ga Ngã Tư Vua có tin tức như vậy thật à? Đúng vậy, tin tức buổi tối bên này mới công bố không bao lâu. Trang hạo nhiên có chút lo lắng nói. Tưởng thiên lỗi lập tức nói, không thể nào đâu, vì tôi vừa mới cùng mấy người trong ban tổ chức ăn cơm cùng nhau, bọn họ nói khả hình đến phòng ăn ở Anh, lấy được giấy chứng nhận tư cách phục vụ phòng ăn, sau đó đi đến ga. Ngã tư vua, ngồi xe đi châu Âu đến Paris rồi mà. Hành trình lần này bảo mật như thế, sẽ không xảy ra chuyện chứ. Paris, Trang hạo nhiên mắt sáng ngời, nói. Ừm, tưởng thiên lỗi nhàn nhạt đáp. Tôi biết, những cô gái kia chắc không phải cô ấy đâu. Trang hạo nhiên nhanh chóng để điện thoại xuống, hai mắt chợt lóe, nghi ngờ nói, đi Paris. Tưởng thiên lỗi chậm rãi buông điện thoại, vẻ mặt có chút đắc ý, chế nhạo cười nói, hồi nhỏ, làm cô dâu của tôi lâu như vậy, còn muốn từ trong miệng tôi nói lời khách sáo. Uồng công tôi còn khen ngợi, đi Paris dạo chơi một chút đi, chương 517, Chủ tịch Trang nước Anh, mưa xuân lất phất bay. Một chiếc xe ben màu bạc, chậm chạp chạy đến trước trạm cuối của, ngôi sao châu Âu, ở London, dừng xe ở bên lề đường. Trang hạo nhiên mặc chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt, chiếc cà vạt màu trắng xanh, quần dài xanh đậm, bên ngoài mặc một chiếc áo len màu xanh nhạt cổ chữ V, ống tay áo săn lên đến khuỷu tay, lộ ra cánh tay to lớn. Anh cầm một chiếc túi sách LV màu nâu, phong thái hiên ngang, Yêu nhã nhận lấy chiếc ô trong suốt mà Selena đưa rồi nói, "Please go back. I can go there by myself." Cô trở về đi, một mình tôi đi được. Tay Selina cầm một chiếc ô khác, nhìn về phía vị giám đốc đẹp trai này muốn đi Paris, vẻ mặt hiên lên sự lo lắng và bất đắc dĩ cười nói, "Boss, you really want to fly to Paris to fire her?" "How can you so you can finally fire her in this big city?" Giám đốc, thật sự anh muốn đi Paris tìm cô ấy? Thế nhưng anh xác định, anh có thể tìm được cô ấy sao? Paris lớn như vậy. Trang hạo nhiên im lặng không lên tiếng, trong tay cầm chiếc ô trong suốt, nhìn về phía sân ga, ngôi sao châu Âu, ở xa xa, chậm rãi nói, no matter what, need to fire Otherwise, if you tell me, even cannot sleep every night. Tìm không được cũng phải tìm, tìm không được, trong lòng tôi cảm thấy không thoải mái. Mỗi buổi tối, tôi đều không ngủ được. Selina không nhịn được cúi đầu cười. Trang hạo nhiên nặng nề thở ra một hơi, sách túi hành lý, nói tôi phải đi rồi. Chúc anh có chuyến đi thuận lợi. Selina nhìn về phía anh, mỉm cười nói. Vẻ mặt trang hạo nhiên tươi cười, đôi mắt lóe lên sự kiên định, sách túi hành lý, cứ như vậy bước đi, hướng tới sân ga, ngôi sao châu Âu. Vật nhỏ, chờ anh, anh lập tức tới Paris tìm em. Mưa, vẫn rơi ảm đạm trên mặt đất. Đường khả hình nghe tiếng mưa rơi róc rách, rốt cuộc đi về phía sau phòng ăn, có ba phòng trống liên tiếp. Cô chọn lấy một căn phòng, kéo vali hành lý nhẹ đẩy cửa phòng ra, nhìn thấy một gian phòng nhỏ tầm mười mấy mét vuông. Ngược lại, mọi thứ đều đầy đủ, một chiếc giường đơn nhỏ, bên cạnh là một bàn. Làm việc kiểu châu Âu, có một chiếc cốc nhỏ trên bàn và một số cuốn sách về kinh doanh nhà hàng. Ngoài ra còn có một phòng tắm riêng và một lò sưởi âm tường, bên cạnh để vài cây củi. Đường khả hình im lặng đứng ở trong phòng, u ám và lạnh lẽo, cạnh giường có một chiếc cửa sổ nhỏ, những hạt mưa phù nhẹ nhàng rơi xuống. Cô lại nhớ đến người kia, trong lòng mềm nhún, cuối cùng vẫn thở nhẹ một cái, nhẹ nhàng buông hành lý ra. Bỗng có người đụng nhẹ vào người, cô quay mặt sang, nhìn thấy NIKY đang đứng ở trước mặt mình, đưa cho mình một tấm bưu thiếp. Cô cúi đầu sửng sốt, nhìn tấm bưu thiếp trong tay NIKY, ngẩng đầu lên nhìn vào cô ấy. NIKY mỉm cười nhìn đường khả hình, nói if you come here by yourself, I think you may need this, một mình cô đi tới nơi này, tôi nghĩ cô phải cần cái này. Đường khả hình nhìn tấm bưu thiếp trong tay NIKY, là phong cảnh Cambridge, cô im lặng nhìn một lúc lâu, mới mỉm cười nhận lấy, cúi đầu xoa nhẹ lên tấm bưu thiếp. Haviris, cô nghỉ ngơi một chút đi, NIKY vỗ vỗ vai của cô, sau đó mỉm cười quay người đi ra. Đường khả Hinh cầm bưu thiếp ở trong tay, nhớ tới đêm hôm đó vào lúc lò sưởi đang đốt lửa trang hạo nhiên lặng lẽ làm cơm cho mình nhìn bóng lưng mình đã từng dựa vào có mấy lần nước mắt muốn trào ra còn có lúc anh im lặng ngồi ở trước mặt cô đôi mắt sáng lấp lánh như những đốm lửa nhỏ bên trong lò nhìn cô thật dịu dàng đáy lòng kích động có chút xúc động về sự dịu dàng của anh cô nắm chặt biêu thiếp suy nghĩ thật lâu rốt cuộc đi lại trước bàn đọc sách ngồi xuống chiếc ghế nhỏ cầm lên bút máy từ túi sách kể từ sau khi đi cùng Trang Hạo Nhiên, cô vẫn thích dùng bút máy, bởi vì cô rất thích nhìn dáng vẻ cầm bút ký tên của anh, dáng vẻ thật đẹp trai, cô nhẹ nhàng dùng nét chữ xinh đẹp viết Trang Hạo Nhiên. Cô dừng bút, nhìn về ba chữ kia, có thể tưởng tượng ra anh đẹp trai nhã nhặn đang đứng trước mặt mình. Nhìn thấy đôi mắt dịu dàng của anh, còn có tính trẻ con hay tươi cười. Đôi mắt cô ôn nhu, lại để nhẹ bút xuống, đem biêu thiếp cẩn thận từng chút một đặt ở chỗ khuất bên trong bàn đọc sách sau đó cô nhanh chóng sắp xếp trang phục đem treo trong tủ quần áo vừa dọn dẹp vừa nhẹ nhàng hát bầu trời rộng lớn như vậy con người nhiều như vậy vậy tại sao lại để em gặp anh anh là người tốt là người hoàn hảo như vậy em đã từng hoài nghi có phải mình đang nằm mơ có một người nghe em tâm sự ở cùng một chỗ với em cả một đêm dài cùng nhau đếm sao ở bờ biển đón gió chỉ cần có anh em liền an tâm em là tâm can bảo bối của anh anh yêu em đến không còn đường trở lại cả đời này cũng không hối hận cùng anh lên núi thượng hải cùng anh trải qua đêm ngày vui vẻ hay đau khổ đều không sao cả em là tâm can bảo bối của anh thật lòng yêu em hy vọng em cũng thật lòng với anh anh nên cùng ly vì em anh nên uống say vì em đôi mắt đường khả hình hồng hào nhớ tới câu nói kia của trang Hạo nhiên em không xứng cùng anh đàm luận về rượu đỏ trái tim cô đau nhói khuôn mặt lập tức hiện lên sự quyết tâm cắn chặt hàm răng cầm áo khoác ngoài nhanh chóng nhét vào trong tủ quần áo. Hoàng hôn dần đến, lạnh lẽo cũng ùa tới, cảm giác mùa xuân ở Cambridge so với trong nước, vừa ướt át lại lạnh lẽo. Ra khỏi phòng, đi trên con đường nhỏ ẩm ướt tới cửa phía sau phòng ăn, nhanh chóng nhìn thấy Bruce ở phía sau quầy rượu, cầm điện thoại bàn nói chuyện thật lâu, cuối cùng dung thái độ kính trọng nói yes, that right. Our restaurant is ready to open and we will hire cooker and two waiter. Yeah, right, okay, You will note down this number. Look forward to your coming. If it can get past, we will report to you the item we need to buy. Thank you very much. Đúng vậy. Đúng vậy. Phòng ăn của chúng tôi đã chuẩn bị bắt đầu mở cửa, sau đó sẽ mời đầu bếp còn có hai nhân viên phục vụ. Đúng vậy. Đúng vậy. Vâng, tôi sẽ ghi nhớ, chờ mong ngài sẽ ghé qua. Nếu như chưa đạt tiêu chuẩn, chúng tôi cần mua đồ ăn vật phẩm sẽ báo cáo lại với ngài. Đúng vậy. Cảm ơn ngài. Đường khả hình nhìn thấy sắc mặt Bruce nghiêm trọng, liền đi qua, nhanh chóng hỏi có chuyện gì xảy ra vậy. NIKY vui vẻ đứng ở phía sau Bruce, nhảy qua, vỗ tay cười nói, The headquarter promises us that they would come for a visit. If there is no problem, we can start to business right away and they will also for us all things we need, like a win in whiskey. Tổng công ty đã đáp ứng chúng ta, phái nhân viên qua đây thị sát, nếu như phòng ăn hợp tiêu chuẩn, là có thể mở cửa kinh doanh. Hơn nữa sẽ cung cấp đồ dùng vật chất cho chúng ta, bao gồm cả rượu đỏ whisky. A, à, đường khả hình nhìn bọn họ, không hiểu nói, mọi người đang nói cái gì. Bruce để điện thoại xuống, nhìn về phía đường khả hình, nở nụ cười hóm hình mà đẹp trai, cầm lên từ điển anh trăng, đánh một câu tiếng anh, sau đó dịch thành tiếng trung, đưa cho đường khả hình nhìn. Đường khả hình cúi đầu nhìn về phía từ điển anh Trăng thấy dòng chữ, công ty sẽ phái người tới kiểm tra phòng ăn, nếu đủ tiêu chuẩn, sẽ chi cho chúng ta đồ dùng vật chất. Cho phép chúng ta thông báo tuyển dụng, cô mở to mắt, ngẩng đầu nhìn về phía Bruce, khuôn mặt vì kích động mà đỏ bừng, kêu to có thật vậy không? Yes, Bruce dương dương tự đắc, đắc y nói. a à, đường khả hình thét chói tai, vươn tay, kích động ôm NIKY cùng nhau xoay vòng quanh. Bruce im lặng không lên tiếng, nhìn về phía cô gái nhỏ kiên cường, khuôn mặt cũng nở nụ cười hiền hậu. Thời gian thật sự vô cùng quý giá. Đường khả hình quên mất đã hơn 20 tiếng đồng hồ mình chưa hề nghỉ ngơi, lúc này không nói hai lời, biết ngày mai tổng công ty phái người qua đây, ngay lập tức cầm cái chổi, khăn lau, thùng nước, kéo Bruce cùng NIKY còn có mic cùng nhau chạy đến chỗ chiếc lò. Trước hết mọi người nghe đường khả hình phân phó, cùng nhau quét sạch sẽ toàn bộ phòng rượu, NIKY phụ trách đổ rác, Bruce thì lau sạch giá đựng rượu, quét trên, quét dưới giá rượu, một bên quét một bên bị sặc khiến ông rất khó chịu. Đường Khả hình tươi cười nhìn ông, nhưng vẫn đem một bình rượu đỏ chuyển xuống. Nhìn thấy cậu bé Mick đang ngồi ở trên chiếc ghế băng nhỏ, trong lòng ôm một bình rượu đỏ, dùng đôi tay non nớt nhỏ bé, cầm khăn lau, chăm chú lau chùi bình rượu bụi bặm. Cô kích động ngồi xổm ở trước mặt cậu bé, nâng khuôn mặt nhỏ nhắn lên thơm một cái. Khuôn mặt Mick đỏ bừng, ngạc nhiên ngẩng đầu lên xấu hổ như tiểu vương tử, nhìn về phía đường khả hình. Vẻ mặt đường khả hình kích động nhìn mic, lại không nói gì thêm, chính mình cũng cầm khăn lau, đứng ở cạnh giá đựng rượu đỏ, một chai rồi lại một chai, dùng khăn lau chùi sạch sẽ. Thời gian từng chút từng chút trôi qua. Cho đến 10 giờ tối, Bruce cùng NIKY và Mick đã quét sạch sẽ các phòng. Sau đó đem tất cả chai rượu đỏ, lau chùi sạch sẽ, những lúc mệt mỏi, ba người bọn họ lại cùng nhau nhìn về phía đường khả hình. Đường khả hình ngồi ở trên băng ghế nhỏ, ôm một bình rượu đỏ, vẫn tiếp tục lau chùi, vừa xoa, vừa nhìn bọn họ nói câu slip. Mấy người bọn họ thực sự không chịu được, đành phải đi lên lầu, chuẩn bị nghỉ ngơi. Một mình đường khả hình tiếp tục với ánh mắt kiên định, nhanh chóng dùng khăn lau, lau sạch sẽ hơn 100 bình rượu đỏ còn lại trong phòng. Sau đó cầm giấy ghi chép lại giá cả từng loại rượu, phân loại từng loại rượu đỏ và nhanh chóng ghi lại số lượng từng loại rượu đỏ. Trên vách tường, Đồng hồ treo tường đã điểm 2 giờ sáng, Đường Khả Hinh mới sắp xếp gọn gàng toàn bộ rượu đỏ. Cô duỗi lưng một cái, cảm giác toàn thân đều đau nhức, liền kéo thân thể mệt mỏi đi ra khỏi phòng rượu. Ở thời điểm đang mệt mỏi, liếc mắt nhìn thấy cách rượu phòng rượu không xa toàn hoa và cây cảnh, tự nhiên cô lạnh run cả người, lấy lại tinh thần lập tức chạy về phòng trên lầu. Lúc này NIKY đã tắm sạch sẽ, đang ngủ trên giường, Đường Khả Hinh đẩy cánh cửa nhỏ đi vào nhìn cô ấy ngủ rất yên tĩnh, cô mỉm cười, đi tới bên giường, khom người nhẹ nhàng kéo chăn lên đắp cho cô ấy, trong bóng tối nhìn thấy gỏ má cô ấy, trông vô cùng lương thiệt. Đôi mắt đường khả hình lộ ra vẻ dịu dàng cùng kiên định, nhanh chóng đi ra khỏi phòng, trở về phòng của mình, tắm nước nóng sạch sẽ, mặc bộ quần áo thể thao, tóc buộc đuôi ngựa, lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn. Không nói hai lời, lấy ra chiếc hộp kim chỉ mới mua từ chợ, chạy ra phòng ăn, ngồi ở trước bàn ăn, với đôi tay nhỏ bé xinh xắn của mình, cùng một ngọn đèn nhỏ yếu ớt, may lại chiếc khăn trải bàn màu tím. Thời gian lại tiếp tục trôi qua. Cô gái này dường như không biết mệt mỏi, đôi mắt vẫn chăm chú mà sinh động, trong tay cầm chiếc khăn trải bàn màu tím, cầm kim, một đường rồi lại một đường khâu lại. Cứ như vậy, bóng dáng cô ngồi đó, một nửa là cô gái kia, một nửa là tâm hồn này. Sáng sớm, trên cái thế giới này còn có gì so sánh với vẻ đẹp của sáng sớm tinh mơ? những con sông chảy dài giống như gắn bó dịu dàng với nhau kéo dài về phía trước vô số màu xanh màu đỏ màu hồng của cây cối hoa cỏ những cơn mưa bụi trắng xóa lãng mạn như tranh vẽ gần đó là những kiến trúc cổ như những võ sĩ nghiêm khắc canh giữ sự dịu dàng này xa xa có tiếng chuông của giáo đường đang vang lên thời khắc thần bí và thần thánh tiếng mưa phùn bên ngoài phòng ăn vang lên trên bàn cô gái này đã cả đêm không ngủ sáng sớm khi nghe tiếng chuông ở giáo đường vang lên, rốt cuộc đã may xong cái khăn trải bàn cuối cùng. Tinh thần mệt mỏi, đôi mắt sưng vù, nhìn chiếc khăn trải bàn màu tím ở trong tay, tất cả đã được may xong, dưới ánh đèn lờ mờ không nhìn rõ những chỗ may vá. Cổ họng cô khô khốc, mệt mỏi thở hồn hền một hơi, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt cuối cùng gục đầu xuống những chiếc khăn trải bàn, hai mắt nhắm lại, nơi lỗ mũi những giọt máu đỏ tươi rơi xuống. Cô gái này, cũng không biết hôm nay là một ngày vô cùng quan trọng sao. Cửa phòng hội nghị lớn của tổng công ty hoàn cầu mở ra. Tưởng Vĩ Quốc dẫn đầu, theo sau là Lauren cùng Vitus, còn có các thành viên của ban giám đốc, chậm rãi đi vào phòng hội nghị rộng lớn, cùng ngồi xuống nhìn về màn hình lớn ở trung tâm. Các thư ký nhanh chóng phục vụ rượu, đi xóa tên, chỉ lấy mã số để chuẩn bị tư liệu, đưa rượu đỏ đến trước chỗ của chủ tịch cùng các thành viên. Thư ký trưởng cầm điều khiển từ xa lên, màn hình lớn ở trung tâm sang lên hiện lên phòng hội nghị ở tổng bộ Hoàn Á, trên chiếc ghế da của chủ tịch vẫn trống trơn như cũ. Đôi mắt tưởng vĩ quốc chăm chú, chậm chạp ngẩng đầu nhìn chiếc ghế da của chủ tịch Hoàn Á trên màn hình trung tâm. Hôm nay, chuyên gia hầu rượu đỏ giỏi nhất sẽ công bố kết quả cuộc thi so tài của các nhóm, đều là các nhóm vô cùng tài giỏi, lần đầu tiên nhìn thấy hình ảnh chân thật, bọn họ phục vụ ở phòng ăn, đi qua màn hình video, xuất hiện trước mặt vị chủ tịch có thể nói là một ngày hết sức quan trọng. Chủ tịch trang tới, âm thanh trên màn hình truyền tới. Mọi người dối rít ngẩng đầu lên, cùng nhìn về phía màn hình trung tâm. Chương 518, phản đối. Phòng hội nghị tại tổng bộ tập đoàn Hoàn Á, ầm ầm mở ra. Dẫn đầu là một người mặc Âu phục cùng màu với áo sơ mi trắng, thắt cà vạt màu bạc kiểu trung niên, cả người toát ra sự hiền từ, đầy thân thiết, hơn nữa vóc dáng ông ta thập phần mê người, đôi mắt thâm thúy, dịu dàng Môi mỏng gợi cảm, rất khiêm tốn mím nhẹ cánh môi, nhìn ra được là người ưu tú, giỏi giang, ôn hòa nhưng vẫn giữ vững nguyên tắc của một người đàn ông, nhất định thời niên thiếu, ông ấy là người rất đẹp trai, có nghị lực vô cùng mạnh. Trang Tính Vũ mang theo vẻ mặt hiền hòa, tươi cười thân thiết, đi lên ngồi vào ghế chủ tịch, nhìn về phía nhân viên quản lý phụ trách rượu đỏ đang đứng yên lặng trong phòng hội nghị này, ông khẽ gật đầu, giơ tay ra hiệu cho mọi người ngồi xuống nhân viên trầm mặc ngồi xuống mà ba người thư ký có nhiệm vụ giữ bí mật của hiệp nghị thành viên ban giám đốc cũng đồng thời chỉnh lại Âu Phục ngồi ở vị trí phía dưới chủ tịch. Trang tính vũ mỉm cười, ngẩng đầu nhìn về phía các thành viên ban giám đốc khu vực Trung Quốc trên màn hình lớn, ông chậm chạp mở cúc áo Âu Phục ngồi trên ghế ra, thư ký trưởng tả linh cẩn thận từng ly từng tí mở ra tài liệu đưa đến trước mặt ông, nhẹ giọng nói đây là tổ thi đấu xuất sắc nhất trong các tuyển thủ, họ đã bộc lộ hết tài năng của mình. Tổng cộng có 8 vị, Ưm, ừ, trang tính vô tiếp nhận tài liệu nhìn về phía thể lệ mỗi một buổi phục vụ rượu đỏ, tất cả người trong tài liệu đều được giữ bí mật họ tên cùng chức danh trong tư liệu sở hữu của tập đoàn, chỉ lưu lại ảnh chụp cùng tư liệu lúc phục vụ rượu đỏ, ông mỉm cười gật đầu. Tả Linh trầm mặc muốn xoay người. Hạo nhiên đâu? Trang tính vũ trầm mặc nhìn về phía tư liệu phục vụ rượu đỏ, bèn hỏi. Tả Linh quay đầu có chút cố kỵ nhìn ông một cái, mới miễn cưỡng bật cười, ách, dạ, dạ, hình như đi, đi Paris động tác trên tay trang tính vũ ngừng lại nhìn tài liệu sắc mặt ngưng động nói đi đến nơi nào tả linh cảm thán nhìn ông cười khổ nói đi paris hai mắt trang tính vũ như có như không cười một cái bất đắc dĩ nói xúc sinh tả linh cúi đầu mím môi khẽ cười lauren ngồi ở vị trí tổng quản trông coi rượu đỏ nhìn phía hai vị chủ tịch của hai tập đoàn hoàn á và á châu cùng các thành viên ban giám đốc đã an vị liền tôn kính mỉm cười đứng lên nhìn các vị đó Thông thả nói, "Mới đây, một cuộc thi lớn về rượu đỏ đã bắt đầu, nói về tổ xuất sắc nhất ở kỳ thi lần này. Ở vòng thi thứ nhất, chúng tôi rất cao hứng chọn ra 8 vị phục vụ rượu đỏ ưu tú nhất, không phân biệt bọn họ đến từ các phòng ăn của khách sạn thuộc tập đoàn hoàn cầu trên toàn thế giới, mà hôm nay tất cả 8 vị phục vụ rượu đỏ ưu tú này đều tụ họp tại nơi đây." Trang Tính vô cùng tưởng vĩ quốc đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía màn hình lớn, chính giữa màn hình xuất hiện Giang Tử Thần ở phòng ăn ngựa Tôn, biểu tình lãnh đạm vẫn đứng ở bên cạnh khách hàng ở phòng ăn, ôn hòa mà khiêm tốn, vì khách hàng biểu diễn rượu đỏ, chuyên nghiệp mà tự tin, hiểu rõ thức ăn cùng rượu đỏ, hết sức đặc biệt, khách hàng nghe được đạo lý rõ ràng, một loạt hình ảnh trong quá trình giải rượu thập phần đặc sắc. Lauren mỉm cười nhìn về phía giang tử thần. Sắc mặt Peters hơi căng, thái độ vẫn thập phần lãnh đạm. Giang tử thần phục vụ rượu đỏ xong, liền nhìn về phía ống kính video, tôn kính không người gửi lời hỏi thăm đến mọi người vị này chính là tuyển thủ số 1, Lauren hướng về phía video giơ tay mỉm cười, tiếp tục giải thích, nửa tháng trở lại đây, anh ta đã bán được 200 vạn hóa đơn rượu đỏ, hiện nay đang giữ vị trí quán quân. Tưởng Vĩ Quốc cùng trang tính vũ đồng thời cúi đầu nhìn kỹ tài liệu cá nhân mà không nói lời nào. Thư ký trưởng lấy điều khiển từ xa, đưa ống kính đến phòng ăn ngự lan thuộc câu lạc bộ Á Châu, chính giữa màn hình xuất hiện một người mặc y phục nhân viên phục vụ rượu đỏ, tướng mạo sáng sủa động lòng người, đó là một cô gái xinh đẹp, chỉ thấy khuôn mặt cô nhỏ nhắn đáng yêu, đứng trước ba vị khách người nước ngoài, vượt mức quy định tiêu chuẩn tiếng Anh, chiêu đãi bữa ăn tối ngon nhất trong phòng ăn, sau đó nhiệt tình trò chuyện, trên bàn là một cái lò than, đem một cái mâm chứa hơn 300 khối rượu của trang trại rượu đỏ. Toàn bộ đảo đều trong bình thủy tinh, chậm rãi đun nóng. Lauren nhìn thấy hình ảnh đó, mỉm cười nhìn về phía Vitus. Vitus tiếp tục duy trì thái độ lãnh đạo, nhìn thấy tất cả việc làm của thiên thiên, vẫn không có thay đổi thái độ tốt hơn, dù sao yêu ai yêu cả đường đi lối về, cô là học trò của Trang Hạo Nhiên, cũng coi như là tiểu đồ đệ của mình rồi. Khách hàng kinh ngạc phát hiện, rượu đỏ cũng có thể uống như vậy, bọn họ vui vẻ vỗ tay, thiên thiên cũng tươi cười động lòng người, mời khách hàng chậm rãi thưởng thức rượu đỏ, mỉm cười nhìn về phía hai vị chủ tịch, gật đầu chào. Tưởng Vĩ Quốc cùng Trang Tính Vũ lại đồng thời cúi đầu, nhìn tài liệu cá nhân của thiên thiên, hai người này đều là vũ khí bí mật của tưởng thiên lỗi và trang hạo nhiên vẫn luôn giấu kín chưa từng suốt đầu lộ diện lauren mỉm cười đứng lên giải thích vị này chính là á quân từng ở phòng ăn câu lạc bộ trong vòng ba ngày đã bán được hơn trăm vạn hóa đơn rượu đỏ bằng tốc độ kinh người đang theo sát tuyển thủ số một tưởng vĩ quốc cùng trang tĩnh vũ còn có toàn bộ nhân viên đang bàn luận trầm mặc gật đầu thư ký trưởng tiếp tục giới thiệu các tuyển thủ phục vụ rượu đỏ có người đến từ nước mỹ nước Anh, Ý. Cho đến tư liệu cuối cùng về một phục vụ rượu đang ở trong tay mọi người, nghi tâm tưởng vĩ quốc căng thẳng, nhìn về phía tuyển thủ thứ 8, tức là tư liệu về đường khả hình, vì vụ si căng đan lúc trước giữa cô gái này cùng con trai mình, liền mất hứng, khách quan nói, chờ một chút. Thư ký cầm điều khiển trong tay cắt đến đoạn này đã là 7 giờ sáng ở nước Anh, nghe chủ tịch nói thế, liền nghi ngờ dừng lại động tác trên tay, nhìn về phía ông ấy. Tưởng Vĩ Quốc lạnh lùng ngẩng đầu nhìn ảnh chụp đường khả hình ôn nhu, ngọt ngào, ánh mắt hết sức lợi hại nói, tại sao tuyển thủ thứ 8, ở vòng thi đấu thứ nhất lại mới xuất hiện tại phòng ăn ở nước Anh, thậm chí không có bán được một khoản rượu nào cả, cô ta dựa vào cái gì, có tài năng gì mà ở giữa bao nhiêu tuyển thủ được lọt vào top 8 người ưu tú này hả? Mọi người trầm mặc nhìn về phía Lauren và Vitus. Vitus thản nhiên ngẩng đầu, ông luôn luôn dùng thái độ cứng rắn nói, tôi làm cho cô ấy trung tuyển. Vì sao? Tưởng Vĩ Quốc nhìn Vitus, lạnh lùng hỏi. Vitus ngồi tại vị trí của mình, gương mặt căng ra, không có một chút thỏa hiệp nào hết. Khẩu khí cứng rắn nói, chỉ bằng ngày hôm qua, cô ấy đáp ứng với tôi một chuyện. Chuyện gì? Tưởng Vĩ Quốc quay mặt sang, vô tình, lãnh đạm nói. Đôi mắt Vitus thâm thúy, lạnh lùng mở miệng nói, mấy ngày trước, cô bé này đáp ứng tôi một việc. Lẻ loi một mình đi tới nước Anh mà không biết tại đây đang tiến hành thi đấu rượu, thế nhưng cô bé muốn đi tới cái phòng ăn đã nhiều năm không có ai công phá được đó chính là phòng ăn lily lúc này rốt cuộc trang tính vũ cũng ngẩng đầu nhìn về phía vitus cambridge phòng ăn bách hợp sao tưởng vĩ quốc nhìn về phía vitus lạnh nhạt mở miệng đúng vitus lãnh đạm nói tưởng vĩ quốc lại thong thả cười lạnh nói cô ta rốt cuộc có thể làm nổi việc đó hay không đây là việc không thể đoán được thế nhưng ông lấy việc không biết trước tới khiêu chiến những người đã biết gì đó, như vậy có quá không tôn trọng cuộc thi này không? Vitus nhìn Tưởng Vĩ Quốc, mỉm cười nói, "Chủ tịch tưởng, ngài cảm thấy đã biết và không biết, có làm cho thế giới lớn hơn được không?" Nghi Tâm Tưởng Vĩ Quốc nhíu chặt nhìn Vitus. Khuôn mặt Vitus lạnh lùng, bộc lộ thái độ cương quyết nói, "Đối mặt với tương lai của đế quốc rượu đỏ hoàn cầu, chúng ta cần tìm nhân tài ở nhiều phương diện, thậm chí cố gắng đạt tới tố chất tâm lý của bọn họ, đạo đức cá nhân" hành vi đều phải nhất nhất khảo nghiệm thế nhưng tôn chỉ làm việc của tập đoàn là muốn người mới dũng cảm làm việc hết mình có bao nhiêu người hả gần nhất cũng chỉ có thể phục vụ rượu chúng ta không cần làm việc quá lớn như vậy lauren gật đầu vậy cũng không thể tùy tiện tuyển chọn một người đến phòng ăn bách hợp rốt cuộc tưởng vĩ quốc đối với đường khả hình chán ghét mặt lạnh nói tuyển thủ này thậm chí cô ta không có bất kỳ biểu hiện đặc biệt nào của một tuyển thủ đối với phòng ăn ở khách sạn có những cống hiến gì chứ Vitas quay mặt nhìn về phía Tưởng Vĩ Quốc, bình tĩnh nói: "Chủ tịch Tưởng, theo tôi được biết vị tuyển thủ này đã từng giúp Tổng giám đốc Trang thuyết phục thành công, lấy được khu đất có vị trí quan trọng, cũng như đã dũng cảm thuyết phục ủy viên Trương ở nước ta dùng món canh ngọt, đã gián tiếp giúp Tổng giám đốc Tưởng có được công văn phê duyệt phần thứ nhất của dự án khách sạn dưới nước." Đầu cơ trục lợi gì đó, cùng với việc thi đấu không thể nhập lại thành một được. Tưởng Vĩ Quốc cứng rắn đóng lại tư liệu của Đường Khả hình. Vẫn nộ nói, tôi phản đối tuyển thủ thứ 8 chúng tuyển ở vòng thi đấu rượu đỏ này. Hẳn là nên xóa bỏ tư cách thi đấu của cô ta. Sắc mặt Peters vẫn cứng rắn. Lauren lo lắng nhìn về phía hai người, có cảm giác không ổn. Chuyện này không cần bàn lại nữa. Bảy tuyển thủ ở vòng thi đấu thứ nhất, tôi đã nhìn qua. Bọn họ rất ưu tú. Những người còn lại, các vị không cần thảo luận nữa. Tưởng vĩ quốc lập tức đứng dậy, Triệt để hủy bỏ tư cách dự thi của Đường Khả Hinh chương 519, quỷ a. Vitus cũng lập tức đứng lên, sắc mặt cứng đờ, lúc trước Hoàn Cầu mời mình về chủ trì đại cục của trận thi đấu phục vụ rượu này, một lần nữa chứng minh mình có quyền ra quyết sách. Vĩ Quốc, chờ một chút, một giọng nói hết sức ôn hòa truyền đến. Tưởng Vĩ Quốc đứng tại chỗ, ngẩng đầu, nhìn về phía giữa màn hình trang tính vũ, lạnh lùng nói, thế nào, ông muốn phản đối ý kiến của tôi? ông không cảm thấy cô gái kia hiện tại đối với tập đoàn chúng ta là một tuyển thủ không có chút cống hiến nào sao không giống như các tuyển thủ khác đến từ khắp nơi trên thế giới phải nỗ lực và cố gắng để vượt qua trận thi đấu này còn cô ta thì được đặc biệt thu nhận sao vòng thi đấu thứ nhất cũng đã như thế tương lai còn muốn như thế nữa sao người khác sẽ nhìn hoàn cầu bằng ánh mắt thế nào đây lauren thong thả đứng dậy nhìn về phía tưởng vĩ quốc bình tĩnh mỉm cười nói chủ tịch tưởng xin ngài cứ an tâm đừng nóng vội chúng tôi được mời về tổng bộ quản lý rượu hoàn cầu cho nên chúng tôi vẫn giữ vững tinh thần cuộc thi đấu lớn cũng sẽ không hạ thấp tinh thần cuộc thi này mở rộng cánh cửa lúc đó vị tuyển thủ này trong thời điểm phục vụ rượu ủy viên trương cuộc thi đấu nhỏ kỳ thực đã sớm bắt đầu mà trận thi đấu ngày đó vị tuyển thủ này thắng được rồi tôi còn muốn nói một việc là kết quả thi đấu của vị tuyển thủ này ban đầu vitus tiên sinh đưa ra phản đối cho nên cũng không như những gì ngài tưởng tượng chúng tôi lấy sự yêu thích bản thân mà đánh mất nhân cách cùng tinh thần thi đấu tưởng vĩ quốc lạnh nhìn về phía lauren nói nếu thật là như vậy ngay lập tức sẽ hủy bỏ tư cách tham gia thi đấu không có gì để nói nữa trận đấu nghiêm túc không cần nói thêm gì nữa ông nói hết lời lập tức xoay người rời khỏi lauren sửng sốt vĩ quốc trang tính vũ rốt cuộc mỉm cười lên tiếng nhìn về phía người bạn tốt nhiều năm qua thông thả nói chờ một chút khó có được cuộc họp này tôi luôn muốn có cơ hội nói vài câu tưởng vĩ quốc dừng bước lại lạnh lùng mà cương quyết ngẩng đầu lần nữa nhìn hướng màn hình trang tĩnh vũ từng chữ từng chữ nói ông còn có gì tốt đẹp muốn nói sao trang tĩnh vũ nhìn về phía tưởng vĩ quốc điềm đạm thông thả cười nói tôi chỉ muốn nói một câu nói chúng ta có thể sẽ mất đi một phục vụ rượu một tuyển thủ nhưng chúng ta không thể mất vitas tưởng vĩ quốc hai tròng mắt ngưng động Vitus đứng ở chỗ cũ, nét mặt trầm mặc và cứng rắn. Tất cả các thành viên trong hội đồng quản trị, còn có các nhà phê bình đều im lặng không lên tiếng. Trang tính vũ nhìn mọi người trước màn hình, mỗi người đều im lặng không nói, hai tròng mắt hiện lên một điểm ấm áp cùng hiền lành tươi cười, tiếp tục thong thả nói, như Vitus tiên sinh nói, không biết gì về thế giới, so với việc đã nhận thức về thế giới này còn có ý nghĩa hơn nữa, đúng là, từ trước tới nay, chúng ta đều quản lý tập đoàn theo lý trí, thế nhưng những gì liên quan đến rượu đỏ, chúng ta đều hiểu được rằng, đây là nghệ thuật thăng hoa, nhất định phải có đủ tinh thần sáng tạo, hơn nữa Vitus tiên sinh cùng Lauren tiên sinh đã trong lĩnh vực rượu đỏ nhiều năm qua. Là những bậc thầy vang danh, nhìn tuyển thủ nhất định tốt hơn chúng ta. Không trong nghề không thể biết được, mong các vị thông cảm một chút cho những người lãnh đạo như chúng tôi, khi mọi người phát huy tinh hoa trí tuệ của mọi người, suy nghĩ một chút chúng ta kỳ thực cũng là một phần tử vì tập đoàn mà phục vụ thôi nếu như quy chế thi. Đấu không công bằng, những thành viên khác trong hội đồng quản trị nhất định sẽ mất hứng, tuyển thủ cũng sẽ mất hứng, dư luận thì không cần phải nói, áp lực của chúng ta thực ra mọi người sẽ không ngờ được. Cánh cửa này được mở ra thực sự không hề dễ dàng. Để cửa rộng mở, trước sau lại bao nhiêu người chỉ trích chúng ta, ảnh hưởng đến toàn bộ tập đoàn, mở ra quá nhỏ, lại nói chúng ta cổ hủ, hồ đồ ngu xuẩn, đọc sách cổ mà không biết vận dụng, thậm chí bảo thủ không có năng lực một vài thành viên, còn có nhà phê bình, nhao nhao cúi đầu mỉm cười. Vitus sắc mặt hơi hòa hoãn. Trang tính vũ lại một mình cười rộ lên nói, tôi cùng với chủ tịch tưởng đều đã là hai lão già dày dạn kinh nghiệm, đều dày vò gây sức ép mọi người không ít lần, nhất là chủ tịch tưởng, nếu như không phải ông ấy tác phong cương quyết, chống đỡ một mảnh trời tập đoàn này, hẳn là các vị cũng không nhất định có thể thông thả thể hiện tài năng. Mọi người đều không lên tiếng, Trang tính vũ nhìn thấy tưởng vĩ quốc cùng Vitus vẫn kiên quyết như cũ đứng đó, ông liền mỉm cười giơ tay lên cao nói, đến đây, đều ngồi xuống, đều ngồi xuống cả đi. Vì việc này có những bất đồng quan điểm, là chuyện bình thường, không cần động một chút là đứng lên, đập bàn rời đi, đây là sự sỉ nhục đối với người phương Tây. Thư ký trưởng cùng thư ký của Vitus lập tức đi qua, xin ý kiến hai vị rồi lại ngồi vào vị trí của mình. Trang tính vũ lại mở tư liệu, Liếc mắt nhìn qua sơ yếu lý lịch của vị tuyển thủ thứ 8 kia, là hình chụp một cô gái nhỏ trẻ tuổi hết sức năng động cùng đáng yêu, do so dự một hồi, liền mỉm cười ngẩng đầu nói, "Hôm nay là ngày tốt lành để nhìn thấy các vị tuyển thủ, vị tuyển thủ thứ 8 được tham dự, cũng đích thực là vì hầu rượu ủy viên Trương Thành Công, vì tập đoàn Mang." Đến lợi ích lớn mạnh, một cánh cửa này cũng hẳn là nên được mở ra, so với mấy trăm vạn hóa đơn rượu đỏ, phê duyệt nhà hàng rượu dưới nước kia, tác động đến hợp đồng gần nghìn triệu. Chủ tịch tưởng, hai lão già chúng ta, hãy để cho chuyên gia rượu đỏ làm chủ một lần đi. Mọi người không dám nói chuyện, nhà phê bình cũng chậm chạp quay đầu, nhìn về phía Tưởng Vĩ Quốc. Tưởng Vĩ Quốc vẫn mặt lạnh như tiền, im lặng suy nghĩ thật lâu, mới quay đầu nhìn về phía những nhà phê bình rượu đỏ khác hỏi các ông có ý kiến gì không. Bậc thầy trong lĩnh vực rượu, chủ trì 12 lĩnh vực rượu đỏ tại yến tiệc cao nhất Fiona một người phụ nữ tuổi chừng 40 có một chút điềm đạm nhưng đối với rượu đỏ lại vô cùng nhiệt tình, chỉ thấy cô mặc trang phục thời thượng, ngồi tại vị trí của mình, khuôn mặt tươi cười nói, tôi cảm thấy mọi người hẳn là đều đem ánh mắt hướng tới quy tắc thi đấu của vòng thi thứ nhất, vòng thi đấu lần này là kinh doanh đơn hàng rượu đỏ, nếu là kinh doanh đơn hàng, tất nhiên sẽ có liên quan đến phòng ăn, hơn nữa lúc đó chúng ta đặt ra quy tắc thi đấu. Vốn sẽ phải nhằm vào lượng người và tỷ lệ phần trăm bình quân tăng trưởng kinh tế nơi đó, mới quyết định người thắng cuộc cuối cùng. Theo tôi được biết, phòng ăn bách hợp là một phòng ăn đã bỏ hoang gần 10 năm, đến bây giờ cũng không có một vị hầu rượu nào có thể làm ra một sự thay đổi nào trong đó cả. Nhằm vào điểm này, tôi thực sự tò mò, vị tuyển thủ thứ 8 này sẽ mang đến cho chúng ta cái gì, sự thay đổi này có thể gây xúc động lòng người nhất không đây? Điều này liền làm cho hành trình kỳ diệu, mở một cánh cửa của Harry Potter, why not, tại sao không? Nếu như cô ấy thực không làm nên bất kỳ sự thay đổi nào, quyết định của chúng ta cũng sẽ không cần phải tranh cãi thêm gì nữa. Mọi người đều sôi nổi gật đầu. Trang tính vũ mỉm cười cúi đầu, cầm bút máy lên, ghi vào tư liệu, trêu chọc nói, nếu như tôi nhớ không lầm, Fiona người đứng đầu trong 12 lĩnh vực rượu đỏ tại Yến Tiệc, chủ đề chính của cô là bàn bạc lợi ích quarter thứ năm, coi xích Hà Châu như máu tươi, không ít người sợ hãi. Mọi người đều cười bầu không khí thoáng chút thoải mái tốt trang tính vỗ ngẩng đầu nhìn về phía mọi người mỉm cười nói nếu như các vị đều đã nói như vậy chúng ta liền xem trước một chút về vị tuyển thủ này có thể mang đến cho sự thay đổi gì cho chúng ta hay không thư ký nghe thấy thế liền hiểu ý cầm điều khiển từ xa mở màn hình đến hình ảnh cuối cùng bắt đầu tiếp nhận số liệu mới nhất cơn mưa nhỏ ảm đạm tựa như một lớp lụa mỏng nhẹ nhàng bao trùm bức họa huyền thoại ở cambridge một chiếc xe con màu đen chậm rãi chạy dọc theo con đường nhỏ, hướng phòng ăn chạy tới. Cánh hoa anh đào màu trắng vẫn nhẹ rơi trên mặt đất ẩm ướt dọc theo hai bên đường, tạo thành một thảm hoa màu hồng phấn. Hoa anh đào, ở một đất nước nào đó, mùa hoa đã qua, thế nhưng sự lãng mạn ở nước ngoài vẫn còn kéo dài, có chút thời gian, chúng ta phát hiện ra sự thay đổi của mình không là gì cả, nhưng lúc đang thay đổi chính mình, một lần nữa lại chiếm được thế giới gương mặt một nam một nữ dẫn đầu, toát ra tinh thần chuyên nghiệp mà nghiêm túc, khi xe chạy hết con đường nhỏ, dừng lại dưới cây nguyệt quế, nhìn qua bên phải con sông lớn kia, có một phòng ăn ở trong mưa, phong cảnh Cambridge như một cơn gió, chiếu ra ánh sáng cổ xưa mà lại mê hoặc lòng người, hai tròng mắt họ sửng sốt. Phòng họp tại Trung Quốc Ông Kính đã sẵn sàng, thư ký trưởng nói, liền nhập số liệu vào máy vi tính, để cho hình ảnh một lần nữa thay đổi. Mọi người ồn ào ngẩng đầu, nhìn về phía màn hình lớn. Màn hình lập tức xuất hiện cảnh mưa nhỏ mơ hồ, một phòng ăn nhỏ cổ điển mà đẹp đẽ, lập tức lọt vào ống kính, phòng ăn bách hợp từng tan nát cũ kỹ, dường như trải qua sự gột rửa của một trận mưa xuân, rực rỡ hẳn lên, mặc dù mưa phùn cùng sương mù, nhưng vẫn cảm giác được nó lóng lánh, nóc nhà cổ xưa, cửa chính phòng ăn đậm phong cách kiểu Âu, rèm cửa xinh đẹp màu tím thạch anh, hai bên phía ngoài phòng ăn mang đậm phong cách Anh quốc, bài trí hai cái bàn tròn nhỏ riêng biệt cùng với ghế dựa nhỏ đáng yêu. Thậm chí hông bên trái phía dưới cùng, còn bầy biện đồ sứ hoa văn xanh Trung Quốc, lại còn có ghế nằm màu tím, gối tựa màu đỏ thấm, tăng thêm một chút ấm áp của mùa xuân cho phòng ăn. Trái phải hai bên phòng ăn dưới tán cây hồng, còn đặt hai bàn đu dây màu tím, một chú mèo màu trắng tuyết mũm mĩm, nhẹ nằm trên ghế dựa, lười biếng ôm đầu nằm ngủ. Trang tính vô ánh mắt sáng ngời, vẻ mặt kinh ngạc tươi cười. Mọi người cũng xôn xao ngạc nhiên nhìn về hình ảnh này. Vitus cũng nhìn về phía phòng ăn bách hợp dưới màn mưa này, một buổi sáng tuyệt vời, phong thái vô cùng lãng mạn cùng tươi mới xuất hiện trước mắt mình, nhớ tới cô gái kia đã từng tuyệt vọng cầu xin muốn rời khỏi nơi này, còn chưa qua 48 tiếng đồng hồ trước, hai tròng mắt ông không khỏi sáng lên ánh mắt tán thưởng cùng đau lòng, an ủi tươi cười, nét mặt phong phú, vô cùng vui sướng. Lauren cũng xúc động gật đầu, khẽ cười Tưởng Vĩ Quốc nhìn hình ảnh kia, khuôn mặt lạnh lùng, biểu lộ một chút nghi ngờ. Ông kính càng lúc càng đến gần. Một bức tranh đồng cỏ xanh biếc, dùng cây gỗ màu trắng, bố trí trên mặt đất đường nét vô cùng nghệ thuật, động lòng người, làm cho phòng ăn cổ xưa này tăng thêm phần sáng sủa. Trang tính vũ để thư ký lấy mắt kính đưa cho mình, đeo lên, thấy ánh mắt chủ tịch hết sức chuyên chú, nhìn về phía màn hình lớn. Một nam một nữ cầm ô, cùng nhau nhanh chóng đi lên cầu thang phòng ăn, kéo rèm cửa sổ thủy tinh của phòng ăn ra bước vào toàn bộ phòng ăn dường như được rót vào một dòng máu tươi mới rực rỡ hẳn lên bức tường điêu khắc nổi tao nhã mà mê người khăn trải bàn màu tím lãng mạn ở giữa là chiếc lọ thủy tinh trong suốt ánh nến tỏa ra sáu sắc màu lung linh huyền ảo bên trái cửa sổ sát đất tấm lụa màu trắng mở ra bố trí một ghế dựa màu tím hai cái gối tựa màu đỏ thẫm màu sắc nồng đậm này làm nổi bật hàng cây hồng ướt mưa ngoài cửa sổ phản chiếu ánh sáng lãng mạn mà vô cùng mê hoặc. Mọi người lại ngạc nhiên nhìn về phía màn hình lớn. Fiona càng không thể tin nổi giờ bút lên, hướng màn hình lớn, ngạc nhiên đưa ra câu hỏi, theo giờ London, vị chuyên gia hầu rượu này, sáng sớm ngày hôm trước đã đến Cambridge sao? Đúng vậy, thư ký trưởng lập tức nói, dựa theo báo cáo về thời gian, theo giờ ở London, ngày hôm trước đã đến phòng ăn Cambridge lúc 10 giờ. Trời à, Fiona lại kinh ngạc nhìn về phía toàn bộ phòng ăn, mỉm cười nói, phòng ăn rực rỡ hẳn lên không phải là việc khó, thế nhưng trong khoảng thời gian ngắn mà rực rỡ hẳn lên, chứng tỏ người này thực sự là người có tài. Đây mới là điều quan trọng nhất, tôi thực sự muốn gặp cô gái nhiệt tình kia. Vitus hai tròng mắt chợt lóe, khẩn trương hơn bình thường nhìn về phía cô học trò nhỏ nhiều ngày không gặp. Baby, di tap cưng ơi, dậy mau, N-I-K-Y mặc áo ngủ, khuôn mặt nhăn lại, vừa gãi ngứa phía sau lưng, vừa đi ra, muốn đi tìm con mèo, lại nhìn thấy một nam một nữ mặc đồng phục màu đen, bộ dạng như nhìn thấy quỷ, cô sợ mắt mở to, miệng há to kêu a à một tiếng mười ngón tay, run run rẩy dày, dày hét ẩm lên, hô to, gót. Đường khả hình nhất thời bị đánh thức, ngẩng đầu, nhờ đôi mắt nhức mỏi, tóc rối tung, cầm còn đọng chút máu, mơ hồ nhìn về phía một nam một nữ bộ dáng giống như quỷ đang đứng trước mặt mình, trong nháy mắt cô lập tức tỉnh táo hít một hơi khí lạnh, Hai mắt trợn to, đem hết dũng khí, kêu to quỷ a. Ừm, um, cô vội vã ôm lấy mâm thủy tinh, còn chưa kịp suy nghĩ nên phản ứng thế nào với tình huống này, đã hướng đỉnh đầu người đàn ông đập xuống. Chương 520, ngài nguyện ý sao? Một trận khóc than lại truyền đến. Nam nhân viên công tác bị đập vào đầu, ngồi ở vị trí, vẻ mặt lộ rõ sự thống khổ, nhìn đồng nghiệp đang bôi thuốc cầm máu cho mình. Bruce bị đánh thức, nhìn về phía hắn với vẻ ái náy cũng bận rộn giúp đỡ chuyển các loại băng gạc. NIKY lộ ra vẻ mặt đáng thương, đồng tình, muốn giúp đỡ anh chàng đẹp trai người Trung Quốc kia nhưng anh ta không khách khí gạt tay cô ra, nghiêm nghị nhìn về phía cô. NIKY nhún vai, quay đầu lại nhìn về phía một người khác cũng vô cùng đáng thương. Đường khả Hinh mặc bộ thể thao màu trắng, trước ngực còn có vài giọt máu, tóc trên trán vô cùng lộn xộn xóa xuống, ghim bằng chiếc ghim nhỏ, lỏng lẻo rơi sang một bên. Bộ dạng lôi thôi, nhếch nhác, bất đắc dĩ đứng ở trước quầy rượu đầu cúi xuống không dám ngẩng lên nhìn màn hình máy tính trước mặt cô biết tất cả những người bên trong đều là những nhân vật lo tớn của hoàn cầu chỉ là thỉnh thoảng gạt tóc trên chán qua một bên xoa lỗ mũi một chút rất sợ máu mũi sẽ tiếp tục chảy xuống trên màn hình lớn các thành viên ban giám đốc cùng những vị giám khảo cuộc thi đồng thời im lặng ngạc nhiên nhìn về phía màn hình lớn cô gái kia có dáng người nhỏ bé bộ dạng thật sự khó coi không có chút ánh sáng như một cô gái nhỏ nhà bên cạnh, sợ hãi rụt rè đứng ở trước ống kính, run rẩy nắm lấy ngón tay út của mình. Đây chính là cô gái, trong 48 tiếng đồng hồ ngắn ngủn, đem một nhà hàng cũ hơn 10 năm rực rỡ hẳn lên, tuyển thủ thứ 8 tham gia cuộc thi. Bình thường người có thể tham gia vào nhóm thi đấu chuyên gia hầu rượu, đều là những người phụ vụ rượu giỏi nhất trên thế giới. Bọn họ không chỉ có tài thưởng thức rượu đỏ cao siêu, càng thêm thay đổi những từ ngữ khác phải biết rằng thức ăn ngon cùng thời trang là như nhau, ngày ngày đều phải có một bước phát triển mới, tâm hồn và suy nghĩ của bọn họ như một người sáng tạo nghệ thuật, thậm chí đem sự sáng tạo trong thức ăn cùng rượu đỏ của chính mình coi như một tác phẩm nghệ thuật. Cho nên các chuyên gia phục vụ rượu luôn luôn phục vụ những nơi cao cấp, phục vụ những vị khách tôn quý nhất, đa số bọn họ đều đến để thưởng thức tài năng của những phần tử tinh anh. Trái lại, nhìn bộ dạng này của Đường Khả Hinh, các chuyên gia đều im lặng không nói gì. Tưởng Vĩ Quốc lắc đầu, nhìn cô với ánh mắt ghét bỏ. Vẻ mặt Peters vô cùng đau lòng, vài ngày không gặp học trò của mình, đứng ở trước ống kính, bộ dáng sợ hãi rụt rè, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đứt quãng. Đôi mắt trang tính vũ lộ một ra vẻ trầm tư suy nghĩ và sâu sắc, nhìn về phía thân hình cô gái nhỏ nhắn xinh đẹp trên màn hình lớn kia, nhẹ nhàng nói đem ống kính lại gần một chút. Thư ký nghe xong, ngón tay nhanh chóng di chuyển trên bàn phím máy tính truyền lệnh. Ở trước ống kính, màn hình lớn ngày càng sát lại, Trang tính Vũ nhìn về phía cô gái nhỏ đang cúi đầu ở trước mặt, tóc rối bời, nhẹ rũ xuống, thỉnh thoảng còn vươn tay nhẹ lau đi vết máu ở khoang mũi, bộ dáng rụt rè, rốt cuộc không nhịn được lòng hiếu kỳ liền hơi ngẩng đầu, đôi mắt trong veo mở to liếc mắt nhìn ống kính trước mặt một cái, lại vội vàng cúi đầu. Trang tính Vũ cứ như vậy, im lặng nhìn vào màn hình một lúc lâu, đột nhiên thân thiết cười đùa. Mọi người cùng nhau ngẩng đầu, nghi ngờ nhìn về phía ông. Đường khả hình dường như cũng cảm giác được màn hình máy tính vang lên một tiếng cười hiền lành, lại không chịu được tò mò ngẩng đầu, nhìn vào màn hình máy tính, ngay chính giữa màn hình bên trái, một người mặc âu phục màu trắng, nhìn vào vô cùng nho nhã và tôn quý. Ông tu dưỡng quá tốt, nhìn vào vô cùng trẻ tuổi, phảng phất thời gian cùng tang thương trên mặt của ông, chẳng qua lúc này liền tăng thêm mấy phần mị lực, trong nháy mắt cô cảm thấy thật thân thiết, trong lòng không khỏi ấm áp. Cô gái nhỏ, trang tính vỗ chậm chạp ngẩng đầu, nhìn về phía cô gái nhỏ trên màn hình yêu thương thân thiết hỏi phòng ăn này chính là một mình cháu dọn dẹp sạch sẽ sao là a à, không phải đường khả hình vội vã trả lời liền nhớ tới ông là cha của trang hạo nhiên đáy lòng không khỏi khẩn trương trang tính vũ tháo kính xuống khẽ đặt ở trên tập tài liệu lại ngẩng đầu nghi ngờ nói thế rốt cuộc có phải không đường khả hình chậm chạp ngẩng đầu nhìn về phía trang tính vũ cẩn thận từng ly từng tí Nơm nớp lo sợ chỉ về hướng NIKY cùng Bruce, còn có cậu bé Mick nói là mọi người cùng nhau dọn dẹp. Trong nháy mắt, ống kính liền hướng về Bruce một người đàn ông ngoài 50 tuổi, NIKY thì không nói gì, còn có một cậu bé nhỏ khoảng tầm 7 tuổi. Trang tính vu im lặng nhìn ba người, đôi mắt lộ ra vẻ ôn nhu, lại mỉm cười hỏi đường khả hinh cháu cảm thấy vất vả sao. Đường khả hinh đứng ở trước ống kính, vừa rồi còn có chút sợ hãi, nghe giọng nói ấm áp như vậy đôi mắt cô lập tức nổi lên một chút hồng hồng, lại cố gắng nhịn xuống sự chua xót trong lòng, cúi đầu, không lên tiếng. Trang tính vũ im lặng nhìn cô bé này, lại mỉm cười hỏi tại sao lại không nói chuyện. Vì quá mệt mỏi cho nên nằm bò ở trên bàn để ngủ. Hay là thế nào? Đường khả Hinh đứng ở tại chỗ, nghĩ ngợi, đôi mắt hiện lên sự dịu dàng, lại tiếp tục im lặng. Tất cả mọi người trong hội trường đều im lặng nhìn về phía cô, Vitus càng đau lòng nhìn học trò của mình, nhớ tới chính mình cho cô đi khảo nghiệm, nội tâm cứng rắn hiểu năm đột nhiên mềm nhũn. Không muốn nói chuyện cùng chú sao? Trang tính vũ nhìn về phía cô bé này, lại nhẹ giọng nói. Đôi mắt đường khả hình ngấn lệ, suy nghĩ một hồi, rốt cuộc nghẹn ngào yếu ớt mở miệng, một thân một mình cháu đi tới nước Anh, không biết nói tiếng Anh, đi tới đây tất cả đều lạ lắm, cho đến khi tới Cambridge, nhìn thấy nhà hàng toàn bụi bẩn, cháu cũng không nói được cái gì, cùng mọi người dọn dẹp nhà hàng sạch sẽ, mới nhớ tới lời nói của sư phụ, ngôn ngữ của rượu đỏ là im lặng. Điều này không chỉ thể hiện ở rượu đỏ, mà còn thể hiện ở trong cuộc sống, nếu quả thật muốn hạ quyết tâm làm chuyện gì, trước hết đều phải làm, dư thừa suy nghĩ, dư thừa hư vinh, dư thừa lời nói. Đôi mắt Vitas hiện lên sự dịu dàng cùng đau lòng nhìn cô bé này. Trang tính vũ nghe lời này, đôi mắt cũng hiện lên sự dịu dàng, mỉm cười gật đầu, nói, lấy tư tưởng của nhà nho Trung Quốc, chính xác là yêu cầu ở bên trong, nhất là nói ít, làm nhiều. Thế nhưng chú muốn nói chuyện cùng cháu, thế giới này càng lúc càng phát triển, khoảng cách giữa người với người càng lúc càng nhỏ, chúng ta đang ở trong một thời đại tốt nhất, chính mình phải biểu hiện thật tốt, giới thiệu chính mình, thậm chí hiểu được phải lợi dụng thời cơ, đưa ra yêu cầu với thời đại này, đây mới là biểu hiện dũng cảm của một cô gái. Đường khả hình sừng sốt ngẩng đầu, nhìn về phía trang tĩnh vũ, chủ tịch trang mang lại cho cô quá nhiều sự ấm áp. Trang tính vũ lại mỉm cười nhìn về phía đường khả hinh, mềm giọng hỏi, nói cho chú biết, đã mấy ngày cháu không ngủ. Đường khả hinh nghe xong, nghĩ ngợi một chút, mới vội vã nhẹ nhàng trả lời, đã hai ngày hai đêm. Đến bây giờ vẫn còn đang làm việc, trang tính vũ nghe, nội tâm có chút chua sót. Đúng vậy, đường khả hinh nhẹ nhàng trả lời. Trang tính vũ nghe xong, mỉm cười gật đầu, nhìn thân thể gầy yếu này, cảm thán nói, đã hai ngày hai đêm không ngủ, nhất định là rất vất vả rồi, thậm chí phải cắn răng chịu đựng tất cả. Người bình thường không hiểu nỗi khổ này, bởi vì chính mình phải gánh lấy mọi chuyện, gặp phải điều gì cũng phải tự mình chịu đựng. Mặc dù chú rất thích biểu hiện của cháu, nhưng hôm nay là ngày thi đấu cuối cùng, tất cả đối thủ của cháu đều có thành tích vượt trội. Mặc dù cháu đã dọn dẹp phòng ăn sạch sẽ gọn gàng, thế nhưng theo quy định, cháu phải rời khỏi cuộc thi này. Đường khả hình khiếp sợ ngẩng đầu, trong lòng lạnh lẽo, nhìn lên màn hình, nước mắt lập tức chảy ra nói, rời khỏi cuộc thi ạ. Nhưng cháu mới vừa bắt đầu thôi mà. Vitus im lặng, chậm rãi chờ đợi thời cơ. Tưởng Vĩ Quốc lạnh lùng nhìn đường khả hình nói, dù có như thế nào đi nữa thì đây chính là quy định của cuộc thi. Đây là một cuộc thi đấu lớn, không thể chỉ vì một mình cô mà phá hỏng cuộc thi. Nhưng như thế này không không bằng. Đường khả hình ngẩng đầu nghẹn ngào nhìn về phía tưởng Vĩ Quốc, không sợ hãi nữa, mà nhìn về phía màn hình của mọi người, khổ sở nói tôi vừa mới đến đây lúc trước nhà hàng này đang trong tình trạng dối rắm khắp nơi đầy bụi bẩn nóc nhà còn bị rột tôi dọn dẹp từng chút một không ăn không uống cũng không ngủ buổi tối còn phải sửa lại nóc nhà thậm chí khi biết các vị muốn đi khảo sát nhà hàng tối hôm qua chúng tôi còn cùng nhau lau chùi rượu đỏ mãi tới nửa đêm ngay cả bé mic mới có mấy tuổi cũng giúp đỡ chúng tôi chúng tôi rất vui vẻ đón tiếp các người đến mọi người đi ngủ trước tôi còn ở lại khâu hết mấy cái khăn trải bàn Lòng tin của tôi đã dần quay trở lại, thế nhưng bây giờ các vị nói rằng muốn tôi rút lui khỏi trận thi đấu. Tưởng Vĩ Quốc nhìn chằm chằm Đường Khả Hinh, nghiêm giọng nói, mới vừa rồi còn nói là khác người. Nhưng chủ tịch Trang đã nói, nên biểu hiện mình một cách thích hợp. Đường Khả Hinh linh hoạt nhìn về phía Tưởng Vĩ Quốc, đôi mắt sương sương khẩn cầu nói, nếu như muốn tôi rút lui khỏi cuộc thi đấu, vậy nhà hàng này phải làm sao bây giờ? Lại muốn nó bị bội bẩn lấp kín hay sao? Peters cùng Lauren vui mừng, cùng nhau ngẩng đầu nhìn về phía cô. Trang tính vũ cũng chứa đầy vẻ yêu thương cùng tán thưởng, nhìn vẻ mặt vội vàng của cô bé kia, chậm rãi nói, nếu như cháu rút lui khỏi cuộc thi đấu, chính xác nó sẽ lại bị thời gian lấp bụi. Không được, chấm than ngoặc kép, đường khả hình mạnh mẽ ngẩng đầu, ánh mắt lóe ra sự kiên định, cắn răng nghẹn ngào nói, tôi vất vả dọn dẹp sạch sẽ nhà hàng không phải là vì cuộc thi như mọi người thấy, mà bởi vì đây là một nhà hàng, nó còn có bức điêu khắc rất đẹp, bàn ăn rất nghệ thuật, giá đựng rượu bằng gỗ mun mê người, thậm chí chúng ta có thể nghĩ đến một ngày, những vị khách nếu mệt mỏi, có thể ngồi ở trên ghế dựa nhìn về phong cảnh mỹ lệ bên ngoài cửa sổ. Đây là một địa phương tuyệt đẹp, đây là một nhà hàng mê người. Đây hẳn là một trong số những phong cảnh đẹp nhất ở Cambridge. Tôi không thể rời khỏi cuộc thi đấu, tôi tuyệt đối không thể rời khỏi. Peters vô cùng căng thẳng nhìn về phía học trò của mình. Trang tính vũ nhìn về phía cô bé này, năng lực tiếp thu nhanh như vậy, có chút ngạc nhiên. Được, tưởng vĩ quốc nghe cô nói lời này, tức khắc nói ra vấn đề, hôm nay là ngày thi đấu cuối cùng của các nhóm, nếu cô muốn là người thứ 8 tham dự, phải giao ra đơn rượu đỏ lớn hơn 200 vạn so với người thứ 9. Tôi sẽ để cô qua, nếu như không làm được, cô nhất định phải rời khỏi cuộc thi theo như quy định. Vitus lập tức nghiêm mặt, phẫn nộ nhìn về phía tưởng vĩ quốc mọi người cũng kinh ngạc nhìn về phía tưởng vĩ quốc. 200 vạn, đường khả hình kinh ngạc nhìn về phía tưởng vĩ quốc, nghẹn ngào nói, thời gian chỉ có một ngày, làm sao tôi có thể. Cô là người thứ 8 trong nhóm thi đấu cũng đã là một kỳ tích rồi. Nếu như hôm nay cô không thể làm nên kỳ tích, vì sao lại muốn chúng tôi cho cô qua dễ dàng như vậy? Thậm chí loại người như cô, căn bản là không xứng đáng xuất hiện ở trên màn hình này. Tưởng Vĩ Quốc không chút lưu tình nào, vẻ mặt sắc bén nói. Đường khả hình khiếp sợ ngẩng đầu, nhìn về phía tưởng vĩ quốc, quả thực không dám tin, đường đường là chủ tịch của hoàn cầu, lại có thể nói ra những lời này. Vitus cảm thấy phẫn nộ, lập tức muốn đứng lên, trang tính vũ đưa tay ra, đè xuống tâm tình của hắn, nhìn đường khả hình, đôi mắt thâm thúy hiện lên trí tuệ sáng suốt, trầm giọng nói, cô gái nhỏ, theo quy định cuộc thi, cháu thật sự phải rời khỏi cuộc thi đấu. Đường khả hình run lên, cắn chặt hàm răng, phẫn nộ nói, không được cháu không thể rút lui. Cô gái nhỏ, chú nhìn ra cháu đối với nhà hàng vô cùng nhiệt huyết, sẽ cho cháu một cơ hội, trong vòng hôm nay cháu có thể đưa ra đơn rượu đỏ 50 vạn, cháu có thể tiếp tục tham gia thi đấu. Trang tính vũ nhìn về phía đường khả hình, đôi mắt lóe ra ánh sang mạnh mẽ của một người lãnh đạo. Mọi người không dám lên tiếng, tưởng vĩ quốc không vui nhìn về phía trang tĩnh vũ. Đường khả hình đứng ở trước ống kính, nắm chặt tay, Nhớ tới câu nói kia của Tưởng Vĩ Quốc, thậm chí loại người như cô căn bản là không xứng xuất hiện ở trước màn hình này. Trái tim cô đau đớn, nước mắt ập tới, chính là ủy khuất, bất lực, khổ sở ngẩng đầu, nghĩ đến đang nói chuyện, lại nhìn thấy ánh mắt hiền lành của Trang Tĩnh Vũ, đôi mắt cô chợt lóe lên, lòng tự trọng vừa bị đạp đổ, tức giận, thách thức, dũng khí từ đó mà đến, ngẩng đầu nhìn về phía Trang Tĩnh Vũ, cắn răng hỏi, "Chủ tịch Trang, đơn rượu đỏ của người đứng đầu là bao nhiêu?" cả phòng đột nhiên ẩm ý, mọi người nghi ngờ nhìn về phía cô. Vitus cũng nhìn học trò của mình bằng ánh mắt kỳ quái. Trang tính vũ im lặng nhìn đường khả hình một lúc lâu, mới chậm rãi nói 370 vạn. Nếu như cháu được hạng nhất thì sẽ được thưởng gì? Đường khả hình tiếp tục hỏi lại. Trang tính vũ nghiêm mặt nhìn cô gái nhỏ này, lúc lâu sau mới mỉm cười nói, theo nội quy của cuộc thi đấu, hạng nhất cuộc thi, ngoài việc có thể tự sáng chế, còn có thể đi thăm các trang trại rượu ở các quốc gia trên thế giới, cùng với trong lúc tham gia thi đấu, có tư cách tham gia tiệc rượu cao cấp. "Cháu không muốn những thứ đó." Đường Khả Hinh nhanh chóng nói. "Vậy thì cháu muốn cái gì?" Trang Tính Vũ cũng nâng cao giọng, mỉm cười hỏi. Trong nháy mắt, Đường Khả Hinh ngẩng mặt, dũng cảm nói, "Cháu muốn có một đầu bếp. Một đầu bếp ưu tú nhất." Trang Tính Vũ chăm chú nhìn về phía cô bé này, từ sợ hãi rụt rè, bây giờ ánh mắt đã thay đổi gương mặt bộc lộ vẻ kiên cường và dũng cảm liền mỉm cười gật đầu nói được nếu như cháu có thể được hạng nhất chú liền cho cháu một đầu bếp ưu tú nhất của hoàn á nếu như là đầu bếp kia cháu không hài lòng đường khả hình nhìn về phía trang tĩnh vũ nhanh chóng nói đầu bếp cao cấp của hoàn á trải rộng toàn bộ châu âu cháu có thể chọn lựa trang tĩnh vũ mỉm cười nói Vitus cùng mọi người cùng nhau kinh ngạc nhìn về phía đường khả hình đang suy nghĩ xem rốt cuộc cô có biện pháp nào, trong một ngày, có thể đưa ra đơn rượu đỏ hơn 300 vạn. Vậy mọi người chờ tôi 5 phút đồng hồ, tôi lập tức đem đơn rượu đỏ ra, trong nháy mắt, đường khả hình xoay người, đi đến căn phòng nhỏ của Niki, phịch một tiếng, mở cửa ra và sau đó biến mất. Tất cả mọi người đều im lặng, đang suy nghĩ xem rốt cuộc cô có biện pháp gì có thể đưa ra đơn rượu đỏ kinh người này. Tưởng Vĩ Quốc ngồi ở vị trí, Tuyệt đối không tin tưởng chăm chú nhìn về phía trước. Đường khả hình nhanh chóng chạy xuống hầm rượu, sắc mặt tái nhợt, đôi mắt run run ngấn lệ ngồi phịch xuống sàn, mở cửa hầm rượu ra, không nói hai lời. Từ bên trong liền lấy ra một chai rượu đỏ Lafite 285, nhanh chóng cầm chai rượu đỏ đi lên cầu thang ra khỏi phòng. Tiếng bước chân rồn dập truyền đến. Bruce cùng NIKY nghi ngờ nhìn về phía đường khả hình, vẻ mặt cô lạnh lùng cầm chai rượu quý Lafite, đi tới trước màn hình. Nhìn về phía Trang Tĩnh Vũ, đôi mắt sang lên, giơ chai rượu lên, cất lên giọng nói nhẹ nhàng, giống như giọng nói yêu thương của một người mẹ, "Lafite 28 năm, là rượu Lafite thần thoại, có thể nói đó là một tác phẩm nghệ thuật. Một năm kia, nghe nói là một năm tốt đẹp của thế giới, gió mưa sương tuyết, giống như tiếp nhận sứ mệnh như nhau, làm cho chai rượu này quý giá để phục vụ. Từ nhỏ, tôi đã bắt đầu học tập về thức ăn, học tập về rượu đỏ, cuối cùng từ những thức ăn ngon cùng rượu ngon trước mặt" học được một sự kính trọng, bởi vì để kéo dài sinh mệnh của thức ăn, dùng rượu ngon để làm cho tâm hồn chúng ta thêm lãng mạn, tiết lộ ra một loại tình cảm sâu sắc. Loại tình cảm này, có vô tư, có kính trọng, có mồ hôi của sự vất vả cần cù, có tâm hồn tốt đẹp. Phải không, Chủ tịch Trang? Trang tính vũ im lặng nhìn cô một lúc lâu, nét mặt trầm ổn hiện lên vẻ tươi cười, khẽ gật đầu. Được, đường khả hình ngẩng đầu, lại dơ lên chai rượu đỏ, cố lấy hết dũng cảm, Đôi mắt dưng dưng nhìn về phía Trang Tĩnh Vũ nói, chai rượu đỏ này vô cùng quý giá, ở 28 năm trong gió mưa sương tuyết, người chưng cất đã ôm ấp bao nhiêu tình cảm để làm ra chai rượu đỏ này, hẳn là muốn tặng cho một người, vô cùng tốt bụng và ấm áp, một người am hiểu lòng người, có trí tuệ hơn người, và là một lãnh đạo giỏi nhất, luôn quý trọng nhân tài. Chủ tịch Trang, đôi mắt đường khả hình dương dưng nhìn về phía Trang Tĩnh Vũ, đột nhiên lộ ra một chút hủy khuất, còn có sự kính trọng. Ngẹn ngào nói, cháu nghĩ đem chai rượu đỏ này đưa cho sư phụ của cháu, tức là Vitus tiên sinh. Nếu như người đồng tình với lời nói vừa rồi, thông cảm cho tình cảm này của cháu, người có nguyện ý để cho cháu thử một vị khách tại phòng ăn bách hợp này không? Vitus đột nhiên khiếp sợ nhìn đường khả hình trên màn hình. Mọi người cũng kinh ngạc nhìn về phía cô gái kia. Đôi mắt trang tính vỗ nhíu lại, nhìn hình ảnh của cô gái nhỏ, đôi mắt dưng dưng nhìn mình, bộc lộ sự kiên định bất khuất. Chủ tịch, nước mắt đường khả hình chảy xuống, nắm chặt chai rượu đỏ trong tay, nhìn về phía trang tĩnh vũ, nghẹn ngào khẩn cầu, nếu như. Ngài thông cảm cho tình cảm kia của cháu, hãy đồng ý cho cháu thử một vị khách tại phòng ăn bách hợp này. Nguyện ý mua chai này rượu đỏ, không phải là chia sẻ với bậc thầy giỏi nhất trên thế giới này sao? Thật ra tối hôm qua, đột nhiên cháu mới nhớ tới, cháu gọi điện cho ông ấy vào ban ngày, thời gian như vậy, ở chung. Quốc không phải đã là buổi tối hay sao? Lúc đó ông ấy hẳn là phải nghỉ ngơi, thế nhưng ông ấy không có. Lúc cháu gọi, ông ấy nhận ngay, cũng ngồi ở trên bàn làm việc giống cháu, cũng không nghỉ ngơi, không yên lòng, vẫn luôn chờ điện thoại của cháu. Ông ấy luôn chờ điện thoại của cháu, luôn lo lắng cho cháu. Đường Khả hình ôm chai rượu đỏ trong tay, nhớ tới sư phụ của mình liền đau đớn, không kìm lòng được cúi đầu, nước mắt chảy ra. Vitus ngồi ở vị trí, gương mặt lạnh lùng theo thói quen, hơi mất tự nhiên cúi xuống đôi mắt hiện lên cảm động cùng đau lòng đôi mắt lauren ngấn lệ nhìn về phía đường khả hình mỉm cười gật đầu trang tính vũ cũng vô cùng cảm động nhìn hình ảnh cô gái nhỏ trên màn hình mỉm cười gật đầu nói được cháu có thể thử một vị khách ở phòng ăn bách hợp trong nháy mắt đường khả hình như được cứu sống liền ngẩng đầu nhìn nước mắt tiếp tục chảy xuống cùng lắm trang tính vũ cầm bút máy lên chỉ vào chai rượu đỏ trong tay cô mỉm cười hỏi, vậy chai rượu đỏ này cháu bán với giá bao nhiêu? Đường Khả Hinh vừa nghe, vẻ mặt lộ ra sự khẳng định, ngoan cường dũng cảm nói, 370 vạn lẻ một khối. Chấm than ngoặc kép. Audio điện tử võ tấn bền. Hết chương 520.